đi vào sơn mạch. Xa giữa không trung, giờ phút này xuất hiện một dãy núi non liên miên, vô biên vô hạn, Lục Lâm Thiên không chút do dự vỗ cánh, lưu quang lướt qua như chớp, trong chớp mắt đã xuyên vào trong dãy núi. Ở trong rừng rậm muốn thoát thân sẽ dễ dàng hơn một ít, thi triển huyễn ảnh thanh vũ rực tới mức tận cùng, tốc độ của Lục Lâm Thiên vẫn thật khủng bố, nhanh chóng tiến vào trong rừng sâu. Vừa tiến vào rừng, sắc mặt hắn có chút âm trầm, tâm thần rình rập, Lăng Thanh cũng đã cấp tốc đuổi theo. Ta xem ngươi làm sao mà truy. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhíu qua đại thụ che trời rậm rạp, tầm mắt hoàn toàn tắt nghẽn. Vào lúc này ánh mắt Lăng Thanh cũng cực kỳ âm trầm, bên trong rừng cây nếu muốn đuổi kịp một người sẽ vô cùng khó khăn. Vài giờ sau, trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên, đã gần như không còn cảm giác chân khí của Lăng Thanh. Không còn nhìn thấy thân ảnh Lăng Thanh đuổi theo, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút hồ nghi, Lăng Thanh tựa hồ hận mình thấu xương, hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, chẳng lẽ bởi vì đuổi theo khó khăn cho nên đành phải buông tha hay sao? Mặc dù là thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không dám thả lỏng, thân hình cấp tốc chạy nhanh về phía trước, trong lòng thầm nghĩ dù Lăng Thanh muốn đuổi kịp mình cũng không dễ dàng, nhưng nếu bị đuổi tới mình sẽ gặp phiền toái lớn. Không biết Bạch Linh cùng Oánh Tỷ thế nào? Trong lòng Lục Lâm Thiên bắt đầu lo lắng cho hai người, Bạch Linh hẳn sẽ không nguy hiểm, nhưng Bạch Oánh có chút phiền phức, nhưng mục tiêu của đối phương tựa hồ là mình, phỏng chừng sẽ giảm bớt không ít áp lực cho hai người. Trong lòng Lục Lâm Thiên suy tư, nhưng tốc độ không chậm lại, không ngừng xuyên qua trong rừng cây, giống như lưu tinh thoáng chốc đã biến mất. Chẳng lẽ nữ nhân kia đã không còn truy theo? Lại chạy thêm một canh giờ, nhận thấy được không có người đuổi theo, Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày. Lục Lâm Thiên, ta đã nói, ngươi trốn không thoát đâu. Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang nghi hoặc, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên trước đó không xa, trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh, đôi cánh màu trắng huy động, chính là Lăng Thanh đã mất tích vài giờ trước. Thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên khựng lại, đôi cánh thu liếm, ngẩng phát đầu lên, trong lòng nhất thời vô cùng trầm trọng. Lục Lâm Thiên, ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Cùng một thời gian, một thân ảnh lại xuất hiện, người kia khoanh tay mà đứng, chính là Thương Sơn Môn Lâm Trung Kiến. Lần này phiền toái lớn. Lục Lâm Thiên nhìn hai người, đoán chừng mình lần này thật khó thoát. Lục Lâm Thiên, ngươi còn chạy thoát được sao? Lăng Thanh đắc ý cười, lập tức mang theo ánh mắt hài hước nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, chết không yên. Hừ, ngươi là tiện nhân, lúc trước bổn công tử nên trực tiếp giết ngươi, cứu ngươi một mạng, ngươi trái lại muốn đối phó ta, khó trách người ta đều nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta xem lòng của ngươi độc địa giống như hắc quả phụ đi. Lục Lâm Thiên hung hăng phun nước bọt mắng. Ngươi, sắc mặt Lăng Thanh nhất thời trầm xuống, tức giận sắc mặt đại biến. Lâm Trung Kiến, ngươi canh chừng tiểu tử này, ta muốn đích thân đối phó hắn. Dạ, thiếu chủ. Lâm Trung Kiến cũng không dám nhiều lời. Thiếu chủ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên híp lại, ra vẻ địa vị của Lăng Thanh trong linh vũ giới thật không thấp. Lục Lâm Thiên, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay sau đó đôi cánh sau lưng Lăng Thanh rung lên, xuyên thấu hư không, vô số nhánh cây bị bẻ gãy, một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn nhất thời khuếch tán trong hư không. Siêu. Trong nháy mắt thân ảnh Lăng Thanh cấp tốc đánh về phía Lục Lâm Thiên, không gian vặn vẹo. Trong tay nàng xuất hiện thanh trường kiếm bổ ra một đạo kiếm quang cắt vỡ hư không. Lục Lâm Thiên lập tức khởi động thanh linh khải giáp, ánh mắt trầm xuống, quanh thân mang theo khí thế mạnh mẽ lao thẳng tới trước. Lục Lâm Thiên hiểu rõ mình không còn đường chạy trốn, tới giờ phút này cũng chỉ có thể liều mạng, nói không chừng sẽ còn một tia sinh cơ, nếu hắn có thể giải quyết Lăng Thanh, Lâm Trung Kiến sẽ ném chuột sợ vỡ bình, tới lúc đó không làm gì được chính mình. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lao thẳng tới trước, đồng thời kiếm quang của Lăng Thanh đã ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, chân khí tràn ra, đột nhiên bàn tay nắm chặt, hét lớn. Đại địa nộ hống. Nương theo sau tiếng quát, chân khí ngưng tụ thành một đạo thổ hoàng sắc quyền ấn, mang theo thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Quyền ấn chấn khai không gian, hung hăng nện xuống mặt đất, một quyền oanh xuống mặt đất chợt nổ tung hoa. Ca ca. Mặt đất lay động kịch liệt, nháy mắt nứt nẻ, vài cây đại thụ che trời xung quanh trực tiếp nổ tung, vụn gỗ văng tung tóe, một cỗ lực lượng đáng sợ nháy mắt phóng lên cao, giống như hồng thủy đổ xuống, nhất thời bay thẳng về hướng Lăng Thanh giữa không trung.
Ánh mắt Lăng Thanh trầm xuống, kiếm quang hung hăng đánh ra, hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm lẫn nhau, không ít đại thụ che trời bị chém gãy, mang theo kình phong xuyên thấu không gian tàn sát bừa bãi. Liệt Viêm Quyền. Nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm, thân hình Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, trong mắt hiện hung quang, nhất thời quyền ấn tay phải chợt động, theo tiếng quát quyền ấn hóa thành một quang ảnh đỏ đậm mơ hồ, uyển như tia chớp bắn tới. Một quyền oanh ra, ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, tựa như muốn thiêu cháy không gian, mang theo ngọn lửa bắn tới phía chân trời, cuối cùng lại như vẫn thạch ầm ầm oanh kích thẳng về hướng Lăng Thanh. Đúng thời khắc này, thủ ấn bên tay trái Lục Lâm Thiên đã sớm kết xuất, nương theo thủ ấn ngưng tụ, một cỗ năng lượng phong hệ đột nhiên hội tụ tràn tới. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tầng mây thật dày, ngay sau đó cỗ lực lượng cường hãn vô hình khuếch tán. Nháy mắt vô số thủ ấn quỷ dị tràn ra, ngưng tụ một chỗ, không gian nổ tung thành từng khúc, vô số đại thụ bị lan tới trực tiếp nứt vụn. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Một tiếng quát truyền ra, thủ ấn đẩy tới, chân khí lan tràn, vô số thủ ấn bay ra khỏi tầng mây, không gian run rẩy lên, dùng tốc độ hủy diệt đập xuống dưới, nháy mắt hội tụ lẫn nhau, năng lượng cường hãn bắt đầu lan tràn. Nhìn thấy công kích liên tục của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lăng Thanh biến hóa, lập tức biến thành lạnh lùng, chân khí chợt lóe, một chân dẫm hư không, không gian ba văn hiện lên khe hở. Đồng thời bí quyết trong tay nàng biến đổi, trường kiếm xé gió cắt vỡ không gian mang theo hỏa diễm, xuyên phá không gian nhanh như chớp, bao phủ cả hư không chung quanh. Chỉ nháy mắt công kích đã va chạm vào nhau, ba đạo công kích ầm ầm nứt toác, không gian trực tiếp xé mở, uy áp khủng bố như rời non lấp bể khuếch tán, xen lẫn theo cuồng phong gào thét trực tiếp xốc lên không gian ba văn, tiếng nổ tung như sấm sét ngang trời. Phanh phanh, kinh khí cường hãn tàn sát bừa bãi, dư âm thổi quét khiến cả không gian đều biến thành xích hồng sắc. Xa giữa không trung, Lâm Trung Kiến nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến hóa, thực lực Lục Lâm Thiên hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn, mượn công kích kia mà nói, chỉ sợ dù là vũ xuất lục trọng cũng không đối kháng được, đồng thời thúc giục hai loại công kích khác thuộc tính, thật sự là không đơn giản. Lục Lâm Thiên, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lăng Thanh quát một tiếng, quanh thân vang lên tiếng chuông, trước mắt xuất hiện từng khối nham thạch, tầng tầng lớp lớp, tựa như long quyển phong bao phủ gào thét bên ngoài. Không gian hỗn loạn, kinh khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, nhưng không cách nào lay động nham thạch mảy may, ngược lại thân hình Lăng Thanh còn lao thẳng tới, đột nhiên xuyên thấu không gian, tay trái đánh ra trưởng ấn hung hăng vỡ áp về hướng Lục Lâm Thiên. Phanh! Lục Lâm Thiên không cách nào tránh né, lập tức bị trưởng ấn đánh thẳng vào trước ngực. Phanh! Một thanh âm trầm đục vang lên, Lục Lâm Thiên nhất thời cảm thấy cự lực áp xuống, khải giáp nứt vỡ, ngũ tạng lục phủ lập tức trọng thương. Thân hình Lục Lâm Thiên nện thẳng xuống đất, từng khe nứt như mạng nhện lan tràn khắp chung quanh cơ thể hắn. Phốc! Lục Lâm Thiên phun ra ngụm máu tươi, giãy giụa vài lần mới bỏ lên. Suy! Thân ảnh Lăng Thanh xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên, người còn lực tái chiến sao? Có lẽ ngươi còn có thể thi triển vũ kỹ quỷ dị lần trước, nhưng lần này ngươi sẽ không còn cơ hội. Phốc! Huyễn ảnh thanh vũ rực đã biến mất, thanh linh khải giáp nứt vỡ, Lục Lâm Thiên lại phun ra máu tươi, lần này hắn thật sự bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thanh, trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng tới cực điểm, hắn muốn bắt Lăng Thanh chỉ sợ là không khả năng, trạng thái hiện tại của hắn chỉ sợ không thể thi triển được Chu Tước Quyết cùng Huyền Võ Quyết. Dù thi triển vẫn bị Lâm Trung Kiến nhìn chằm chằm một bên. Chẳng lẽ hôm nay thật sự trốn không thoát sao? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, một cảm giác nguy cơ lan tràn, nhìn Lăng Thanh cùng Lâm Trung Kiến đang nhìn mình chằm chằm, hắn biết hôm nay mình muốn rời khỏi căn bản là không khả năng. Như thế nào, người còn muốn trốn? Lăng Thanh nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt cười lạnh lẫn hài hước. Hừ, lần sau nếu người còn tiếp tục rơi vào trong tay ta, ta nhất định đem ngươi bán vào kỹ viện. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Còn dám nói năng lỗ mãng. Sắc mặt Lăng Thanh giận dữ, thân ảnh cấp tốc lướt qua không gian, hai cánh chợt lóe, mang theo trưởng ấn nháy mắt ầm ầm chụp xuống. Lục Lâm Thiên xuất ra thủ ấn, một đạo thổ hoàng sắc quang quyển tràn ra chung quanh, cả không gian tràn ngập năng lượng thổ hệ, không gian đột nhiên nhoáng lên tựa như cô đọng lại. Chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên đã giãy giụa nhân cơ hội thoát thân. Trưởng khống năng lượng thuộc tính, chỉ tiếc ngươi còn chưa phải vũ vương. Lăng Thanh trầm thấp quát, trưởng ấn phá vỡ không gian,
một đạo trưởng ấn lại đánh thẳng ra. Thiên thủ liệt cương ấn. Lục Lâm Thiên không thể ngăn cản, với khả năng nắm giữ năng lượng thuộc tính của mình hiện tại, trên thực tế không tác dụng gì quá lớn, chỉ nháy mắt kết xuất thủ ấn đón đỡ. Phanh phanh. Hai đạo trưởng ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau, thanh âm trầm đục truyền tới, không gian run lên, kinh khí tàn sát bừa bãi, thân hình Lục Lâm Thiên lại bị đánh bay. Phốc. Thân hình Lục Lâm Thiên rơi ngoài mấy chục thước, thanh linh khải giáp ảm đạm, phun ra ngụm máu tươi, chân khí hỗn loạn, thân hình giãy giụa vài lần cũng không thể đứng dậy. Không xong, lần này xong đời. Lục Lâm Thiên không cách nào gượng dậy, thương thế đã rất trầm trọng không cách nào chịu đựng được nữa. Tiểu tử vô dụng, chỉ một vũ xuất cửu trọng đã bức ngươi thành như vậy. Lục Lâm Thiên đang quỳ rạp dưới đất, trong đầu đột nhiên truyền ra thanh âm trầm thấp. Ngươi là ai? Tâm thần Lục Lâm Thiên nhất thời cả kinh, thanh âm kia từng xuất hiện qua trong đầu hắn, làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Đừng hỏi nhiều như vậy, ta khinh thường đối phó đám tiểu bối này, cho ngươi mượn lực lượng linh hồn, chính ngươi động thủ đi. Thanh âm lại quanh quẩn trong đầu Lục Lâm Thiên, tiếng nói vừa dứt, Lục Lâm Thiên nhất thời cảm giác trên người mình có cỗ lực lượng thật quỷ dị, thân thể khẽ run lên, ngay lập tức một cỗ lực lượng bàng bạc như thủy triều điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của mình. Lực lượng kia chạy khắp cả thân thể, khiến thương thế của hắn nhất thời bị khống chế, hắn cảm thấy toàn thân chướng đầy năng lượng, quan trọng nhất chính là nhờ có cỗ lực lượng kia, hắn cảm thấy tinh thần của mình mở rộng gấp trăm lần, cả phiến thiên không hoàn toàn nằm trong tay của hắn. Lục Lâm Thiên đột nhiên đứng dậy, lăng không bay lên, quanh thân có cỗ lực lượng quỷ dị chống đỡ, thân thể tràn ngập mạnh mẽ, không gian quanh thân vặn vẹo, một cỗ khí thế ngập trời bắt đầu lan tràn. Lực lượng linh hồn thật mạnh. Lục Lâm Thiên cảm giác được đó chính là lực lượng linh hồn, cường hãn như vậy mạnh hơn bản thân không dưới 10 lần, hắn có cảm giác phảng phất bây giờ muốn đối phó Lăng Thanh thật sự dễ dàng. Ngay khoảnh khắc khí thế ngập trời kia xuất hiện, Lăng Thanh cùng Lâm Trung Kiến đều ngây dại, ngay lập tức vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên lại trở nên tỏa sáng, có một cỗ cảm giác quỷ dị quanh quẩn khiến hai người nhướng mày. Lục Lâm Thiên, ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó bay. Ánh mắt Lăng Thanh trầm xuống, lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lộ ra tia cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Thanh. Xa giữa không trung, ánh mắt Lâm Trung Kiến trở nên hoài nghi, không ngừng đánh giá Lục Lâm Thiên. Lăng Thanh lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, bàn tay vừa động, một thanh âm tiếng gió rít vang lên, ngay tiếp theo năng lượng xanh biếc ngưng tụ thành một kiếm trôi nổi trên không, kình khí bén nhọn đâm thủng cả không gian ba văn. Đi! Cánh tay Lăng Thanh run lên, một kiếm nháy mắt cắt qua phía chân trời, hóa thành lưu quang xanh biếc hung hăng đâm thẳng tới trước. Một kiếm xuyên thủng không gian, mang theo kình khí khủng bố, cả không gian đều biến thành vặn vẹo. Thân thể Lục Lâm Thiên chấn động, một cỗ linh hồn lực lượng tràn ra, không trung trở nên hôn ám, trong mơ hồ lực lượng linh hồn đã đạt tới mức hô ứng của thiên địa năng lượng. Lục Lâm Thiên không sử dụng linh hồn vũ kỹ, hoàn toàn dựa vào lực lượng linh hồn cường hãn. Bàn tay chảo về phía trước, cả không gian lập tức vặn vẹo, một chảo ấn trống rỗng hình thành, vô cùng trong suốt, linh hồn lực lượng bàng bạc thổi quét, thậm chí cả không gian cũng dao động kịch liệt. Giờ này khác này khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên chướng lớn, khí thế hoàn toàn khác hẳn lúc trước, làm sắc mặt Lăng Thanh cùng Lâm Trung Kiến biến sắc. Linh hồn lực thật mạnh. Ánh mắt Lâm Trung Kiến trầm xuống, giờ phút này cỗ linh hồn lực tràn ngập làm cho hắn cảm thấy nhịp tim càng gia tốc. Phá cho ta. Ngay trong nháy mắt, thân hình Lục Lâm Thiên chợt động, chảo ấn trực tiếp xé mở không gian ba văn, tiếp theo sau phá không mà đi, lập tức bao trùm một kiếm của Lăng Thanh. Một tiếng vang thanh thúy, một kiếm sắc bén nháy mắt liền phá hủy, một cỗ cự lực vô hình trực tiếp vặn vẹo không gian, một kiếm nứt vụn thành từng khúc. Suy. Thế công chảo ấn không giảm, trực tiếp vặn vẹo không gian đem Lăng Thanh bao phủ bên trong. Ánh mắt Lăng Thanh đã sớm hoảng hốt. Nàng thật sự không biết vì sao Lục Lâm Thiên lại biến đổi hoàn toàn như vậy, chân khí của hắn đã triệt để khác hẳn vừa rồi. Ánh mắt hoảng hốt, Lăng Thanh vội vàng đánh ra thủ ấn, kinh khí khuếch tán, không gian vặn vẹo, từng đạo không gian ba văn lan tràn, trường kiếm nhất thời bắn ra vô số đạo kiếm quang. Hiu hiu, kiếm quang rậm rạp xuyên thấu không gian, ầm ầm va chạm thẳng về hướng chảo ấn của Lục Lâm Thiên, tiếng xé gió bén nhọn uyển như cuồng phong gào thét. Chỉ nháy mắt thanh âm va chạm vang vọng chân trời, cả không gian hoàn toàn run rẩy. Ca ca,
Mắt thường có thể thấy được chảo ấn chộp tới, kiếm quang nứt vụn. Oanh! Tiếng nổ trầm đục vang lên, cả không gian đều nổ tung, cự lực chút xuống áp thẳng lên người Lăng Thanh, cự lực tràn đầy năng lượng công kích thẳng vào trong linh hồn. Phốc! Thân hình Lăng Thanh trực tiếp văng ra, miệng phun máu tươi, trong mắt càng thêm kinh hãi, thực lực của Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thiếu chủ cẩn thận! Sắc mặt Lâm Trung Kiến kinh hãi, thân ảnh lập tức lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, chân khí tràn ra, hung hăng dẫm lên hư không, thân hình như vẫn thạch lao thẳng tới trước. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, linh hồn lực lượng tràn ra, thủ ấn kết xuất, quanh thân nhất thời bao phủ cỗ lực lượng cường hãn quỷ dị. Ngay tiếp theo thủ ấn biến hóa, khí thế lập tức tăng vọt mạnh mẽ, đột nhiên linh hồn ba động bao trùm trời đất, cả không gian chao đảo lắc lư. Linh ba thiên hồn lãng. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, mượn lực lượng linh hồn bàng bạc thi triển, đây chính là linh hồn công kích, vô cùng cường hãn. Khoảnh khắc, không gian ba văn chấn động tản ra, vô số ba văn như sóng thần cuồn cuộn dâng trào khuếch tán. Lâm Trung Kiến bị lực lượng linh hồn bao vây, sắc mặt kinh hãi, linh hồn cự lãng không ngừng tràn tới khắp xung quanh người hắn. Suy, thủ ấn cấp tốc kết xuất, động tới năng lượng thuộc tính thiên địa, thực lực Vũ Vương nhị trọng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Nhất thời trong thiên địa tràn ngập cỗ năng lượng thủy hệ cuồng bạo áp không mà tới, cả không gian xuất hiện một mảnh mây đen, không trung nhất thời tối sầm lại. Trong mây đen tựa hồ có tiếng sấm sét nổ vang, ngay lập tức chấn khai không gian ba văn nháy mắt va chạm cùng linh hồn công kích. Hai cỗ năng lượng va chạm, năng lượng cuồng bạo chợt phóng, từng đạo hào quang chói mắt phóng thích, một cỗ lực lượng vô cùng sắc bén tràn ra, cả không gian bắt đầu vặn vẹo. Chỉ thấy linh hồn công kích trực tiếp đánh sơ xác mây đen, ngay tiếp theo sau hung hăng đụng vào trên thân thể Lâm Trung Kiến. Oanh! Một đợt linh hồn lực lượng đập xuống, làm mang cương quyển quanh thân Lâm Trung Kiến còn có thể đối kháng, nhưng chỉ nháy mắt lại một đạo linh hồn cự lãng trùng kích xuống, cương quyển nhất thời nứt nẻ, lập tức biến mất hầu như không còn. Phốc! Lâm Trung Kiến phun ra ngụm máu tươi, đồng thời lại một đợt linh hồn cự lãng tràn tới, hung hăng va chạm. Cương quyển đã phá nát, Lâm Trung Kiến lập tức bị đánh trúng, ánh mắt dại ra, thân hình nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Hô hô! Vào lúc này linh hồn cự lãng giống như hồng thủy chạy trồm tìm được chỗ phát tiết, lại cuồn cuộn tràn tới, nhất thời một đợt tiếp một đợt hung hăng đụng lên người Lâm Trung Kiến. Oanh oanh oanh! Lực lượng cuồng bạo chút xuống, cả không gian nổ tung, trực tiếp đánh bay Lâm Trung Kiến văng ra mấy trăm thước, khi đạo linh hồn cự lãng cuối cùng đập lên người hắn. Không gian trực tiếp nổ tung, lực lượng khủng bố nhất thời thổi quét. Đúng thời khắc này thân hình Lục Lâm Thiên biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã ở trước người Lâm Trung Kiến, một đạo sát ý lướt qua. Vũ Vương nhị trọng thì thế nào, hôm nay ta vẫn có thể tiêu diệt. Thanh âm hạ xuống, Lục Lâm Thiên chém ra một đạo quyền ấn ngưng tụ lực lượng linh hồn, ngay lập tức hung hăng đánh ra, cuối cùng xuyên thấu không gian, rơi lên ngực Lâm Trung Kiến. Hai mắt Lâm Trung Kiến đã ngây dại. Hoàn toàn không hề né tránh, linh hồn đã bị đả kích thật lớn, khi quyền ấn tiếp xúc huyệt ấn đường thì ánh mắt hắn đã khôi phục chút sáng rọi, hoảng hốt kêu lên. Không, nhưng hết thảy đều đã chậm, một quyền trực tiếp rơi xuống, Lục Lâm Thiên sát ý ngập trời, thân hình Lâm Trung Kiến nổ tung nứt toác, hóa thành huyết vụ phiêu tán, thậm chí hồn anh cũng không kịp bỏ chạy, một chữ vật giới chỉ nháy mắt rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Nhìn huyết vụ rơi xuống, trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ kích động. Đây mới là cảm giác của cường giả, giơ tay nhấc chân là có thể trực tiếp đánh chết Vũ Vương. Giờ phút này ở giữa không trung, khóe môi Lăng Thanh mang theo vết máu, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, chỉ một chiêu đã đánh chết Lâm Trung Kiến, thực lực người này mạnh mẽ làm nàng không cách nào tưởng tượng được. Hiện tại tới lượt ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức rơi lên người Lăng Thanh, một cỗ lạnh ý lướt qua, nhảy thẳng về phía nàng. Linh hồn lực lượng, người rốt cục là ai? Ánh mắt Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, lập tức như nhớ ra điều gì đó, nhất thời nói. Ta chính là ta. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, đã đi tới trước người nàng. Trên người ngươi có linh hồn thể, đây không phải lực lượng của ngươi. Ánh mắt Lăng Thanh kinh hãi, lập tức thả người bỏ chạy, không dám chậm trễ chút nào. Còn muốn trốn, lưu lại cho bổn công tử đi. Lục Lâm Thiên trầm xuống, cơ hồ cùng một thời gian trong tay tuôn ra linh hồn lực lượng. Lập tức một đạo trưởng ấn vỗ thẳng về hướng Lăng Thanh. Trưởng ấn rời tay, không gian vặn vẹo, ngay tiếp theo đánh trúng Lăng Thanh.
Lăng Thanh hoảng sợ kết xuất thủ ấn, một đạo trưởng ấn bay ra, trực tiếp đối kháng. Phanh! Hai trưởng ấn va chạm, không gian nháy mắt run rẩy lên kịch liệt. Ca ca! Tiếng vang răng rắc thanh thúy, không gian rốt cục nổ tung, một mảnh kinh khí tàn sát bừa bãi, lực lượng cuồng bạo nhất thời vỡ áp xuống. Phốc! Một đạo máu tươi phun ra, thân hình Lăng Thanh lảo đảo thối lui, hung hăng nện xuống đất. Tiện nhân! Bổn công tử sẽ không để yên cho ngươi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bay theo, vài đạo thủ ấn đánh ra, lập tức rơi lên người Lăng Thanh, hoàn toàn đem nàng cấm chế. Tốt lắm, lực lượng của ta không thể dừng lại trên người ngươi quá lâu, thân thể của ngươi cũng không thể thừa nhận quá nhiều lực lượng của ta, sau này tự cầu nhiều phúc đi. Một thanh âm truyền ra trong đầu Lục Lâm Thiên, lập tức biến mất không còn nhìn thấy, nương theo sau còn có linh hồn năng lượng bàng bạc trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Tiền bối, tiền bối. Toàn thân Lục Lâm Thiên mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất, thanh âm trong đầu đã biến mất, thần bí nhân cấp năng lượng cho hắn, hắn cũng cảm giác được tựa hồ có linh hồn thể theo bên cạnh mình đã lâu, nhưng mình lại không phát giác, mà linh hồn thể kia lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lực lượng linh hồn biến mất, Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân mềm nhũn, cả người vô lực, thương thế không còn khả năng ngăn chặn, đã biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Bỏ một nhóm đan dược vào miệng, sau một lát Lục Lâm Thiên mới miễn cưỡng đứng dậy, lập tức nhìn xung quanh, cả không gian biến thành một mảnh hỗn độn, thật nhiều cây cối cùng đỉnh núi bị phá hủy. Hắn quay đầu nhìn Lăng Thanh đã bị chế trụ, trong mắt hiện lên lạnh ý. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì, ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thanh kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên, thanh âm đã chuyển thành giọng nữ, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ hắn. Ta nói rồi. Nếu ngươi rơi vào trong tay của ta, ta sẽ không để ngươi yên. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ở lại nơi này chỉ sợ không quá an toàn, nói không chừng Hắc Quỷ Thiên Vương sẽ đuổi tới. Ngươi dám, ta sẽ giết ngươi. Lăng Thanh quát to, ánh mắt trầm xuống, Lục Lâm Thiên không để ý tới nàng, lập tức xách nàng lên, cũng không phi hành giữa không trung mà xuyên vào trong rừng rậm, có rừng rậm ngăn cách, cho dù Hắc Quỷ Thiên Vương đuổi theo muốn tìm mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân ảnh lao vào trong rừng rậm, lập tức biến mất trong núi sâu. Vài giờ sau, bên trong một khe núi bí mật, dưới vách núi, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong một sơn động, đem Lăng Thanh hung hăng ném xuống đất. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thanh lăn mấy vòng dưới đất, ánh mắt trừng lên, oán hận mắng Lục Lâm Thiên. Hừ, vậy hãy xem ai không buông tha ai trước. Lục Lâm Thiên tức giận, cũng không biết lúc này Bạch Linh cùng Bạch Oánh thế nào. Hết thảy đều do nữ nhân này làm hại, nhất thời ngồi xổm dưới đất nhìn chằm chằm Lăng Thanh, lạnh nhạt nói. Nói, ngươi rốt cục có thân phận gì trong linh vũ giới? Ngươi xứng biết chuyện của linh vũ giới sao, ngươi tốt nhất lập tức thả ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu không ta sẽ tru sát cửu tộc của ngươi. Lăng Thanh oán độc nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt dù có sợ hãi, nhưng ngoài miệng không yếu. Ta sẽ để ngươi ngoan ngoãn nói. Lục Lâm Thiên âm trầm quát, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp xé rách áo dài màu xanh của Lăng Thanh, hai tay va chạm thân hình mềm mại, trong lúc vô ý bàn tay lướt qua gò ngực buộc chặt, nhưng trong lòng hắn không hề sản sinh chút tà niệm, giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn lại hận ý. Ngươi vô sỉ, ngươi muốn làm gì? Lăng Thanh hét lớn, toàn thân bị cấm chế, không có cách nào phản kháng, kinh hãi nhìn thấy Lục Lâm Thiên cởi á Sigma viết thường dài của nàng. Ta hỏi ngươi một việc. Ngươi tốt nhất thành thật nói ra, ngươi không nói ta sẽ cởi quy upsilon ẩn áo của ngươi, thẳng tới khi nào đem ngươi cởi sạch mới thôi, sau đó ta sẽ tìm vài dòng binh trong vùng núi này tận tình hầu hạ ngươi. Lục Lâm Thiên âm trầm nói. Hiện tại ngươi có thể nói, ngươi rốt cục có thân phận gì trong linh vũ giới? Ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ. Lăng Thanh mắng to, nhưng không còn biện pháp. Còn không nói sao? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Trong tay lại không chút khách khí, hai tay tùy ý chạy, ngay lập tức cởi á Sigma viết thường. Nhất thời một thân thể trắng tinh xuất hiện trong mắt hắn, vùng bụng bằng phẳng bóng loáng như ngọc, một dải lụa trắng buộc chặt áp đôi gò núi nhỏ, lộ ra rãnh sâu hấp dẫn. Đồ vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thanh quá to, nhưng trong mắt ngày càng kiêng kỵ Lục Lâm Thiên. Ta vô sỉ, vậy chỉ vô sỉ với ngươi đi, có lòng tốt cứu ngươi. Lại năm lần bảy lượt muốn giết ta, ta cũng nên vô sỉ một chút. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, lửa giận mới áp chế lại trào ra,
hai tay hung hăng bóp lên hai gò núi kia. Lúc này Lục Lâm Thiên dùng sức không nhỏ, mặc dù không dùng chân khí nhưng đã toàn lực, trên gò núi nhất thời hiện lên dấu tay đỏ ửng. A! À, Lăng Thanh đau đớn cắn răng khẽ hừ một tiếng, mơ hồ chảy nước mắt, khẩn cầu. Lục Lâm Thiên, ta xin ngươi, ngươi dừng tay, đừng. Như thế nào, ngươi cũng cần cầu ta sao, vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có thân phận gì trong linh vũ giới? Năm ngón tay Lục Lâm Thiên dùng sức xoa bóp gò núi, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Giới chủ linh vũ giới là cha ta, ngươi mau thả ta. Lúc này Lăng Thanh không còn dám đắc tội Lục Lâm Thiên, đây là ác ma, sự tình gì hắn cũng dám làm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân phận của Lăng Thanh thật sự không nhỏ, là nữ nhi của giới chủ linh vũ giới, khó trách Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến lễ độ cung kính với nàng như thế. Thương Sơn Môn có quan hệ gì với linh vũ giới? Lục Lâm Thiên lại hỏi. Thương Sơn Môn không có quan hệ gì quá lớn với linh vũ giới chúng ta, Lâm Trung Kiến chỉ mới gia nhập linh vũ giới mà thôi. Lăng Thanh không dám chần chờ, liền trả lời. Vậy ngươi đi Linh Thiên Môn muốn làm gì, có mục đích gì? Lục Lâm Thiên lại hỏi. Ta đi Linh Thiên Môn chỉ muốn xác định ngươi có ở đó hay không mà thôi, cũng là vì đối phó ngươi. Lăng Thanh nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt vô cùng phức tạp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, ra vẻ nữ nhân này vì đối phó mình thật phí không ít công phu. Linh Vũ Giới làm sao biết Lục gia có bảo vật? Lục Lâm Thiên hỏi. Linh Vũ Giới đã tìm kiếm bảo vật kia thật nhiều năm, có tin tức cũng không kỳ quái, ngoại trừ Linh Vũ Giới, cũng không ít thế lực đang tìm kiếm bảo vật kia. Lăng Thanh trả lời. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, ra vẻ người tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư thật không ít. Hôm nay tới đây thôi, người thành thật ở lại đây cho ta. Lục Lâm Thiên híp mắt, lập tức mặc lại áo cho Lăng Thanh, trong tay hữu ý vô ý đảo qua gò núi phía trước, xúc cảm thật sự không sai. Suy, một đạo cấm chế rơi xuống người Lăng Thanh, làm nàng không thể lên tiếng, Lục Lâm Thiên đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, tựa hồ như đang suy tư, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức thương thế trên người. Lúc này thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Thanh nằm trên mặt đất, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, trong mắt xen lẫn vẻ bất lực lẫn ủy khuất, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất, trong mắt lộ ra kiên nghị lẫn hận ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, khuôn mặt Lục Lâm Thiên bao phủ thổ hoàng sắc quang mang, thương thế lần này dị thường nghiêm trọng, chân khí đã gần rối loạn, ngũ tạng lục phủ chấn động, nếu không nhờ bản thể cường hãn cùng thanh linh khải giáp, hậu quả khó lường. Đối với cuộc chiến lần này, Lục Lâm Thiên không cho rằng mình có hại, dù sao hắn đã thủ tiêu vũ xuất lục trọng của Thương Sơn Môn, thậm chí còn đánh chết Lâm Trung Kiến, nếu để người biết phỏng chừng sẽ tạo thành oanh động. Chân khí chậm rãi vận chuyển, sau một lát hắn đã rơi vào trạng thái chữa thương. Trong sơn động, Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, một cỗ chân khí mà người thường khó thể phát hiện bắt đầu lan tràn quanh thân nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh. Sắc trời đã sắp vào đêm, nắng chiều đảo qua bên ngoài sơn động, sau đó biến thành tối đen, đối với người có tu vi vũ xuất mà nói không ảnh hưởng thị giác bao nhiêu, muốn nhìn bóng đêm cũng không phải việc gì khó. Trong sơn động chợt lóe tinh mang, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh bao phủ thổ hoàng sắc quang mang, một cỗ lạnh ý lướt qua, lập tức biến thành vô cùng băn khoăn. Suy! Vào thời khắc này một thanh âm nháy mắt dựng lên. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất trong sơn động. Không xong. Lục Lâm Thiên nháy mắt dừng điều tức, trong mắt bắn tinh mang, ánh mắt nhìn theo cửa sơn động, sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì thân ảnh Lăng Thanh đã biến mất. Đáng chết, lại có thể cởi bỏ cấm chế. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, không ngờ Lăng Thanh có thể giải khai cấm chế của hắn, hắn thật sự đã khinh thường, không ngờ để nàng trốn thoát. Lục Lâm Thiên tức giận dậm chân, hắn biết truy theo cũng không kịp, mặc dù Lăng Thanh bị trọng thương nhưng thương thế bản thân hắn càng nặng hơn, lại không thể mượn ngoại lực, muốn đuổi theo Lăng Thanh thật không khả năng, dù đuổi theo chỉ sợ người có hại vẫn là chính hắn. Không thể lưu lại đây. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, Lăng Thanh chạy trốn, chỉ sợ sẽ mang theo cường giả quay trở lại, hắn phải rời đi trước tốt hơn. Siêu. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ rời khỏi sơn động, cũng không quản phương hướng. Trực tiếp đi nhanh về phía trước. Thân thể nhẹ nhàng lướt qua trong rừng, không mang theo chút âm thanh, hóa thành một đạo ảnh từ mơ hồ cấp tốc đi vào sâu trong núi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong rừng truyền ra tiếng hí hô của dã thú, Lục Lâm Thiên tận lực tránh né, không gây ra chút động tĩnh. Mãi tới hừng đông hắn xuất hiện trước một con sông, hai bên là vách núi tạo thành khe sâu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên híp lại, lập tức nhảy vào trong khe núi, nửa canh giờ sau mới tìm được một sơn động thiên nhiên, đi vào bên trong thở ra một hơi nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, hư thoát đặt mông ngồi xuống, chạy suốt một đêm phỏng chừng Lăng Thanh có dẫn người đuổi theo cũng không tìm được chính mình. Trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, thân phận Lăng Thanh không tầm thường, hôm nay nàng chạy thoát, phỏng chừng ngày sau hắn sẽ xui xẻo, mà lần tới muốn bắt nàng chỉ sợ không còn dễ dàng như thế. Địa linh dịch, rốt cục là bảo vật gì? Lục Lâm Thiên cân nhắc, lập tức lấy ra bình địa linh dịch, trong bình ngọc tràn ngập một cỗ chân khí nồng đậm, làm tâm thần hắn nhất thời trong sáng, có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời. Trong đầu suy tư, một lát sau hắn mới tìm được giới thiệu về địa linh dịch bên trong thiên linh lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Dựa theo giới thiệu, địa linh dịch chính là linh dịch sinh ra từ linh mạch trong lòng đất, trong truyền thuyết từ thời kỳ thượng cổ cũng là vật hiếm thấy, mãi tới bây giờ đã tuyệt tích, đây là bảo vật khó được, có thể tăng cường linh hồn lực, có chỗ tốt không tưởng được, mà linh giả sử dụng hiệu quả càng mạnh, còn có thể tăng cường không ít linh lực. Phải tăng cường thực lực nhanh hơn một chút, trước luyện hóa. Lục Lâm Thiên không chút do dự, nếu trực tiếp đột phá thương thế cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Lấy ra linh ngọc sàng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi lên, lập tức mở ra bình ngọc, một cỗ linh khí nồng đậm cực hạn khuếch tán, khí tức thật nồng đậm, làm linh hồn vô cùng thoải mái. Linh dịch trong bình ngọc mà xám trắng, cực kỳ nồng đặc như sữa, một cỗ năng lượng bàng bạc như ẩn như hiện tán phát. Nhớ tới lời nói của Lữ Chính Cường, Lục Lâm Thiên thoáng do dự, cuối cùng uống 1/2 linh dịch vào miệng. Địa linh dịch vừa vào miệng mang theo cỗ ấm áp, lập tức vào trong bụng. Chỉ một thoáng địa linh dịch biến thành một cỗ nhiệt lưu dị thường hung mãnh khuếch tán đi ra, lực lượng tràn vào cơ thể, lập tức truyền khắp toàn thân. Lục Lâm Thiên vốn bị trọng thương, trong cơ thể lập tức vô cùng đau đớn, không nhịn được kêu thảm một tiếng. A! À, lực lượng tàn sát bừa bãi, nhất thời trận trận đau đớn truyền ra, như có vô số dã thú chạy trồm, lực lượng đấu đá lung tung lan tràn khắp cơ thể. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên sớm nghĩ tới địa linh dịch cuồng bạo, nhưng không nghĩ ra chỉ uống một nửa cũng đã mạnh mẽ như thế, thủ ấn ngưng tụ, bắt đầu vận khởi Âm Dương Linh Vũ Quyết cấp tốc luyện hóa cỗ năng lượng khủng bố kia, mặc dù cơ thể đau đớn, nhưng hắn đã có không ít kinh nghiệm, lúc này cố nén đau đớn luyện hóa cũng thuận tay hơn. Địa linh dịch hóa thành một dòng khí khuếch tán chung quanh, lập tức truyền vào trong kinh mạch, năng lượng nhất thời vận chuyển dung hợp, hóa thành chân khí cùng linh lực đi vào đan điền khí hải cùng đại não của Lục Lâm Thiên. Năng lượng thật mạnh. Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng như điên, năng lượng bàng bạc như vậy tuyệt đối tạo ra tác dụng cực lớn cho lực lượng của chính mình. Lúc này hồn đan chậm rãi hấp thu linh lực xoay tròn, ngày càng chuyển động nhanh hơn, quan trọng nhất là trong linh lực còn mang theo năng lượng thần dị, trực tiếp bị hồn đan cắn nuốt, nhất thời làm Lục Lâm Thiên có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được sau khi hồn đan hấp thu năng lượng, linh hồn lực của hắn càng thêm ngưng thật, loại cảm giác này làm trong lòng hắn cực kỳ khoan khoái. Không hổ là bảo vật lấy được trong Vụ Tinh Đại Điện. Trong lòng hắn tăng thêm hảo cảm với vị nhạc mẫu tương lai của mình, loại bảo vật như vậy cũng tặng cho hắn, nhạc mẫu đối xử với hắn thật sự không sai. Nhưng lúc này bản thân hắn lại có chút buồn bực, khi hồn đan của hắn được tăng cường, kim sắc tiểu đao cũng chen chân một cước, bắt đầu như thổ phỉ cướp đoạt năng lượng thần dị cùng hồn đan, mà hồn đan không giành lại tiểu đao, đại bộ phận năng lượng đều bị nó hấp thu, ngược lại hồn đan của hắn chỉ hấp thu được một bộ phận thật nhỏ. Đồng thời bên trong đan điền khí hải khổng lồ cũng bắt đầu dao động, viên võ đan ngũ sắc đang bắt đầu chậm rãi xoay tròn, một mảnh ngũ sắc quang mang lóe sáng quanh quẩn. Ngũ sắc võ đan chậm rãi tăng cường, một tia chân khí bị hút vào bên trong, làm võ đan càng thêm sáng bóng, mà huyết lục cùng huyễn ảnh thanh vũ rực bên trong đan điền khí hải đều đang hấp thu chân khí tiến hành điều dưỡng. Vào lúc này Lục Lâm Thiên cảm thấy thương thế của mình đang dần dần khôi phục rất nhanh, đương nhiên cũng cần tiêu hao không ít năng lượng. Lục Lâm Thiên nhanh chóng rơi vào trạng thái vong ngã, quanh thân tản ra năng lượng nhàn nhạt, thậm chí không gian cũng nổi lên không gian ba văn, nhìn qua cho người ta cảm giác như mộng như ảo. Chân khí của Lục Lâm Thiên chậm rãi kéo lên, dù là chân khí hay linh lực đều chậm rãi tăng cường, loại tốc độ tăng cường này nhìn không thấy, nhưng trên thực tế cực kỳ nhanh chóng.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong một dãy núi thật lớn, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đang ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhìn chằm chằm về phía trước, có hai bạch ảnh đang cấp tốc phá không mà tới, nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung, chính là Bạch Linh cùng Bạch Oánh. Bạch Linh tỷ, lão đại đâu? Tiểu Long không nhìn thấy thân ảnh của lão đại, vội vàng hỏi. Ta tìm thật lâu cũng không tìm được. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, nói. Ca ca có bị nguy hiểm hay không, muội muốn đi tìm ca ca. Lục Tâm Đồng sốt ruột. Tâm Đồng, muội không cần sốt ruột, Lâm Thiên có huyễn ảnh Thanh Vũ Dực, muốn đào mạng ngay cả ta cũng khó mà theo kịp, nhưng vì có Lâm Trung Kiến đuổi theo, chỉ sợ có chút phiền phức. Thần sắc Bạch Oánh cực kỳ ngưng trọng. Ta cũng phải đi tìm lão đại. Tiểu Long nôn nóng nói. Như vậy đi, nơi này cách Linh Thiên Môn không xa, Tâm Đồng cùng Phi Thiên Ngô Công đi Linh Thiên Môn trước, nói cho Tiểu Linh biết chuyện bên này, ta lập tức trở lại Phi Linh Môn, chuẩn bị dẫn người đi Thương Sơn Môn, nếu Lâm Thiên rơi vào trong tay bọn hắn, chúng ta chỉ có thể tới đó đòi người, Bạch Linh, ngươi cùng Tiểu Long tiếp tục đi tìm Lâm Thiên, thế nào? Bạch Oánh nói. Được. Cứ làm như thế đi. Bạch Linh gật đầu nói. Vậy muội đi Linh Thiên Môn. Tuy Lục Tâm Đồng còn nhỏ, nhưng hiểu tác dụng của Linh Thiên Môn, ca ca là con rể Linh Thiên Môn, xảy ra chuyện có Linh Thiên Môn ra mặt tự nhiên sẽ dễ giải quyết hơn. Phi Thiên Ngô Công lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, tám đôi cánh run lên, mang theo một tầng hắc phụ kịch độc, cõng Lục Tâm Đồng bay về hướng Linh Thiên Môn. Tiểu Long cùng Bạch Linh ngồi trên Thiên Sĩ Tuyết Sư tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Mà Bạch Oánh biến mất ngay tại chỗ. Trong một rừng cây, một thân ảnh cao gầy cấp tốc lắc mình bay ra, chân khí có chút huệ oải, một đường chạy nhanh, tựa hồ không dám dừng lại, xem ra đã chạy như vậy khá lâu. Lục Lâm Thiên, đồ vô sỉ kia, lần sau ta sẽ trực tiếp giết ngươi, sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Trong miệng thân ảnh lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lãnh ý, hai tay không tự chủ được kéo chặt quần áo, trong mắt hiện vẻ xấu hổ lẫn ủy khuất. Ai? Nháy mắt thân ảnh nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt nhất thời cả kinh. Thiếu chủ, người bị thương, là lỗi của thuộc hạ. Một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, chính là Hắc Quỷ Thiên Vương, nhìn thấy thần sắc Lăng Thanh, sắc mặt hắn liền đại biến. Việc này không liên quan tới ngươi. Lăng Thanh nhìn thấy Hắc Quỷ Thiên Vương, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiếu chủ, sao ngươi lại bị thương? Hắc Quỷ Thiên Vương hỏi. Trên người Lục Lâm Thiên có một linh hồn thể, thực lực rất mạnh, Lâm Trung Kiến đã bị đánh chết. Nhắc tới thực lực linh hồn thể, bây giờ trong lòng Lăng Thanh còn sợ hãi, linh hồn thể kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tầm thường. Ngay cả Lâm Trung Kiến cũng bị đánh chết, chẳng lẽ linh hồn thể kia đã tới trình tự vũ tôn? Hắc Quỷ Thiên Vương cũng kinh hãi, nhất thời sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hẳn là linh tôn, hoặc là linh vương cao giai, ta cũng không biết. Lăng Thanh khẽ lắc đầu, nàng nhìn không thấu thực lực tu vi của linh hồn thể kia, nhưng theo chân khí mà xem, linh hồn thể kia hẳn là linh giả. Thiếu chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Hắc Quỷ Thiên Vương thoáng do dự, lập tức hỏi. Ta muốn đích thân trở về một chuyến, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lăng Thanh toát ra hận ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên không có khái niệm về thời gian. Mà lúc này trên Linh Ngọc Sàng có cỗ năng lượng hội tụ, hỗ trợ năng lượng của địa linh dịch, Lục Lâm Thiên đồng thời luyện hóa, làm linh lực cùng linh hồn lực càng thêm tinh thuần không ít. Mấy ngày sau, chân khí của Lục Lâm Thiên từ từ tăng cường, linh lực cuồn cuộn khuếch tán, trong thiên địa cũng có cỗ năng lượng vô hình hội tụ tới. Bên ngoài sơn động không chút bóng người, mà thiên địa năng lượng hội tụ vô cùng nồng đậm. Chẳng biết từ lúc nào Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong đầu hoàn toàn bành trướng. Không gian khí hải vang lên một tiếng trầm đục, một cỗ năng lượng thật lớn khuếch tán. Hào quang quanh thân Lục Lâm Thiên trở nên chói mắt, chân khí kéo lên, không gian nháy mắt mở rộng, một cỗ lực lượng cực lớn tràn qua, hồn đan cấp tốc xoay tròn, kim sắc tiểu đao cũng tăng nhanh tốc độ hấp thu. Suốt vài giờ sau hết thảy mới bình ổn trở lại, mà giờ khắc này chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên đã tăng lên linh suất nhị trọng. Đã đột phá tới linh suất nhị trọng. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, mà lúc này năng lượng của địa linh dịch chỉ mới luyện hóa được một bộ phận cực nhỏ, chỉ sợ chân khí trong đan điền khí hải cũng sẽ nhanh chóng đột phá. Lúc ở Linh Thiên Môn uống đào hoa tửu đã nhận được không ít ưu đãi, lúc này còn có địa linh dịch, muốn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tục đột phá. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm,
tiếp tục luyện hóa địa linh dịch, giờ này khắc này không còn chuyện gì làm cho hắn vui sướng hơn chuyện gia tăng thực lực, trạng thái trước mắt cũng giảm bớt không ít băn khoăn cho hắn. Thêm vài ngày sau, khi tia nắng ban mai chiếu xuống sơn mạch, vạn vật tựa hồ đều thức tỉnh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một bóng trắng khổng lồ vừa lướt nhanh qua trên bầu trời. Tiểu Long, có cảm giác được hắn hay không? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, một thân ảnh xinh đẹp mang theo lo lắng cau mày hỏi. Không có, vùng núi này quá lớn, huyết khế của ta cũng không cảm giác được vị trí của lão đại. Tiểu Long ngẩng cao đầu tìm quanh bốn phía. Vậy hắn có gặp nguy hiểm hay không? Trên người ngươi có huyết khế, có thể cảm giác được. Bạch Linh hỏi. Lão đại hẳn không có việc gì. Tiểu Long khẳng định nói, trên người có huyết khế với lão đại. Nếu lão đại xảy ra sự cố, hắn có thể lập tức biết rõ. Chúng ta tiếp tục tìm đi, dọc theo đường này hướng Thương Sơn Môn tìm kiếm. Bạch Linh khẽ cau mày, nhưng có chút thả lỏng. Bạch Linh tỷ, ta cũng không biết Thương Sơn Môn ở nơi nào. Tiểu Long chớp mắt nói. Trong sơn mạch có dòng binh, tìm người hỏi một chút sẽ biết. Bạch Linh nói. Nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này Lục Lâm Thiên vẫn luôn luyện hóa năng lượng, tiến bộ cực nhanh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đang tăng cường, trong khí hải đan điền tràn đầy, kể cả không gian não hải cũng đã tràn ngập. Không biết từ khi nào thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, thân thể còn nhận được không ít ưu đãi. Ở bên ngoài khe sâu hội tụ không ít thiên địa năng lượng, trong sơn động Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, quanh thân truyền lại từng trận dao động khác thường. Trong sơn động, thiên địa năng lượng càng lúc càng nhiều, chân khí của Lục Lâm Thiên ngày càng mạnh. Cơ thể hắn cấp tốc phát sinh biến hóa, mỗi lần thăng cấp đều xuất hiện biến chất, kinh lạc huyết mạch cùng gân cốt huyết nhục, ngũ tạng lục phủ đều được cải biến. Năng lượng thiên địa đã hình thành lốc xoáy ngay trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, mà năng lượng trong sơn động dao động ngày càng kịch liệt. Hô hô! Ngay khi chân khí vừa bình ổn, trong cơ thể Lục Lâm Thiên xuất hiện một đạo quang quyển, thiên địa năng lượng lại dũng mãnh tràn vào. Hô hô! Linh lực cuồng bạo trào ra, chấn động không gian ba văn. Giờ khắc này năng lượng không ngừng dung nhập vào cơ thể Lục Lâm Thiên. Hai bên bờ khe sâu, toàn bộ dã thú đều cảm giác được khác thường, phục không dám di chuyển, mà phi dã thú chim chóc gần bên đều vội vàng tránh xa, không dám tới gần. Qua thêm nửa ngày thời gian, linh lực dần dần nhạt nhòa, mà Lục Lâm Thiên lại hiện thân rõ ràng trong sơn động. Hô! Mười mấy phút sau, Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, không gian ba văn nhộn nhạo lan tràn. Lục Lâm Thiên vừa mở mắt, tinh mang lóe ra, vô cùng thâm thúy, rõ ràng vô cùng sáng ngời nhưng làm thế nào cũng nhìn không thấu. Lục Lâm Thiên mỉm cười, linh lực của hắn lúc này đã tăng trưởng tới gấp bội lần. Lúc này Lục Lâm Thiên đã đột phá tới linh suất tam trọng, mà chân khí cũng đã đột phá tới vũ suất tam trọng, tốc độ này làm cho hắn thật hài lòng. Tính toán thời gian, lần này chữa thương cùng đột phá đã gần một tháng, mà trình tự linh lực đã đột phá hai tầng. Sau thoáng cân nhắc, Lục Lâm Thiên quyết định quay về Phi Linh Môn, phỏng chừng thời gian dài như vậy tìm không được hắn, mọi người đều sẽ lo lắng. Đây là cảm giác đột phá. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, mở ra đôi tay, bất luận là kinh lạc huyết mạch hay gân cốt cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều tăng cường hơn không ít. Lục Lâm Thiên có loại cảm giác, với tu vi của mình hiện tại, chỉ cần đánh ra một chưởng nhẹ nhàng là có thể đạt được lực lượng cực lớn, một chưởng tùy ý vẫn có thể giết chết vũ tướng. Dù là vũ tướng cửu trọng. Mà ở trình tự linh lực, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được tuy rằng so sánh giữa linh lực cùng chân khí, tuy linh lực không bằng, nhưng đan điền khí hải của mình cũng chiếm không ít tiện nghi, nhưng ở linh hồn lực nếu đối phó linh giả, chỉ sợ sẽ dễ dàng phá hủy đi linh hồn. Thu thập một phen, Lục Lâm Thiên rời khỏi sơn động, thân ảnh nhảy ra khỏi khe núi, lập tức tiến vào rừng rậm vô tận, thời gian qua lâu như vậy. Lục Lâm Thiên tin tưởng Lăng Thanh còn chưa tới mức lưu lại nơi này tìm kiếm hắn. Đưa mắt nhìn xung quanh, Lục Lâm Thiên cũng không biết đây là nơi nào, lập tức quyết định đi thẳng về phía trước, nhìn xem có gặp được dòng binh đoàn hỏi thăm đường đi hay không. Khí xoáy hiện lên, bạch mang chói mắt xuất hiện, một cỗ lực lượng thúc đẩy thật lớn khiến thân thể hắn bắn vọt ra, chỉ còn lưu lại tàn ảnh, ngay lập tức tàn ảnh dần dần tiêu tán, tới lúc này tốc độ của Lục Lâm Thiên đã nhanh hơn trước không ít. Khí xoáy chợt lóe, thân ảnh Lục Lâm Thiên nháy mắt xuyên qua không gian, cấp tốc biến mất trên không trung. Trong dãy núi lớn như vậy, suốt một ngày Lục Lâm Thiên cũng không gặp được dòng binh đoàn, thậm chí cũng không có yêu thú, nhưng dã thú thì lại rất nhiều.
Ngay lúc Lục Lâm Thiên không biết mình đi tới nơi nào, ngoài ý muốn phát hiện dãy núi đã tới cuối, phía trước xuất hiện tòa đại thành khổng lồ, xa xa nhìn lại đại thành thật sự rất lớn. Nhìn từ núi non, thấy xuất hiện không ít người, Lục Lâm Thiên khẽ cau mày, lập tức lặng yên rơi xuống rừng cây, thu liễm chân khí, người ngoài căn bản không thể nhận ra. Giá! Trong rừng cây xuất hiện một đội xe ngựa, tổng cộng có 3 chiếc xe, khí thế bất phàm, tốc độ cực nhanh. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, nhìn thấy 3 chiếc xe ngựa chạy chồm lao tới, ánh mắt trầm xuống, dưới chân nhất thời phát ra một đạo hoàng mang. Ô! Vào thời khắc này mặt đất đột nhiên run lên, vài con ngựa chợt hí vang, ngay lập tức dừng phát lại, trong lúc vô hình cảm giác được một cỗ chân khí làm người kiêng kỵ. Sao lại thế này? Bên trong một chiếc xe ngựa, một nha đầu xinh đẹp bộ dáng như một nha hoàn khoảng mười mấy tuổi nhất thời nhô đầu ra, hướng xe ngựa phía trước hỏi. Hình như có chút không bình thường, mọi người cẩn thận. Trên một xe ngựa phía trước, một lão gia 50 tuổi trả lời, ánh mắt ngưng trọng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Mọi người xuống xe đề phòng. Trên xe ngựa đi giữa, một thanh âm truyền ra, vừa dứt lời một thân ảnh xinh đẹp bay ra, đó là một nữ tử hơn 20 tuổi, mặc áo dài xanh nhạt thêu hoa văn, thắt lưng màu trắng, dáng người như liễu, mái tóc đen thật dài buộc sau gáy chỉ lưu chút tóc mai trên trán. Nữ tử vừa nhảy xuống xe liền nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt sáng ngời mang theo cảnh giác lẫn lo lắng. Siêu siêu. Nhất thời trên 3 chiếc xe ngựa nhảy ra mười mấy thân ảnh, đều đề phòng nhìn quanh bốn phía. Xin hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Vào lúc này, một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng truyền tới, ngay lập tức một thanh y nam tử xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất thời, nhóm người căng thẳng nhìn về hướng người kia, chỉ thấy một thanh niên toàn thân không có chút chân khí dao động đi tới, lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu tử ở đâu xuất hiện, mau tránh ra cho ta. Một đại hán 30 tuổi, tu vi vũ sư bát trọng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thanh y nhân mới xuất hiện quát. Ta chỉ hỏi đường mà thôi, các hạ cần gì nóng nảy như vậy, tính tình lớn tổn thương thân thể là việc nhỏ, bỏ mạng thì không đáng. Thanh y nhân nhướng mày nói, ánh mắt bình tĩnh dị thường, nhưng làm trong lòng đại hán có chút dị thường. Đại hán không khỏi nuốt nước bọt, lập tức khởi lên khí thế, nói. Tiểu tử lớn mật, dám trêu chọc Lưu gia chúng ta. Người muốn chết có phải không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lãnh ý bắt đầu lan tràn. Vị thiếu gia này, người đừng để ý, Lưu chấp sự nói chuyện luôn như vậy, người không phải người của Giao Hải Thành sao? Đúng lúc này một thanh âm mềm mại truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thu liếm, lập tức quay đầu lại nhìn nữ tử áo xanh, thiếu nữ này thật xinh đẹp, lại lộ ra vẻ khôn khéo, nhưng thực lực khá thấp, chỉ đạt tới vũ phách nhị trọng mà thôi. Thỉnh không nên gọi ta là thiếu gia, người có thể gọi ta công tử, ta không phải người Giao Hải Thành, lần đầu tiên tới nơi đây, chẳng lẽ phía trước là Giao Hải Thành sao? Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn chưa đi qua Giao Hải Thành, nhưng đã nghe nói, đây chính là địa bàn của Thương Sơn Môn, tuy không phải địa bàn chủ yếu, nhưng thuộc phạm vi thế lực của Thương Sơn Môn. Ngươi thật vô lễ, tiểu thư nhà ta gọi ngươi thiếu gia, ngươi còn lên mũi lên mặt, còn làm cho tiểu thư gọi ngươi công tử. Thật không biết thân phận của mình, đừng thật sự cho rằng mình là thiếu gia. Nha đầu đứng bên cạnh tiểu thư kia trừng mắt bất mãn nói. Tiểu Lan, không được vô lễ. Nữ tử áo xanh nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Vị công tử này thật thú vị, phía trước chính là Giao Hải Thành, không biết công tử là nhân sĩ nơi nào. Ta không chỗ nương tựa, bốn biển là nhà, cũng không biết vì sao lại đi tới nơi đây. Lục Lâm Thiên híp mắt. Nữ tử này rõ ràng đang tìm hiểu lai lịch của mình. Chẳng lẽ công tử một mình xuyên qua vùng núi này mà tới sao? Nghe lời nói của Lục Lâm Thiên, sắc mặt nữ tử cũng không biến hóa, lại hỏi. Cũng không phải, ta còn vài người hầu, ai biết ở vùng núi này gặp phải mấy tên cướp, mấy người hầu đều bị giết, hoàn hảo ta chạy nhanh. Lục Lâm Thiên nói, nguyên lai chỉ vài tên cường đạo mà cũng đánh không lại, ra vẻ ngươi chính là một nhị thế tổ đi. Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua Lục Lâm Thiên, lộ ánh mắt khinh bỉ, bản thân nàng còn có tu vi võ đồ nhị trọng. Tiểu Lan, không được vô lễ. Nữ tử áo xanh trừng mắt mắng nha đầu kia, nha đầu thè lưỡi, không dám tiếp tục nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn trừng Lục Lâm Thiên. Công tử, vùng núi này luôn sóng êm gió lặng, hẳn là không có cường đạo gì đi. Nữ tử nói, ánh mắt hiện tia hoài nghi.
Ta cũng không biết, có thể là ta xui xẻo. Lục Lâm Thiên đáp. Tiểu thư, chúng ta nên vào thành, nơi này không nên ở lâu. Ánh mắt lão giả 50 tuổi đảo qua trên người Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Công tử, phía trước chính là Giao Hải Thành, tuy rằng không xa nhưng nếu ngươi đi bộ chỉ sợ còn dùng một ngày thời gian, không bằng chúng ta đưa ngươi đoạn đường thế nào. Nữ tử nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cũng tốt, vậy ta không khách khí. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức dẫn đầu bước lên xe ngựa. Tiểu thư, xem hắn. Ánh mắt nha đầu nhất thời biến đổi, chỉ vào bóng lưng Lục Lâm Thiên kêu lên. Tiểu thư, người này không rõ lai lịch, chúng ta. Lão giả ngập ngừng nói. Được rồi, nhanh lên đường đi, chúng ta phải nhanh chóng vào thành, còn chút lộ trình cuối cùng, đừng để xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nữ tử nói. Mọi người mau lên xe. Lão giả không nói gì thêm, lệnh mọi người nhanh chóng xuất phát. Nữ tử nhìn vào xe ngựa, khẽ cau mày, lập tức nhảy lên xe. Đa tạ tiểu thư cho ta quá giang đoạn đường, nếu có cơ hội nhất định báo đáp ân tình của tiểu thư. Bên trong xe ngựa, Lục Lâm Thiên cười nói. Ngay cả cường đạo mà ngươi cũng đánh không lại, còn nói báo đáp gì chứ, hừ. Nhà đầu ngạo nghễ nói, ánh mắt trừng Lục Lâm Thiên, người này thật sự không xem mình là người ngoài. Chỉ đưa một đoạn đường thôi cần gì nhắc tới, chỉ là chút chuyện nhỏ, công tử không cần để trong lòng. Nữ tử chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Lục Lâm Thiên. Giá! Xe ngựa lại lên đường, ba người ngồi trong xe khó tránh va chạm, nhất thời nữ tử lặng lẽ rút chân trở về. Ngươi chú ý một chút, đừng đụng vào tiểu thư nhà ta. Nha đầu liền nói. Tiểu Lan, ngươi nói gì đó? Nữ tử áy náy nhìn Lục Lâm Thiên như xin lỗi. Tiểu thư, các ngươi đang gặp phải chuyện phiền toái đi, ta cảm giác con đường này không quá thái bình, các ngươi nên cẩn thận một chút, ta gặp phải mấy tên cường đạo kia, thiếu chút nữa đã mất mạng. Lục Lâm Thiên nói, đó là do ngươi tay trói gà không chặt, cường đạo bình thường làm sao dám chọc chúng ta chỉ sợ. Lời của nha đầu còn chưa dứt, nữ tử đã ngắt lời của nàng. Tiểu Lan, im lặng một chút đi. Bằng không sau này sẽ không cho ngươi đi theo. Tiểu thư, tôi không lắm mồm nữa, lần sau không dám. Nha đầu biến sắc, liền nói. Công tử, ngươi yên tâm đi, đã sắp tới Giao Hải Thành, sau khi vào thành sẽ thật an toàn, đoạn đường này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Nữ tử nói. Lục Lâm Thiên chỉ cười, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, tiếng vó ngựa vang lên bên tai không dứt. Xe ngựa càng đến gần Giao Hải Thành. Sắc mặt nữ tử càng thêm ngưng trọng, tựa hồ đang lo lắng sự tình gì. Trong toa xe sóc này, Lục Lâm Thiên tựa lưng vào ghế, thản nhiên không mang tới việc bên ngoài. Nhìn dáng vẻ nữ tử, Lục Lâm Thiên phỏng chừng đoàn xe này đang gặp phải phiền toái, nhưng hắn không muốn tìm hiểu, lúc này hắn chỉ muốn đi vào Giao Hải Thành rồi tính sau. Lục Lâm Thiên biết đã lâu không tìm được tin tức của mình, chỉ sợ nhóm người Đông Vô Mệnh sẽ chạy tới Thương Sơn Môn tìm người. Mặt khác Thương Sơn Môn đã gia nhập Linh Vũ Giới, dựa theo lời nói của Lăng Thanh, Lâm Trung Kiến mới gia nhập Linh Vũ Giới chưa bao lâu, lúc này Lâm Trung Kiến đã chết, xem ra mình phải đi tìm hiểu động tĩnh của Thương Sơn Môn mới được, sau khi Lăng Thanh chạy trốn đoán chừng sẽ không khả năng bỏ qua cho mình. Đang cân nhắc sự tình, chân mày Lục Lâm Thiên chợt nhíu lại, lập tức khôi phục tự nhiên. Mà lúc này xe ngựa cũng đột nhiên ngừng lại. Siêu siêu, tiếng xé gió vang lên. Chân khí mạnh mẽ bao phủ tới. Mọi người mau đề phòng, có người đánh lén. Thanh âm lão giả dồn dập truyền tới, sắc mặt nữ tử đại biến, thân ảnh cấp tốc nhảy ra khỏi xe. Ngươi ngàn vạn lần đừng đi ra, bên ngoài nguy hiểm, mau trốn đi đi. Nha đầu nói xong liền nhảy xuống xe ngựa. Lục Lâm Thiên cười khổ, nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần dình hết thảy bên ngoài, mọi việc đều biết rõ ràng. Lúc này xe ngựa dừng trong rừng cây địa thế bằng phẳng, chung quanh đều là đại thụ che trời, mười mấy thân ảnh đã cầm vũ khí sẵn sàng đón địch. Mà chung quanh xe ngựa xuất hiện trên trăm thân ảnh, hơn trăm người đã hoàn toàn vây kín mười mấy người của đoàn xe. Ánh mắt nữ tử nhất thời ngưng trọng, cảm giác chân khí, trong hơn trăm người có cao thủ cực kỳ lợi hại, đều là người mà nàng nhận thức. Ha ha, Lưu Uyển, ngươi cho là ngươi có thể vào thành sao, các ngươi trốn không thoát. Một tiếng cười lạnh vang lên, một hắc ảnh nhảy xuống, người kia 40 tuổi, sau lưng có đôi cánh chấn động, đã tới tu vi vũ tướng. Vừa nhìn thấy người kia,
sắc mặt mười mấy người càng thêm trầm trọng, trong mắt kinh hãi, vừa đưa mắt nhìn nhau, mà thần sắc nữ tử đã ngưng trọng tới cực điểm. Quân Kỳ Cửu, quân gia các ngươi muốn thế nào? Ánh mắt nữ tử híp lại, quát lớn. Muốn mạng của ngươi mà thôi, ngươi đã biết kế hoạch của quân gia, vậy chỉ có chết. Đại hán kia âm lệ quát. Chỉ sợ quân gia các ngươi làm không được, Lưu gia cũng không dễ dàng bị quân gia phá hủy. Nữ tử híp mắt nói. Nếu ngươi thu tay lại, ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, Lưu gia cũng sẽ không đối phó quân gia. Kiệt Kiệt, đều nói Lưu gia đại tiểu thư lanh trí đa mưu, ta xem ngươi là kẻ ngốc, ngươi nghĩ rằng ta tin sao? Đại hán âm trầm cười nói. Các ngươi chạy mau, chỉ cần chạy thoát mang tin tức trở về, để trong tộc báo thù cho chúng ta. Nữ tử dứt lời, vung tay, trong tay hiện ra hai thanh đoản kiếm màu bạc dài một thước, nhất thời mang theo hai đạo kiếm quang màu lam, kiếm quang mang theo tiếng xé gió đột nhiên bắn thẳng về hướng đại hán. Mau ra tay, một tên cũng không buông tha. Đại hán quát một tiếng, nhìn chằm chằm nữ tử nói. Tu vi vũ phách nhị trọng, làm sao là đối thủ của bổn tướng, người quá ngây thơ rồi. Dứt lời đôi cánh sau lưng hắn run lên, thân hình lao thẳng lên không trung. Một đạo trưởng ấn gào thét đánh ra, hung hăng va chạm về hướng nữ tử. Hiu hiu, ánh mắt nữ tử trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng, thân thể mềm mại thối lui, đồng thời song kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang bạo lướt, phá không bay đi, mơ hồ mang theo xu thế chấn khai không gian ba văn, cuối cùng nghênh thẳng trưởng ấn. Ca ca, giữa không trung vang lên tiếng vỡ thanh thúy, hai đạo kiếm quang bị chấn nát, kình phong khuấy động, mà thân ảnh nữ tử bật lui về phía sau. Chỉ một chiêu sắc mặt nữ tử liền trắng bệch, chênh lệch giữa hai người thật quá lớn. Cùng một lúc trên trăm thân ảnh đều lao thẳng tới nhóm người Lưu gia, nháy mắt triển khai công kích mãnh liệt. Từng đạo chân khí lan tràn, tiếng chém giết ồn ào hỗn loạn. Quân Kỳ Cửu, ngươi dám động đại tiểu thư Lưu gia, cả Lưu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Cách đó không xa, lão giả hơn 50 cũng có tu vi vũ phách nhất trọng, lúc này đang bị vũ phách tam trọng công kích, cực kỳ nguy hiểm. Hừ, không bao lâu nữa Lưu gia sẽ bị xóa tên trong Giao Hải Thành, còn làm khó dễ được gì ta, hơn nữa chỉ cần ta giết chết các ngươi, ai biết là ta giết, Kiệt Kiệt. Quân Kỳ Cửu âm lệ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh. Lưu Uyển, lúc trước thiếu gia quân gia tôn trọng ngươi muốn kết hôn với ngươi, ngươi lại giả bộ chướng mắt người của quân gia, hiện tại ngươi hối hận rồi sao? Hừ, Quân Kỳ Cửu, hôm nay nếu ta không chết, nhất định sẽ không bỏ qua quân gia. Ánh mắt trầm xuống, nữ tử quát lớn một tiếng. Làm mộng tưởng hão huyền của ngươi đi thôi, ngươi còn chạy thoát được sao? Quân Kỳ Cửu hiện sát ý, chân khí tràn ra, chân khí phong hệ hội tụ, lao thẳng về hướng nữ tử. Tiểu thư cứu mạng. Nha đầu đột nhiên quát to lên, nàng chỉ có thực lực võ đồ nhị trọng, bình thường ở Lưu gia dọa nạt ít người hầu còn tạm được, gặp phải trường hợp này đã mất hồn mất vía. Nhìn thấy đại hán một đao bổ tới, sắc mặt trắng bệch không có chút năng lực phản kháng. Sắc mặt nữ tử kinh biến, cũng không cách nào cứu viện, bởi vì công kích của Quân Kỳ Cửu đã tới trước mắt, chính nàng cũng không tự cứu được chính mình. Hưu! Ngay lúc nha đầu hoàn toàn tuyệt vọng, một tiếng xé gió nháy mắt lướt qua, giữa ấn đường đại hán cầm đao hiện lên lỗ máu, ngay lập tức ngã xuống đất. Nha đầu kia, ta đã nói trong vùng núi này có rất nhiều tên cướp, ngươi còn không tin. Hiện tại tin rồi đi. Một thanh y nhân xuất hiện bên cạnh nha đầu, hé miệng cười, thân ảnh uyển như quỷ mị biến mất không còn nhìn thấy. Khi nha đầu phục hồi lại tinh thần, tựa như đã gặp quỷ, không còn nhìn thấy thân ảnh thanh y nhân, vừa rồi giống như là giấc mộng. Lưu Uyển, đi chết đi. Vào thời khắc này giữa không trung, Quân Kỳ Cửu lao tới, trực tiếp oanh ra một đạo trưởng ấn, phong hệ bao trùm hơn trăm thước. Trực tiếp chấn động không gian ba văn vỡ áp về hướng nữ tử áo xanh. Nữ tử đối diện công kích khủng bố, nàng biết mình căn bản không thể đối kháng, nhất thời lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ là tiểu vũ tướng thôi mà hung hăng càn quấy như thế sao? Một thanh âm trầm thấp thản nhiên vang lên, một đạo thổ hoàng sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo xu thế lôi đình trực tiếp trống rỗng xuất hiện, ngay tiếp theo hung hăng áp xuống trưởng ấn của Quân Kỳ Cửu. Phanh phanh! Hai đạo trưởng ấn va chạm vào nhau, nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên, kình phong tàn sát bừa bãi, vài gốc đại thụ che trời bị chấn thành vụn gỗ bay tung tóe. Dùng mắt thường có thể thấy được trưởng ấn của Quân Kỳ Cửu trực tiếp phá nát,
một cỗ kình khí cường mãnh hung hăng rơi lên người hắn. Phốc! Quân Kỳ Cửu phun ra ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây nặng nề đập lên một thân đại thụ ngoài mấy chục thước, đại thụ lập tức gãy ngang, lúc này thân hình hắn mới nện xuống đất. Phốc! Quân Kỳ Cửu té xuống đất lại phun ra ngụm máu, ánh mắt đổi thành kinh hãi cùng uể oải. Ánh mắt nữ tử vốn đang tuyệt vọng lập tức rơi lên người thanh y nhân tuổi tác xấp xỉ với mình, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy người ra tay chính là thanh y nhân không hề có chút chân khí nào trước mắt. Ở giữa sân, đoàn người đang chiến đấu kịch liệt đều cảm nhận được biến hóa này, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Ai, chỉ mới ngồi một lúc đã bị đau lưng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Lâm Thiên chậm rãi duỗi lưng, xương cốt kêu lên răng rắc chẳng khác gì tiếng pháo nổ. Có cường giả, mau lui lại. Quân Kỳ Cửu giãy giụa bò lên, hét lớn một tiếng, hai cánh sau lưng mở rộng muốn bỏ chạy. Tu vi vũ tướng nhất trọng mà lại muốn bỏ chạy trước mặt ta sao, chậm trễ thời gian của ta, vậy đi chết đi. Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, thủ ấn nhất thời biến đổi, khí xoáy bốc cao, thân hình nháy mắt lăng không bay lên, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng Quân Kỳ Cửu trăm thước. Suy suy, bàn tay vươn ra, hóa trưởng thành chảo. Chảo ấn vỡ áp bay ra, trực tiếp vặn vẹo không gian, chảo ấn rơi lên sau lưng Quân Kỳ Cửu. Phanh! Thân thể Quân Kỳ Cửu đột nhiên khựng lại, thân hình trực tiếp nứt vụn, ngay sau đó hóa thành một mảnh huyết vụ rơi xuống đất. Chạy mau! Một màn kinh hãi làm hơn trăm người đều hoảng hốt, ngay lập tức phục hồi lại tinh thần, thầm nghĩ chạy trốn. Rồi bọ đáng ghét, đều đi chết đi! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, chân khí run lên. Một đạo trưởng ấn nháy mắt ngưng tụ. Lục quang đại thịnh, sau đó một đạo trưởng ấn trong suốt như thúy ngọc đẩy ra. Trưởng ấn vừa ra, chấn khai không gian ba văn, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Nhất thời một cỗ kình phong tán loạn bao phủ phạm vi ít nhất 2.000 thước, cuối cùng hóa thành lục sắc quang cháo bao phủ cả không gian kia. Quang cháo áp xuống, trực tiếp đem hơn trăm người muốn chạy trốn bao phủ bên trong, chân khí vô hình nháy mắt khuếch tán, lập tức hiện ra một màn đáng sợ. 3333. Trên trăm thân ảnh trực tiếp hóa thành huyết vụ vỡ nát, toàn bộ đều bị đánh chết, cả không gian biến thành một mảnh mây hồng. Cây cối nháy mắt khô vàng, bị kình phong thổi quét khuếch tán trên mặt đất, vô thanh vô tức mặt đất nứt nẻ, không gian 2.000 thước đã biến thành một mảnh tử tịch, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Khi hết thảy đều yên tĩnh trở lại, người của Lưu gia đều ngừng thở chứng kiến một màn này. Vũ Xuất, là cường giả Vũ Xuất. Hơn 10 người của Lưu gia không nhịn được hít sâu một hơi, một chiêu đánh chết Quân Kỳ Cửu, một chiêu đánh chết hơn trăm người, khí tức như vậy cũng chứng minh thanh y nhân kia chính là cường giả Vũ Xuất. Là cường giả Vũ Xuất. Ánh mắt nữ tử áo xanh kinh hãi lẫn kinh ngạc, tuổi thanh y nhân chỉ xấp xỉ với nàng, nhưng đã là cường giả Vũ Xuất. Sắc mặt đại hán chừng 30 tuổi của Lưu gia biến thành tái nhợt. Mặc dù hắn cũng bị thương nhưng hắn sợ hãi là vì khi nãy đã nói năng lỗ mãng với một cường giả Vũ Xuất, nghĩ tới cũng toát mồ hôi lạnh. Tiểu thư, ta đã nói đường đi này không quá thái bình, hiện tại ngươi đã tin rồi đi, thu thập một chút, tiễn ta vào thành được chứ? Lục Lâm Thiên khẽ cười, thân ảnh rơi lên xe ngựa, vạt áo khẽ phất đã ngồi vào trong xe. Hô! Mọi người nhìn theo bóng lưng Lục Lâm Thiên, không khỏi hít sâu một hơi. Tiểu thư! Lão giả kinh hãi kêu lên. Thu thập một chút, chúng ta mau vào thành. Nữ tử phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng quyết đoán nói. Sau một lát, nữ tử cùng nha đầu đi vào trong xe, nhưng lần này nha đầu không dám nói thêm một lời nào. Giá! Xe ngựa lại tiếp tục lên đường. Lưu Uyển đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nữ tử nhất thời quỳ xuống hành lễ. Lưu tiểu thư không cần đa lễ, chỉ thuận tay mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, phất tay đánh ra cỗ kình khí vô hình nâng Lưu Uyển đứng dậy, nói. Ngươi gọi ta tiền bối, chẳng lẽ ta già như vậy sao? Tiền bối đương nhiên không già, nhưng mà... Lưu Uyển có chút câu nệ muốn giải thích, nhưng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng của nàng, đối phương là Vũ Xuất, mặc dù bề ngoài xấp xỉ với nàng, nhưng tuổi thực tế có lẽ đã rất lớn. Được rồi, ta họ Lục, ngươi gọi ta công tử là được rồi. Lục Lâm Thiên nhìn qua nha đầu, hỏi. Ngươi ngây người làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa hay sao? Ngươi thật là cường giả Vũ Xuất sao, tộc trưởng chúng ta hơn 50 mới là Vũ Xuất, nhưng tuổi của ngươi chỉ xấp xỉ tiểu thư thôi. Nha đầu nghi hoặc nói. Tiểu Lan,
không được vô lễ với Lục công tử. Lưu Uyển vội vàng khiển trách, chỉ sợ đắc tội vị cường giả trước mắt này. Không sao. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhà đầu này thật có ý tứ, hắn nhìn qua Lưu Uyển, nói. Lưu tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi chút việc không? Mời Lục công tử cứ hỏi. Lưu Uyển nói. Ta chỉ muốn biết trong gần một tháng nay trong Giao Hải Thành có phát sinh đại sự gì hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Gần một tháng nay trong Giao Hải Thành sóng êm gió lặng, tựa hồ không phát sinh đại sự gì, nếu tính là đại sự chỉ có quân gia muốn đám hỏi với Bạch gia, đây là chuyện lớn trong Giao Hải Thành, mà mục đích riêng của họ chính là muốn đối phó Lưu gia chúng ta. Hai đại gia tộc kia cùng Lưu gia luôn giữ thế kiểng ba chân trong Giao Hải Thành, lần này hai đại gia tộc liên thủ, âm thầm liên hợp một trưởng lão trong Thương Sơn Môn, tính toán đối phó Lưu gia, đúng dịp bị ta hay biết, vì vậy mới làm cho quân gia đuổi giết. Lưu Uyển nói, có nghe qua tin tức nào về Thương Sơn Môn hay không? Lục Lâm Thiên cũng không hứng thú với quân gia hay Lưu gia gì, hắn chỉ quan tâm động tĩnh của Thương Sơn Môn. Thương Sơn Môn, Lưu Uyển cau mày, lập tức nói. Thương Sơn Môn có một phân đà trong Giao Hải Thành, có một trưởng lão có chút giao tình với Lưu gia chúng ta, thời gian trước ta nghe nói hình như Thương Sơn Môn xảy ra chuyện gì đó, cường giả phân đà đều chạy trở về. Chỉ vậy thôi sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên cân nhắc, ra vẻ cái chết của Lâm Trung Kiến đã bị Thương Sơn Môn hay biết, hẳn là phải có kế hoạch đối phó mới đúng. Ta rời khỏi nhà đã gần 10 ngày thời gian, rất nhiều tin tức ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta sắp vào thành, phỏng chừng sẽ nghe được không ít tin tức. Nếu Lục công tử không chê, mời tới Lưu gia nghỉ ngơi, chúng tôi cũng có thể cảm tạ công tử đã cứu mạng, thuận tiện tôi sẽ thu thập tin tức mà công tử muốn biết, sau đó báo cho công tử. Lưu Uyển thoáng do dự, liền nói. Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn qua, Lưu Uyển đúng là thông minh, khéo léo muốn mời hắn tới Lưu gia một chuyến, phỏng chừng là muốn kết giao với mình, nói không chừng có thể cấp một ít ưu đãi cho Lưu gia đi. Cũng tốt, vậy ta tới quấy rầy một phen. Lục Lâm Thiên đáp ứng, nơi này là Giao Hải Thành, là địa bàn của Thương Sơn Môn, cách Phi Linh Môn khá xa, mình thật sự phải tìm hiểu rõ ràng tình hình lúc này mới được. Lục công tử đồng ý tới Lưu gia, thật sự vinh hạnh cho Lưu gia. Nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, Lưu Uyển vô cùng vui vẻ. Tiểu thư, chúng ta vào thành. Ngoài xe ngựa, thanh âm lão giả truyền vào. Trực tiếp về thẳng Lưu gia. Lưu Uyển nói. Tiểu thư, hình như cửa thành xảy ra chuyện gì, đã bị phong tỏa. Thanh âm lão giả truyền tới. Lục công tử, để ta đi xem. Lưu Uyển biến sắc. Lập tức cung kính nói. Ta cũng đi xem. Lục Lâm Thiên đi theo Lưu Uyển xuống xe ngựa. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một mảnh kiến trúc liên miên thật lớn, xa xa là tường thành cao lớn uốn lượn, tường thành cao khoảng 10 thước, rộng vài thước, đều dùng loại đá thật lớn xây dựng mà thành, bề ngoài được mài thành bóng loáng. Ở phía trước ngay cửa thành cao vài thước rộng cũng vài thước, chung quanh đứng đầy những đại hán mặc giáp trụ chỉnh tề màu xám. Chân khí không kém, đầu lĩnh cũng đã tới vũ phách. Nhìn trang phục của những người kia, Lục Lâm Thiên nhận ra là người của Thương Sơn Môn, nhìn trận thế của họ giống như đã xảy ra biến cố. Lục công tử, đây là người của Thương Sơn Môn, có thể gần đây trong thành xảy ra chuyện gì, ta đi hỏi thăm, trong đó cũng có người của Lưu gia, không có việc gì đâu. Lưu Uyển nói, các ngươi là ai? Nhưng vào lúc này vài người mặc khải giáp xám trắng đã đi tới hỏi. Vương chấp sự, ngay cả ta mà ngươi cũng không biết sao. Lưu Uyển đi tới trước mặt đại hán đầu lĩnh nói. Nguyên lai là đại tiểu thư Lưu gia, thứ lỗi, mấy ngày nay ta bận rộn vô cùng, không nhìn thấy đại tiểu thư, mời đừng trách móc, đại tiểu thư vừa trở về sao. Đại hán sửng sốt, tựa hồ vừa rồi còn chưa kịp nhìn kỹ nên không nhận ra là ai, bây giờ mới cười nói. Mấy ngày trước ta ra khỏi thành, vừa trở về, xin hỏi vương chấp sự. Trận thế như vậy chẳng lẽ trong thành xảy ra đại sự gì hay sao? Lưu Uyển nhíu mày hỏi. Nguyên lai đại tiểu thư ra ngoài vài ngày rồi, khó trách không biết. Vương chấp sự nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói. Trong thành không xảy ra sự tình gì, mà là gần đây Thương Sơn Môn chúng ta gặp phải chút phiền toái. Ta nhận được tin tức mặt trên, gần đây Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn phái cường giả vây quanh Thương Sơn Môn. Vì thế bên trên nghiêm khắc căn dặn chúng ta canh gác, miễn cho người của thế lực khác trà trộn đi vào. Nguyên lai là như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Uyển lại hỏi.
Việc này ta cũng không biết gì nhiều, chuyện của bên trên sao biết được, chỉ mong người của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn đừng tới Giao Hải Thành là tốt rồi. Vương chấp sự khẽ thở dài nói. Vậy ta vào thành trước, Vương chấp sự cứ làm việc của mình. Lưu Uyển nói, lập tức đi tới bên cạnh xe, nói. Lục công tử, chúng ta lên xe trước đi, lên xe rồi nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức vào trong xe, những lời Vương chấp sự vừa nói hắn cũng nghe rõ ràng, sự tình liên hệ tới Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn, điều này thật sự làm hắn ngoài ý muốn. Ánh mắt Vương chấp sự rơi lên người Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lưu Uyển thật lễ phép với hắn, còn ngồi chung một chiếc xe ngựa, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lập tức cho người tránh sang một bên cho xe chạy qua. Xe ngựa chạy thẳng vào trong thành, xuyên qua khe hở Lục Lâm Thiên mơ hồ thấy được kiến trúc trong Giao Hải Thành cực kỳ to lớn, diện tích không ít, ngoài thành kiểm tra chặt chẽ, trong thành náo nhiệt vô cùng, người qua lại trên đường như mắc cửi, mơ hồ có nhiều thanh âm ồn ào rơi vào trong tai. Lục công tử, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn, Thương Sơn Môn chưa từng có trận thế như vậy bao giờ, vừa rồi nghe người của Thương Sơn Môn nói, là người của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn vây quanh Thương Sơn Môn, chỉ sợ phải về tới Lưu gia ta mới biết được nguyên nhân. Lưu Uyển nói, ân, ta rất hứng thú đối với chuyện này, tới lúc đó phiền toái Lưu Tiểu Thư thăm dò giúp một phen. Lục Lâm Thiên nói, không phiền toái, về tới Lưu gia tiểu nữ tử nhất định nhanh chóng tìm hiểu rõ cho công tử. Lưu Uyển nói, xe ngựa xuyên qua những con đường náo nhiệt, sau một lát đã đi vào một quảng trường lớn. Tiểu thư đã trở lại. Bên ngoài quảng trường có không ít người tiến lên nghênh đón. Mời Lục công tử, chúng ta đã tới. Lưu Uyển nói. Vừa rồi Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ chuyện của Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến, lập tức cùng Lưu Uyển xuống xe. Bên trong quảng trường là một tòa kiến trúc diện tích khổng lồ, cửa lớn màu đỏ, bên trên có gắn biển viết hai chữ Lưu Phủ thật lớn, nhìn vào liền biết không phải gia đình bình thường. Uyển Nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ gặp phải sự tình gì? Không ít thân ảnh đi tới, vài đại hán mặc cẩm bào đi đầu, vừa nhìn thấy vết thương trên người mọi người, nhất thời sắc mặt đại biến. Tam thúc, tứ thúc, một lát nữa nói sau. Lưu Uyển nói xong quay đầu cung kính nói. Mời Lục công tử đi nghỉ ngơi trước, một lát ta sẽ đem tin tức đưa tới cho công tử. Nhìn thấy một thanh y nhân xa lạ đi cùng Lưu Uyển, mọi người vốn đã thấy kinh ngạc. Hiện giờ nhìn thấy Lưu Uyển vô cùng cung kính nói chuyện với hắn, họ càng thêm ngạc nhiên, nhưng không ai hỏi gì, còn có vài người nhìn Lục Lâm Thiên gật đầu mỉm cười. Không thành vấn đề, phiền toái Lưu tiểu thư. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Tiểu Lan, đưa Lục công tử tới nhã phòng nghỉ ngơi. Lưu Uyển liền nói với nha đầu. Lục công tử, mời đi theo ta. Nha đầu cũng cực kỳ khách khí lẫn cung kính nói. Lục Lâm Thiên đi theo nha đầu vào trong kiến trúc khổng lồ, nơi này quả thật khí phái, to lớn bất phàm, đủ thấy được địa vị của Lưu gia trong Giao Hải Thành. Đưa mắt nhìn lướt qua, Lục Lâm Thiên nhận ra chung quanh có không ít phú phách, mà nhị thúc cùng tam thúc gì đó đều có tu vi vũ tướng, xem ra thế lực của Lưu gia cũng không kém, tiểu nha đầu này từng nói qua, gia chủ Lưu gia là người có tu vi vũ xuất. Đi xuyên qua vài hành lang dài, Lục Lâm Thiên đi vào một căn phòng nhỏ yên tĩnh tinh xảo. Vài người hầu liền bưng không ít điểm tâm hoa quả lên bàn. Lục công tử, người nghỉ ngơi một lát đi, ta ở bên ngoài, có việc xin phân phó. Nha đầu nói, lập tức thối lui. Lục Lâm Thiên ngồi trong tiểu sảnh, trong đầu suy tư chuyện của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn, theo lời của Vương chấp sự Thương Sơn Môn mà xem, tựa hồ cường giả Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn đều đã đi tới Thương Sơn Môn, Lục Lâm Thiên suy đoán, sợ rằng chuyện này có liên quan tới chính mình. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Lục Lâm Thiên còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, phải chờ Lưu gia thu thập xong tin tức mới quyết định. Ngay khi hắn còn đang cân nhắc, đột nhiên chợt nhíu mày, bởi vì bên ngoài tiểu sảnh đã xuất hiện vài thân ảnh. Lục Lâm Thiên vừa nhìn ra, chỉ thấy có 6 người đang vội vàng đi vào, 2 người đi đầu có một là Lưu Uyển, ngoài ra còn có một lão gia hơn 50 tuổi. Lão giả mặc trường bào, nhìn qua tinh thần phấn chấn, khuôn mặt có vài phần tương tự Lưu Uyển. Thân hình cao lớn, khi còn tuổi trẻ hẳn là một người khí vũ hiên ngang. Mà 4 người còn lại Lục Lâm Thiên đã gặp qua, chính là nhị thúc cùng tam thúc của Lưu Uyển, 2 người còn lại là 2 lão giả mặc trường bào, chân khí vũ tướng, nhưng cũng đã tới cửu trọng. Lão giả đi đầu chân khí cực mạnh,
mặc dù đã thu liễm nhưng Lục Lâm Thiên cũng nhìn ra thực lực người này đã tới vũ xuất nhị trọng. Để Lục công tử đợi lâu, xin hãy tha lỗi. Lưu Uyển đi vào tiểu sảnh, liền nói. Không lâu, ta vừa ngồi xuống mà thôi. Lục Lâm Thiên đứng dậy đáp, dù sao nơi này cũng là Lưu gia, mình nên khách khí một chút tốt hơn. Nghe được Uyển Nhi nói qua Lục công tử rất trẻ tuổi, không nghĩ tới còn trẻ hơn ta tưởng tượng, thật sự là tuổi trẻ anh hùng, lão phu đặc biệt tới cảm tạ Lục công tử cứu giúp người của Lưu gia. Lão giả chắp tay nói, ánh mắt lướt qua trên người Lục Lâm Thiên, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn lại không nhìn ra được chút chân khí nào trên người thanh niên này. Lúc này những người khác cũng nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Vừa rồi mọi người đã nghe Lưu Uyển nói qua về thực lực của Lục Lâm Thiên, giờ phút này ánh mắt đều thay đổi, cường giả vũ xuất ở trong Giao Hải Thành chính là cường giả tuyệt đối, trong Giao Hải Thành chỉ có được vài người tu vi vũ xuất. Trong ba gia tộc lớn của Giao Hải Thành, mỗi gia tộc chỉ có một vũ xuất trấn thủ mà thôi. Chỉ nhấc tay giúp đỡ, đừng nói quá nghiêm trọng. Lục Lâm Thiên đã đoán ra, người này hẳn là gia chủ Lưu gia. Lục công tử, để ta giới thiệu. Lưu Uyển lập tức tiến lên phía trước nói. Vị này chính là cha ta tên Lưu Đình, cũng là gia chủ Lưu gia, hai vị này là nhị thúc Lưu Thanh, tam thúc Lưu Thừa, hai vị này là trưởng lão của Lưu gia. Đa tạ Lục công tử đã giúp đỡ Lưu gia, đa tạ. Bốn người lập tức chắp tay hành lễ. Chư vị khách khí. Lục Lâm Thiên nói. Việc đó đối với Lục công tử chỉ là thuận tay mà làm. Nhưng đối với Lưu gia chúng ta đã khác hẳn. Lưu Đình nói, Lưu tiểu thư cho ta quá giang đoạn đường vào Giao Hải Thành, ta ra tay chỉ là hồi báo ý tốt của Lưu tiểu thư. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn Lưu Uyển. Lưu tiểu thư, không biết có tin tức gì về Thương Sơn Môn hay không? Lục công tử, hãy để cho cha ta nói rõ tường tận với công tử đi, ta vừa rồi có nghe qua một ít, nhưng không chi tiết như cha ta. Lưu Uyển nói, Lục công tử cảm thấy hứng thú với Thương Sơn Môn, chẳng lẽ Lục công tử là người của họ? Lưu Đình hỏi, nghe nói Giao Hải Thành là địa bàn của Thương Sơn Môn, cho nên muốn tìm hiểu chuyện của họ, xem như tò mò đi. Lục Lâm Thiên không chút phản ứng nói, thì ra là thế. Lưu Đình có thể trở thành gia chủ Lưu gia, tự nhiên không ngu ngốc, vì vậy cũng không hỏi tiếp, lập tức nói. Giao Hải Thành đích thật là địa bàn Thương Sơn Môn. Phỏng chừng lúc Lục công tử tới cũng đã nhìn thấy, gần đây Thương Sơn Môn có chút thần hồn nát thần tính, tựa hồ đã xuất hiện biến cố lớn. Chẳng lẽ là vì Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn? Lục Lâm Thiên hỏi. Không sai, theo Lưu gia lấy được tin tức, hiện tại bên ngoài Thương Sơn Môn đã tụ tập thật nhiều cường giả của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn, cho nên đã làm Thương Sơn Môn thần hồn nát thần tính. Lưu Đình nói. Chẳng lẽ Thương Sơn Môn đắc tội Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn hay sao? Lục Lâm Thiên giả vờ hỏi. Không sai, ta nghe nói là trưởng môn Thương Sơn Môn tham gia đào hoa yến, nửa đường ra tay đối phó người của Phi Linh Môn, trưởng môn Phi Linh Môn nghe nói tên là Lục Lâm Thiên, trong đào hoa yến đã trở thành con rể của trưởng môn Linh Thiên Môn Lữ Chính Cường, mà Thương Sơn Môn ra tay với Phi Linh Môn, đã bị Linh Thiên Môn hay biết, vì vậy phái không ít cường giả đi Thương Sơn Môn, hai ngày trước nghe nói người của Phi Linh Môn cũng đã chạy tới Thương Sơn Môn. Lưu Đình nói. Sau thì thế nào? Lục Lâm Thiên thoáng nhíu mày hỏi, phỏng chừng Thiên Độc Yêu Long cùng Lão Độc Vật đều tới, tính tình hai người này nóng nảy, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ. Ta nhận được tin tức, nghe nói trưởng môn Phi Linh Môn bị Thương Sơn Môn bắt giữ, hành tung không rõ, nhưng Thương Sơn Môn nhất định nói không có, cho nên song phương vẫn giằng co, chỉ sợ nếu Lục Lâm Thiên không xuất hiện, sẽ không tránh khỏi đại chiến, cho dù hắn xuất hiện. Chỉ sợ Linh Thiên Môn cũng không dễ dàng buông tha người dám động tới con rể của họ, nhưng hiện tại không biết do nguyên nhân gì vẫn chưa động thủ. Lưu Đình nói. Lục Lâm Thiên giãn mày, ánh mắt có chút biến đổi, mặc kệ có động thủ hay không, mình phải lập tức chạy tới, hiện tại dù chưa đánh, nhưng ở Thương Sơn Môn hẳn cũng cực kỳ náo nhiệt. Linh Thiên Môn đã tới Thương Sơn Môn, tuy Lâm Trung Kiến đã chết, nhưng không biết Lăng Thanh cùng Hắc Quỷ Thiên Vương còn lưu lại trong đó hay không. Hoặc còn có cường giả khác của Linh Vũ Giới, mình không đi một chuyến sẽ không yên lòng. Lục công tử, người không phải người ngoài, ta còn có một tin tức nhỏ. Sắc mặt Lưu Đình hơi đổi, lập tức hạ giọng nói. Ta nghe nói trưởng môn Thương Sơn Môn rất có thể đã chết, mà Thương Sơn Môn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vẫn chưa từng xuất hiện qua, đương nhiên, đây chỉ là tin tức bên ngoài, ta cũng không biết thật hay giả.
Lục Lâm Thiên mỉm cười, tin tức này thật đúng là tinh chuẩn. Đa tạ Lưu tộc trưởng. Lục Lâm Thiên nói. Một chút tin tức mà thôi, không ít người hiện tại cũng biết, Lục công tử không cần phải cảm tạ. Ánh mắt Lưu Đỉnh thay đổi, hữu ý vô ý nhìn Lưu Uyển. Lục công tử, người vừa tới Giao Hải Thành, không bằng ở lại Lưu gia nghỉ ngơi, có việc gì cần ta sẽ an bài tốt cho công tử, xem như đa tạ đại ân cứu mạng, người xem thế nào. Lưu Uyển khẽ cười, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Nếu ta không có việc gì làm, phi thường nguyện ý lưu lại Lưu gia mấy ngày, cũng có thể nghỉ ngơi yên tĩnh một chút. Lục Lâm Thiên cười nói. Bất quá hiện tại ta còn có việc cần làm, chỉ phải cáo từ trước, sau này có cơ hội nói không chừng sẽ tới quấy rầy. Lục Lâm Thiên thật sự nghĩ thầm, nếu sau này thật sự có cơ hội mình có thể sẽ quay lại nơi này. Sự tình gì vội vàng như vậy, hay là Lục công tử lưu lại Lưu gia thêm vài ngày đi làm cũng không muộn. Lưu Uyển vừa nghe nói Lục Lâm Thiên muốn rời khỏi, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Một ít việc khẩn cấp, phải đi làm trước mới yên tâm. Lục Lâm Thiên nói. Sau một lát ngoài cửa Lưu gia, nhìn mọi người đưa tiễn, Lục Lâm Thiên hỏi rõ phương hướng của Thương Sơn Môn, nói. Quấy rầy chư vị, ta đi trước. Lục công tử có việc gấp cần làm, ta cũng không tiện giữ lại, đa tạ ân cứu mạng, nếu Lục công tử trở lại Giao Hải Thành, thỉnh nhớ tới Lưu gia ngồi một chút. Lưu Uyển khẽ nói. Nhất định. Lục Lâm Thiên đáp. Chân khí chợt lóe, một đạo khí xoáy lướt ra, thân ảnh bay lên biến mất trên không trung, hắn vội vàng đi Thương Sơn Môn nên không chú ý quá nhiều. Thật sự là cường giả vũ xuất. Nhìn theo bóng lưng Lục Lâm Thiên, ánh mắt người của Lưu gia kinh nghi, mặc dù nghe Lưu Uyển nói người kia là vũ xuất, nhưng họ vẫn hoài nghi, nhưng bây giờ nhìn thấy, thật sự vô cùng kinh ngạc. Tộc trưởng, chúng ta muốn lưu người này ở lại, chỉ sợ người ta chướng mắt Lưu gia. Một trưởng lão nói, người này trẻ tuổi đã là vũ xuất, hẳn là có lai lịch, chỉ tiếc chúng ta không biết rõ thân phận của hắn, bằng không có thể kết giao nói không chừng ngày sau có được ít ưu đãi. Lưu Đỉnh nói, cha, chẳng lẽ cha lo lắng Thương Sơn Môn sẽ? Trong mắt Lưu Uyển lộ vẻ ảm đạm, lập tức thu liễm hỏi. Thương Sơn Môn đắc tội Linh Thiên Môn, bất kể như thế nào kết cục là có thể nghĩ, ta nghe nói Phi Linh Môn cũng có thù tất báo. Mà quỷ tiên tử Bạch Oánh đã trở thành vũ vương, còn có thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng đã trở thành linh vương, hơn nữa còn có nhiều cường giả vũ xuất, chỉ sợ họ sẽ không bỏ qua cho Thương Sơn Môn. Một khi Thương Sơn Môn ngã xuống, Giao Hải Thành sẽ tràn đầy nguy cơ, Giao Hải Thành đổi chủ, Lưu gia, Quân gia cùng Bạch gia chỉ sợ sẽ bị liên lụy, ta không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Trong mắt Lưu Đỉnh hiện lên vẻ ngưng trọng. Chỉ sợ Thương Sơn Môn sẽ tràn đầy nguy cơ. Chúng ta hẳn nên nghĩ biện pháp. Lưu Uyển nói. Suy. Giữa không trung, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như chớp bay ra khỏi Giao Hải Thành, Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn bao vây Thương Sơn Môn. Điều này làm cho hắn lo lắng trong Thương Sơn Môn có cường giả Linh Vũ Giới. Nhưng dựa theo lời nói của Lăng Thanh, Lâm Trung Kiến mới gia nhập Linh Vũ Giới chưa bao lâu, chỉ sợ không có quan hệ gì quá lớn. Thi triển thân pháp tới cực hạn, Lục Lâm Thiên cấp tốc chạy nhanh về hướng Thương Sơn Môn. Bên trong một dãy núi lớn, lúc này đang là mùa xuân, trong núi rừng nơi nơi sinh cơ giạt rào, ngẫu nhiên vang lên tiếng thú minh, chim chóc dã thú bay loạn khắp nơi làm không khí càng thêm căng thẳng. Bên trong núi có một dãy kiến trúc ẩn hiện, hơn 10 ngọn núi dựng thẳng chân trời, trên núi mây mù che phủ, diện tích khổng lồ, khí thế bất phàm. Trong đó có một đỉnh núi thật lớn, núi non trùng điệp, từ xa nhìn lại giống như một sơn cốc, chính là nơi ra vào của những ngọn núi khác. Mà lúc này bốn phía đỉnh núi truyền ra không ít tiếng thú minh, giữa không trung có vài trăm đầu phi hành yêu thú xoay quanh giám thị, dùng xu thế vây quanh đem cả mấy ngọn núi bao phủ. Ở giữa trung tâm có một đầu nghịch lân yêu bằng khổng lồ khí thế bất phàm, thân thể cao lớn xoay quanh giữa không trung, hai cánh vỗ mạnh làm không trung như có cuồng phong thổi quét. Mà trên đỉnh núi đầu người rậm rạp, nhân số từ mấy ngàn tới trên vạn người, cả đám đều tràn ngập sát ý. Không ít người nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọn núi phía trước. Trong đám người kia lại có hơn 10 thân ảnh đang đứng, có cả nam nữ già trẻ, chân khí cường hãn, thực lực tu vi thấp nhất cũng đã tới vũ xuất cùng linh xuất. Mà làm người chú ý nhất chính là vài tuyệt mỹ nữ tử, nhưng sắc mặt các nàng thật ngưng trọng, bên trong có một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Tiểu Long, ngươi có thể cảm giác được chân khí của lão đại ngươi hay không?
Nữ tử tuyệt mỹ mặc trang phục như lửa đỏ cau chặt mày nhìn đầu yêu thú màu vàng nhạt nằm trên vai nữ tử áo trắng hỏi, nàng chính là Lữ Tiểu Linh, ngoài ra còn có Lục Tâm Đồng, Bạch Linh cùng Tiểu Long. Ta không cảm giác được chân khí của lão đại. Trong mắt Tiểu Long lộ vẻ lo lắng nói. Thời gian đã tới, ta nghĩ nên động thủ đi, ta muốn tiêu diệt Thương Sơn môn này. Một lão giả thân hình khổng lồ, tròm râu cực dày tán phát ra chân khí cường hãn lan tràn, làm không ít yêu thú chung quanh bị áp chế. Người này không phải ai khác mà chính là Thiên Độc Yêu Long. Đệ tử Phi Linh môn chuẩn bị. Một hắc y lão nhân lên tiếng, thanh âm quanh quẩn bốn phía làm mỗi người đều nghe được rõ ràng. Mà người này chính là Đông Vô Mệnh, hiện tại đã đổi ngoại hiệu là Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Bá bá! Lời của hắn vừa dứt, từng đạo chân khí cường hãn phóng lên cao, không gian ba văn nổi sóng gió, trong đó còn có Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, ngoài ra còn có Thiểm Điện Báo Ngô Dũng cùng nhóm người Hoa Mãn Lâu, ánh mắt họ đều tối sầm, sát ý lan tràn. Đệ tử võ đường chuẩn bị. Đệ tử ngoại đường chuẩn bị. Hai tiếng quát vang lên, vài ngàn người đứng thẳng chỉnh tề, binh khí trong tay, tùy thời chuẩn bị đối chiến. Giờ phút này còn có mười mấy người chân khí cực kỳ cường hãn, bên trong có một lão giả tóc bạc, trong mắt lóe tinh mang, tuy thu liếm chân khí nhưng hơi thở chỉ sợ là hạng nhất hạng nhì ở đây. Mà người này chính là một trưởng lão của Linh Thiên Môn, thực lực đã đạt tới Vũ Vương. Đông Cung Phụng, khoan hãy nóng nảy, nhìn xem Thương Sơn Môn làm sao trả lời chúng ta đi. Nếu Lục trưởng môn thật sự rơi vào tay bọn hắn, chúng ta hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ cực kỳ bất lợi cho Lục trưởng môn, huống chi trong chuyện này không chỉ liên lụy Thương Sơn môn. Cảm giác được thực lực của Phi Linh môn, ánh mắt nhóm người Linh Thiên môn đều cực kỳ kinh ngạc. Siêu siêu. Vào thời khắc này vài thân ảnh bay tới, chỉ vài lần lắc mình đã rơi xuống phía trước, chân khí cực kỳ cường hãn, lăng không mà đứng, không gian ba văn đều biến thành nhộn nhạo. Lâm Trung Đao. Đã qua 5 ngày thời gian, mau giao người cho ta, tính nhẫn nại của ta chỉ có hạn. Nhìn thấy 5 người vừa tới, ánh mắt Đông Vô Mệnh nhất thời trầm xuống, nhìn Hoàng Bào Trung Niên lạnh lùng nói. Đông Vô Mệnh, đã 5 ngày thời gian nhưng trưởng môn của chúng ta vẫn chưa về, trong Thương Sơn môn không có người của Phi Linh môn. Ánh mắt Hoàng Bào Đại Hán run rẩy, nhìn thấy cường giả Phi Linh môn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lâm Trung Đao, đây là chuyện của ngươi. Đã qua 5 ngày thời gian, đây là kỳ hạn cuối cùng, hiện tại nếu ngươi không giao người, ta chỉ có thể tiêu diệt Thương Sơn Môn, tới lúc đó tự mình đi tìm người. Trong mắt trưởng lão tóc bạc của Linh Thiên Môn nổi lên sát ý. Hàn trưởng lão, trong Thương Sơn Môn thật sự không có người của Phi Linh Môn, mời Hàn trưởng lão thư thả vài ngày, chúng ta đang tìm, có tin tức nhất định thông chi Linh Thiên Môn. Hoàng Bào Đại Hán lễ độ cung kính nói. Hừ, dài dòng vô cùng. Theo ta xem trực tiếp tiêu diệt đi. Thiên Độc Yêu Long cũng mất nhẫn nại, yêu nguyên mãnh liệt tràn ra, quát lớn một tiếng, thân hình như hắc quang đập thẳng vào 5 người kia, một cỗ yêu khí cường hãn lan tràn, nhất thời bao phủ cả không trung. Yêu thú thất giai, mau lui lại, bày trận. Vào thời khắc này, cảm giác được khí thế của Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt Hoàng Bào Đại Hán biến đổi, quát lớn một tiếng, thân hình cấp tốc bay ra, thủ ấn kết xuất, đồng thời có vài đạo quang thúc phóng lên cao. Suy suy, cả không gian đột nhiên run lên, không gian ba văn trao đảo, lập tức vang lên thanh âm xé gió, vài đạo quang thúc lướt lên bầu trời mơ hồ lộ ra vẻ huyền ảo. Ngay tiếp theo sau vài đạo quang thúc liên tiếp lẫn nhau, chỉ thời gian nháy mắt đã bao phủ cả một mảnh quầng sáng năng lượng. Một quầng sáng hoàn toàn bao phủ vài ngọn núi xuất hiện trước mắt mọi người, trong mơ hồ lộ ra uy áp làm sắc mặt không ít người biến sắc. Là ngũ hợp cương trận. Ánh mắt lão giả đầu bạc của Linh Thiên Môn trầm xuống. Phanh! Giữa không trung vang lên tiếng nổ tung, Thiên Độc Yêu Long lao thẳng về hướng Lâm Trung Đao, nhìn thấy trận pháp ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn liên tục kết xuất, yêu nguyên lan tràn, một đạo hắc quang mang theo mùi vị khó ngửi tràn tới, cuối cùng hung hăng va chạm vào quầng sáng. Nhất thời quầng sáng run rẩy lên, một cỗ năng lượng cường hãn nhất thời nổi lên như sóng gió, cả quầng sáng đều vặn vẹo. Suy! Một kích cường hãn của Thiên Độc Yêu Long giống như không cách nào đánh vỡ được quầng sáng, thân hình ngược lại bị trực tiếp đẩy lui. Hừ, ta cũng không tin không phá được ngươi. Thiên Độc Yêu Long xuất sư bất lợi, nhất thời giận dữ, yêu nguyên run lên, muốn tiếp tục phát động công kích. Độc Long huynh không thể cứng rắn công phá, ngũ hợp cương trận có chút quỷ dị.
Bạch Oánh lên tiếng nói, khẽ cau mày, danh hào của ngũ hợp cương trận nàng từng nghe nói qua, đây là hộ sơn đại trận của Thương Sơn Môn, muốn phá vỡ thật không dễ dàng. Thiên Độc Yêu Long cũng vừa kiểm tra được trận pháp này bất phàm, oán hận hừ lạnh một tiếng, hắc mang chợt lóe, thân hình cấp tốc lui ra, nháy mắt đi tới trước mặt mọi người. Mà lúc này ánh mắt người của Linh Thiên Môn nhìn Thiên Độc Yêu Long đều thay đổi, không nghĩ tới trong Phi Linh Môn còn có yêu thú thất giai tồn tại. Chư vị Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Lục Trưởng Môn thật sự không ở trong Thương Sơn Môn, cho chúng tôi thêm chút thời gian, có tin tức chúng tôi sẽ lập tức thông chi chư vị. Bằng không nếu chư vị nhất định bức bách người, chúng tôi chỉ có thể liều chết chống đỡ. Trong quầng sáng, thanh âm Lâm Trung Đao truyền ra. Mạnh mẽ phá trận đi, cho dù tìm không được người vậy trước tiên cứ tiêu diệt Thương Sơn Môn. Ánh mắt Bạch Linh lạnh lẽo, một cỗ sát ý tràn qua. Thương Sơn Môn dám ra tay với lão đại, tiêu diệt trước nói sau. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, lửa giận áp lực trong lòng phóng thích tràn ra. Hàn trưởng lão, chuẩn bị phá trận, ta muốn tiêu diệt Thương Sơn Môn. Vẻ mặt Lữ Tiểu Linh vô cùng lo lắng, từ sau khi nghe được tin tức nàng đã lập tức chạy tới, mãi tới bây giờ còn chưa nghe được tin gì, trong lòng vô cùng sợ hãi. Dạ, tiểu thư. Sau thoáng do dự, Hàn trưởng lão khẽ đáp, tựa hồ trong lòng vẫn còn chút băn khoăn. Siêu. Ở giữa không trung, chân trời đang bình tĩnh, đột nhiên dao động, một đạo thanh sắc quang ảnh bay tới. Suy. Tiểu Long đột nhiên quay đầu nhìn lại, thân ảnh của Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng vội vàng xoay về phía sau. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Long cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn sau lưng mình. Là lão đại. Thân hình Tiểu Long hóa thành hoàng mang như tia chớp bắn vọt về hướng chân trời. Siêu. Thân ảnh chỉ vài lần lắc mình đã đi tới trước mặt mọi người. Lão đại, người rốt cục đã trở lại. Thân hình Tiểu Long bay tới. Thân mật nhào vào người Lục Lâm Thiên. Mọi người đều khỏe chứ? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Ân, chúng tôi không sao. Lưỡi của Tiểu Long đảo qua khuôn mặt Lục Lâm Thiên, có vẻ vô cùng cao hứng. Là trưởng môn đã tới. Đệ tử Phi Linh Môn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, họ đều nghe nói trưởng môn bị người của Thương Sơn Môn bắt giữ, trong lòng tức giận, lại có chút uể oải, trưởng môn bị bắt không phải là chuyện đáng quang vinh. Mà lúc này nhìn thấy trưởng môn xuất hiện, không như lời đồn đãi, trong lòng nhất thời kích động lên. Bái kiến trưởng môn. Mọi người lập tức hành lễ. Độc Long huynh, Oánh tỷ, Đông lão. Lục Lâm Thiên rơi xuống bên cạnh mọi người. Không có việc gì là tốt rồi. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều lên tiếng, thần sắc nhất thời thoải mái, cũng không nhiều lời. Ngươi không rơi vào trong tay Thương Sơn Môn. Thiên Độc Yêu Long trừng mắt nghi hoặc hỏi. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quầng sáng khổng lồ trước mặt, nói. Thương Sơn Môn còn không lưu được ta. Ca ca. Lục Tâm Đồng lao tới, trong mắt tràn đầy vui sướng. Nhà đầu ngốc, ca ca không có việc gì. Lục Lâm Thiên vỗ đầu nàng, nhìn nữ tử áo đỏ bên cạnh hỏi. Sao muội cũng tới đây? Muội đi cùng Hàn trưởng lão, huynh không có việc gì lại không sớm xuất hiện, làm cho muội lo lắng gần chết. Lữ Tiểu Linh quan sát Lục Lâm Thiên cẩn thận, lúc này mới thấy yên lòng. Gặp qua Hàn trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt lão giả tóc bạc của Linh Thiên Môn, lần này Linh Thiên Môn phái tới hơn 2.000 người, ngoại trừ Hàn trưởng lão cũng có không ít trưởng lão khác của Linh Thiên Môn, có khoảng 10 người tu vi vũ xuất, thực lực dị thường cường hãn, mà 2.000 người đều là đệ tử tinh anh của Linh Thiên Môn, chân khí của Hàn trưởng lão còn mạnh hơn Bạch Oánh không ít. So sánh với Lâm Trung Kiến còn mạnh hơn, Lục Lâm Thiên phỏng chừng thực lực Hàn trưởng lão đã tới trình tự Vũ Vương tam trọng. Lục trưởng môn không có việc gì là tốt rồi. Hàn trưởng lão nói. Chuyện gì đã xảy ra, Tâm Đồng tiểu thư đã nói với trưởng môn bổn môn, Thương Sơn môn dám chặn đường ra tay với Lục trưởng môn, nhất định không thể bỏ qua như vậy, nếu hiện tại Lục trưởng môn đã tới, không biết trưởng môn có tính toán gì không? Thần sắc Lục Lâm Thiên không biến hóa. Ra vẻ vì mình mà nhạc phụ cũng muốn động Thương Sơn Môn. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, với thực lực của Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn lúc này, muốn tiêu diệt Thương Sơn Môn hẳn không thành vấn đề, Thương Sơn Môn dám đối phó với mình, bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua, bằng không sẽ bị người chế giễu. Bây giờ có cả Linh Thiên Môn ở đây, muốn đối phó Thương Sơn Môn sẽ dễ dàng hơn không ít. Điều mà Lục Lâm Thiên lo lắng chính là trong Thương Sơn Môn còn có cường giả Linh Vũ Giới.
hắn phỏng chừng có linh thiên môn ở đây, linh vũ giới cũng sẽ không bận tâm thương sơn môn, linh vũ giới vẫn luôn che giấu, không tới mức vì thương sơn môn làm chính mình bại lộ quá nhiều. Diệt thương sơn môn. Sau một lát, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên lãnh ý. Nghe được lời nói của hắn, sắc mặt người của linh thiên môn biến hóa, mà người của phi linh môn lập tức tràn đầy sát ý. Lục trưởng môn, ngũ hợp cương trận của thương sơn môn có chút bất phàm, muốn phá trận chỉ sợ có chút phiền phức. Hàn trưởng lão nói, ngũ hợp cương trận. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào quầng sáng trước mắt, quầng sáng tràn ngập uy áp cùng năng lượng cực kỳ cường hãn, không phải tiểu trận bình thường. Trưởng môn, ngũ hợp cương trận là một đại trận không kém, phỏng chừng phó trưởng môn thương sơn môn Lâm Trung Đao tự thân khởi động, muốn phá trận thật không dễ dàng. Bạch Oánh nói, ta cùng Độc Long, lại thêm Hàn trưởng lão cũng đủ mạnh mẽ phá trận. Bạch Linh nói, ánh mắt lướt qua trên người Lục Lâm Thiên, mơ hồ hiện ra ánh mắt khác thường, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ băng sương uy nghiêm. Hàn trưởng lão, vậy thì làm phiền ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Hàn trưởng lão nhìn qua Bạch Linh, ánh mắt lập tức rơi lên quầng sáng khổng lồ, nói. Lục trưởng môn, muốn phá ngũ hợp cương trận chỉ sợ cần có một vũ vương ngũ trọng tới lục trọng mới có thể cưỡng chế phá vỡ. Hàn trưởng lão cứ toàn lực ra tay là tốt rồi, không có vấn đề gì. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Hàn trưởng lão hẳn đang lo lắng thực lực của Bạch Linh, mà thực lực Bạch Linh hiện tại hẳn tương đương vũ vương ngũ trọng, lại có thêm Độc Long cùng Hàn trưởng lão, hẳn có thể phá được trận này. Đừng dài dòng, ta nhẫn thương sơn môn này đã lâu rồi, ta phá trận trước đi. Thiên Độc Yêu Long quát nhẹ một tiếng, yêu nguyên tràn ra, một chân bước hư không, chấn khai không gian ba văn, thân hình hóa thành hắc ảnh lướt tới, thủ ấn kết xuất, yêu nguyên lập tức hội tụ, một đạo trưởng ấn khổng lồ nhất thời oanh kích lên quầng sáng khổng lồ kia. Phanh! Trưởng ấn hung hăng va chạm vào quầng sáng, tựa như sóng xung kích cường hãn, tạo ra từng vầng sóng gợn tán ra bốn phía. Chân khí cuồng bạo lập tức gào thét dựng lên, cả không trung đều chao đảo. Phá cương quyền. Ngay tiếp theo Hàn trưởng lão quát lên một tiếng, chân khí bạo tuôn, hoàng mang chợt lóe, cả không gian vặn vẹo, thân hình bắn vọt ra, một cỗ chân khí thổ hệ khuếch tán, chấn khai không gian ba văn trực tiếp bao phủ cả không gian, uy thế lan tràn kinh người, thực lực vũ vương tam trọng tuyệt đối đã lên tới đỉnh cấp. Suy. Tiếng xé gió, chân khí hội tụ, ngưng tụ thành một quyền ấn khổng lồ. Quyền ấn trực tiếp xé mở không gian mang theo thanh âm nổ bạo trầm thấp vang ra, ngay sau đó thẳng tắp oanh kích tới. Quyền ấn oanh kích, hóa thành đạo hoàng mang chói mắt, mang theo uy áp cường hãn phá vỡ không gian ba văn, kinh khí trực tiếp đem đỉnh núi bên dưới thổi quét vỡ tan. Phanh! Một quyền hung hăng đánh lên quầng sáng nhất thời run rẩy lên, cả không gian ầm ầm loạn chiến. Siêu! Cơ hồ đồng thời thân ảnh Bạch Linh đã nhảy lên, vẻ mặt vô cùng băng xương. Yêu nguyên nhanh chóng khuếch tán, một cỗ khí thế áp không buông xuống, trong vô hình ngàn thú bốn phía đều run rẩy. Thủ ấn liên tục biến hóa, từng dải lụa trắng trực tiếp vặn vẹo không gian, kinh khí thổi quét, không gian chấn run. Bạch Linh vừa phóng thích khí thế, nhất thời làm Hàn trưởng lão hoảng sợ, cảm giác khí thức của nàng mới biết được, tuyệt mỹ nữ tử kia không ngờ lại là một đầu yêu thú, thực lực đã lên tới trình tự thất giai trung kỳ. Chỉ nháy mắt vài dải lụa trắng phóng lên cao, bao trùm trời đất thổi quét tới trước, kinh khí tuôn tràn, hội tụ thành một đạo bạch quang khổng lồ, bạch quang chói mắt, tất cả mọi người đều cảm giác được cỗ lực lượng giống như hủy thiên diệt địa. Oanh long long, quang thúc va chạm vào quầng sáng, trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người, một cỗ lực lượng ngập trời chút xuống, quầng sáng vang lên thanh âm nổ bạo đinh tai nhức óc, lập tức nứt nẻ, tràn ngập khe hở, tựa như mạng nhện lan tràn khắp cả quầng sáng. Phanh phanh. Lại một tiếng nổ tung như sấm sét, cả quầng sáng ầm ầm nứt toác, kinh phong bàng bạc thổi tứ tung, nhất thời đất rung núi chuyển, khí thế ngập trời, một màn này làm những người có thực lực thấp hiểu được cái gì gọi là cường giả. Kinh khí khủng bố vừa vỡ tán, ngay lập tức có hơn trăm thân ảnh trôi nổi trên bầu trời, chân khí cường hãn bao phủ cả thiên không. Bên trong trăm thân ảnh chỉ có hơn 10 người tu vi vũ xuất, còn lại đều là võ giả phong hệ, sau lưng phe phẩy đôi cánh chân khí, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà lúc này khi quầng sáng biến mất, vài ngọn núi nguy nga khổng lồ lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, dưới núi tập hợp hơn 3 vạn thân ảnh rậm rạp vây chung quanh mấy ngọn núi khổng lồ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, còn có hơn 10 đầu phi hành yêu thú trình tự khác nhau mang theo người xoay quanh trên không trung.
Trên bầu trời xuất hiện một hoàng bào trung niên, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào người của Linh Thiên Môn cùng Phi Linh Môn. Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, các ngươi đừng bức người quá đáng, chẳng qua Thương Sơn Môn cùng các ngươi quyết một trận tử chiến, các ngươi cũng vì vậy mà phải trả giá cực đắt. Hoàng bào đại hán lạnh lùng nói. Lâm Trung Đao, ngươi quá để ý chính mình. Hàn trưởng lão vặn vẹo không gian, nhất thời xuất hiện giữa không trung. Hàn trưởng lão, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, tuy Thương Sơn Môn không bằng Linh Thiên Môn, nhưng cũng không mặc người chém giết. Ánh mắt Lâm Trung Đao lạnh lùng, vẫn ẩn chứa chút e ngại. Thương Sơn Môn dám đánh lén ta, phải thừa nhận hậu quả diệt môn hôm nay, toàn bộ đệ tử Thương Sơn Môn hãy nghe, nếu đầu hàng có thể tha cho khỏi chết, trưởng môn Lâm Trung Kiến của các ngươi đã chết, các ngươi không nên hy sinh vô ích tốt hơn. Giữa không trung vang lên thanh âm bá đạo, thanh âm chấn khai không gian ba văn đủ làm người của Thương Sơn Môn nghe thấy. Trưởng môn đã chết. Khó trách đã lâu như vậy mà trưởng môn không hiện thân. Nghe được lời của Lục Lâm Thiên, trong Thương Sơn Môn truyền ra tiếng nghị luận khác thường. Ngươi là ai? Lâm Trung Đao đánh giá Lục Lâm Thiên, trong mắt lóe hung quang. Lục Lâm Thiên híp mắt, người này hẳn là phó trưởng môn Lâm Trung Đao của Thương Sơn Môn, chính là thân đệ của Lâm Trung Kiến, chặt cỏ phải chặt tận gốc, nhất định không thể lưu, liền nói. Ta chính là người mà Thương Sơn Môn các ngươi muốn đánh lén, Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, đại ca ta chết như thế nào? Trong mắt Lâm Trung Đao hiện ánh sáng lạnh, sự tình đã tới bước này, hắn là phó trưởng môn, còn là cường giả Vũ Vương, đối với cục diện xấu hiện tại chỉ có chút e ngại, nhưng bây giờ đã không còn cảm giác sợ hãi, đã tính toán quyết một trận tử chiến. Đã chết thì đã chết, cần gì phải biết chết như thế nào? Thanh âm Thiên Độc Yêu Long truyền tới, dứt lời thân ảnh hóa thành hắc mang lao thẳng về hướng Lâm Trung Đao, tiếng cười to sang sảng truyền ra. Vũ Vương nhất trọng, ta bổ sống ngươi trước. Đệ tử Thương Sơn Môn, thề cùng tồn vong với Thương Sơn Môn, giết a. Lâm Trung Đao nhất thời hét lớn một tiếng, đại đao hàn thiết hiện trong tay, chân khí tràn ra, một đạo đao mang bổ ra không gian ba văn, lập tức hung hăng va chạm vào Thiên Độc Yêu Long. Phi Linh Môn nghe lệnh, giết cho ta. Lục Lâm Thiên quát lớn. Giết. Nương theo sau tiếng quát của Lục Lâm Thiên, đệ tử Phi Linh Môn bộc phát ra tiếng quát kinh thiên động địa, chân khí lan tràn, không gian lập tức run rẩy lên, mấy ngàn thân ảnh mang theo cỗ sát khí hướng đệ tử Thương Sơn Môn lao tới. Siêu siêu. Hơn 10 thân ảnh vũ xuất cấp tốc lao ra, nhóm cường giả Thanh Hỏa Lão Quỷ đã dẫn đầu nhằm vào nhóm vũ xuất Thương Sơn Môn đứng trên không trung. Cảm thụ được khí thế sát phạt, sắc mặt người trong Thương Sơn Môn ngưng trọng, lập tức rút ra vũ khí. Hống hống. Nhưng sự tình không chỉ như thế, bởi vì Thạch Viên cùng Độc Giác Yêu Nghiêu đã mang theo đại quân yêu thú chạy trồm mà đến. Ước chừng hơn ngàn yêu thú bôn đào, khí thế càng thêm cường hãn không biết bao nhiêu lần, giữa không trung vài trăm yêu thú phi hành bay xuống, nhất thời làm người của Thương Sơn Môn sản sinh sợ hãi. Giờ phút này không chỉ có người của Thương Sơn Môn kinh hãi, thậm chí người của Linh Thiên Môn đều đại biến, khí thế của Phi Linh Môn thật sự không tầm thường. Oanh oanh oanh! Giữa không trung lập tức vang lên thanh âm nổ bạo, nhóm vũ xuất Phi Linh Môn vừa lao tới, công kích đánh ra, cả không gian chao đảo, hơn 10 vũ xuất đồng thời giao thủ khí thế liền có thể nghĩ. Đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh, đánh chết người của Thương Sơn Môn cho ta. Ánh mắt Hàn trưởng lão trầm xuống, lăng không đứng thẳng, phất tay ra lệnh. Hiu hiu! Trên đỉnh núi hơn 2.000 đệ tử Linh Thiên Môn tràn ra như nước thủy triều, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Ngay lập tức giống như mảnh mây đen mang theo sát khí bao trùm trời đất bay thẳng vào hơn 2 vạn đệ tử Thương Sơn Môn, ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hơn 10 cường giả vũ xuất trong khoảnh khắc nhảy lên, gia nhập vào hàng ngũ vũ xuất của Thương Sơn Môn, mười mấy vũ xuất kia vốn đã không chịu nổi, giờ phút này càng thêm cố hết sức, hoàn toàn chỉ còn phòng thủ. Trong số lượng vũ xuất, Phi Linh Môn không ít, sau khi thu phục Tinh Hà Môn, cũng có vài vũ xuất gia nhập, mà thực lực Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng đều là vũ xuất cửu trọng bát trọng, trong trình tự tuyệt đối ngăn chặn Thương Sơn Môn. Oanh oanh! Từng thanh âm nổ vang, kình phong quét ngang không gian, giữa không trung Lục Lâm Thiên đưa mắt lướt quanh toàn trường, không hề có chút dao động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cuộc giao chiến giữa các vũ xuất, chỉ cần đánh chết mười mấy vũ xuất cùng Lâm Trung Đao, Thương Sơn Môn chẳng khác nào bị diệt. Đông Lão, Oánh Tỷ, Lâm Trung Đao nhất định phải chết.
Lục Lâm Thiên lập tức nói với Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh. Độc Long huynh, ta giúp ngươi một tay. Hai người hiểu ý, thân ảnh lập tức lao thẳng tới chỗ Thiên Độc Yêu Long đang đối chiến cùng Lâm Trung Đao. Ta cũng đi hỗ trợ. Thân ảnh Bạch Linh chợt lóe, lập tức lao thẳng về hướng Lâm Trung Đao, yêu nguyên lan tràn, trong tay bắn ra đạo quang thúc hướng Lâm Trung Đao bay tới. Lâm Trung Đao đang đối chiến với Thiên Độc Yêu Long thật khó khăn, hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, hắn căn bản không dám va chạm độc khí của Thiên Độc Yêu Long, vì thế xuất thủ luôn sợ đầu sợ đuôi. Nào ngờ Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đồng thời vây công tới, đem hắn đổ ở bên trong, nhất thời trong lòng thầm hô không xong. Phanh! Giờ phút này lại thêm công kích của Bạch Linh bay tới, tu vi Bạch Linh tương đương Vũ Vương ngũ trọng, mà Lâm Trung Đao mới tới nhất trọng, không cách nào tránh thoát. Nhất thời vung đao mang chống đỡ, hai đạo công kích lập tức va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng nổ thật lớn. Phốc! Lâm Trung Đao phun ra ngụm máu, thân hình bị đánh bay ra ngoài, hắn vốn không phải đối thủ của Bạch Linh, trình tự Vũ Vương cách nhau một tầng đã như một khe rãnh, hắn căn bản không thể đối kháng Bạch Linh. Chịu chết đi! Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, nhân cơ hội lao tới, một đạo chảo ấn nhất thời vặn vẹo không gian, lập tức ầm ầm giáng xuống thân đao của Lâm Trung Đao. Lâm Trung Đao hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi, vội vàng khởi động hộ thân cương quyền. Nhưng hộ thân cương quyền không cách nào chống đỡ được một chảo của Thiên Độc Yêu Long, nhất thời nứt nẻ, lại phun ra ngụm máu tươi. Hưu! Cơ hồ đồng thời không gian ba văn chợt chấn khai, một thanh âm xé gió vang vọng cả thiên địa, thân ảnh Bạch Oánh quỷ mị xuất hiện, một đạo phong nhận mang theo cuồng phong bàng bạc thổi quét thiên không, ngay lập tức hướng Lâm Trung Đao áp xuống. Phanh phanh! Nhất thời không gian ba văn chợt nứt toác, phong nhận cuồng bão mang theo xu thế kinh người bắn ra, tựa như xuyên thấu không gian cuối cùng va chạm vào thân thể Lâm Trung Đao. Oanh! Trên bầu trời, khí lãng khủng bố khuếch tán, thân hình Lâm Trung Đao lóe ra, trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu lần thứ ba, trong đó còn lẫn lộn nội tạng bị phá nát. Siêu siêu! Vào thời khắc này một đạo quang đoàn thổ hoàng sắc như tia chớp hiện lên đỉnh đầu Lâm Trung Đao. Tiếp theo uyển như quỷ mị muốn chạy trốn. Hồn anh muốn chạy, người mơ tưởng. Đông Vô Mệnh cười lạnh một tiếng, đồng thời thân ảnh như quỷ mị xuất hiện phía trước, thủ ấn đánh ra, nhất thời không gian tràn ngập năng lượng màu đen như sợi tơ bao phủ khắp không gian mấy ngàn thước. Một cỗ chân khí linh hồn bàng bạc khuếch tán, cả không gian chợt run lên, linh hồn không ít người đều run rẩy, vội vàng nhìn qua. Thổ hoàng sắc quang đoàn nháy mắt bị hắc vụ bao vây. Ngay lập tức hoảng loạn chạy trốn, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ hắc phụ kia. Thu, hắc mang quanh thân Đông Vô Mệnh run lên, năng lượng màu đen giữa không trung dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp nháy mắt thu thập quang đoàn, hồn anh trực tiếp bị bao vây bên trong. Đông Vô Mệnh, ngươi thả ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong hắc sắc quang đoàn, thanh âm Lâm Trung Đao truyền ra, trong thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng sợ hãi. Đã là hồn anh còn dám uy hiếp ta. Tới lúc đó bổn vương sẽ thu thập ngươi. Đông Vô Mệnh quát một tiếng, thủ ấn trầm xuống, nhanh chóng thu quang đoàn vào trong một hộp ngọc, giống như chiếm được bảo vật, mặt lộ ý cười lập tức thu vào trong chữ vật giới chỉ. Oanh oanh! Cuộc đại chiến vẫn tiếp tục trên không trung, kinh khí bao trùm trời đất không ngừng lan tràn mang theo tiếng xé gió tán loạn khắp bốn phía, mặt đất cùng đỉnh núi chung quanh đều bị san thành bình địa, thanh âm tiếng nổ bạo vang lên bên tai không dứt. A! Xa xa ở ngọn núi phía trước, đệ tử ngoại đường cùng võ đường của Phi Linh Môn còn có đại quân yêu thú, đệ tử tinh anh Linh Thiên Môn không ngừng vây công, trong Thương Sơn Môn nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hiu hiu! Lúc này trong nhóm yêu thú có vài đầu yêu thú cực kỳ cường hãn, mấy yêu thú này đều cực kỳ cường hãn, hơn 10 đầu yêu thú của Thương Sơn Môn đều bị đánh chết, sau đó nhóm yêu thú khổng lồ lao vào trong hàng ngũ đệ tử Thương Sơn Môn, tận tình giết chóc. Suy suy! Bên trong nhóm yêu thú còn có một thân hình xinh đẹp nho nhỏ cưỡi trên phi thiên ngô công khổng lồ, những nơi đi qua độc khí tận trời, nếu luận một mình đánh chết nhiều đệ tử của Thương Sơn Môn nhất chính là nàng, mỗi lần nàng ra tay đều có hơn 10 đệ tử Thương Sơn Môn bị đánh chết hoặc trọng thương, còn bị kịch độc lan tới gần, thảm thiết hơn cả cái chết, những cái chết như vậy làm đệ tử Thương Sơn Môn trở nên liều mạng, từng đạo chân khí tràn ra, cũng làm đệ tử Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn đều có thương vong. Giữa không trung có bốn thân ảnh cực kỳ đáng chú ý, chính là Linh Thiên Tứ Soái của Linh Thiên Môn, bốn người liên thủ, từng đạo linh hồn ba lãng gào thét thổi quét bầu trời, một vũ xuất nhị trọng của Thương Sơn Môn lập tức bị đánh nát linh hồn rơi xuống đất.
Oanh oanh! Công kích rậm rạp không ngừng va chạm, tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, người giết đỏ cả mắt, dù muốn thu tay về cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi đánh chết Lâm Trung Đao, Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long quay lại bên cạnh Lục Lâm Thiên, chân khí bốn người cuồn cuộn đáng sợ, giờ phút này quanh thân họ tràn ngập sát ý, thậm chí làm không gian run rẩy lên. Lúc này Hàn trưởng lão vốn luôn đứng bên cạnh bảo hộ Lữ Tiểu Linh nhưng vẫn quan sát chiến trường, nhìn thấy bốn người đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt kinh ngạc, yêu thú thất giai trung kỳ cùng sơ kỳ, còn có một vũ vương nhất trọng, một linh vương nhất trọng, hơn nữa còn có thanh hỏa lão quỷ bọn họ, thực lực phi linh môn không ngờ đạt tới trình tự này. Loại thực lực này đủ tiến vào thế lực nhất lưu trong cổ vực. Ta đi hỗ trợ. Nhìn thấy nhóm vũ xuất chiến đấu kịch liệt phía trước, mặc dù phi linh môn đã chiếm cứ thượng phong hoàn toàn, nhưng không thể chiến thắng trong nháy mắt, ánh mắt Đông Vô Mệnh trầm xuống, hắc mang run lên lao thẳng về phía trước. Bạch Oánh cùng Thiên Độc Yêu Long lập tức theo sau, từng đạo công kích nhảy ra, mười mấy vũ xuất thương sơn môn sẽ có kết quả thế nào liền có thể nghĩ. Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó chính là vũ xuất thất trọng từng đánh lén mình khi mình bị bốn vũ xuất thương sơn môn cùng Lăng Thanh vây công, mà lúc này người kia đang bị thiểm điện báo Ngô Dũng đuổi giết. Ánh mắt híp lại, khí xoáy chợt lóe, thân hình Lục Lâm Thiên nhất thời bắn ra, trực tiếp đuổi theo vũ xuất thất trọng đang bị Ngô Dũng đuổi giết. Trong tích tắc này, một cỗ chân khí sắc bén chấn khai không gian ba văn, một đạo huyết quang xuất hiện, thanh âm long ngâm quỷ dị truyền ra. Ngao! Giữa không trung, một cỗ chân khí bàng bạc bao phủ thiên địa, khí tức vô cùng hùng hậu, làm cho người ta có cảm giác không thể lay động mảy may, một cỗ năng lượng thổ hệ cường hãn nhất thời lan tràn. Nghe được thanh âm long ngâm, sắc mặt vũ xuất thất trọng nhất thời đại biến, hắn hoàn toàn không xa lạ với thanh âm này, lúc trước vị trưởng lão vũ xuất lục trọng bị một đao này đánh chết. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy một thanh y nhân chặn đường. Tay cầm huyết đao tựa như sát thần đang nhìn chăm chú vào người mình. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, huyết đao thẳng tắp bổ ra. Đao mang vừa ra, năng lượng thổ hệ mạnh mẽ tràn vào trong huyết lục. Ngày đó một trưởng, hôm nay trả lại ngươi một đao. Liệt không cửu kích. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, đao mang bùng nổ, huyết sắc đao mang bao trùm mang theo thanh âm bén nhọn chói tai nhanh như chớp cắt qua không gian, dùng mắt thường có thể thấy được huyết sắc đao mang bổ ra 9 đao. Đao mang hơn ngàn thước nháy mắt phá không bay ra, mang theo xu thế cường đại, cả không gian trực tiếp run rẩy. Ngay sau đó 9 đao mang nháy mắt hợp chung một chỗ, phát ra một đạo đao mang khiến tim đập nhanh, những nơi đao mang đi qua không gian ba văn trực tiếp nứt vụn, uy thế bá đạo tuyệt đối không tầm thường chút nào. Sắc mặt vũ xuất thất trọng trầm xuống, trong lòng hoảng hốt, đành cắn răng vung tay đánh ra trưởng ấn, ngay lập tức bố trí hộ thân cương quyền. Hưu. Ngay tiếp theo đao mang lập tức va chạm vào trưởng ấn, chỉ thấy trưởng ấn nháy mắt bị chém thành hai nửa, đao mang mờ đi không ít, ngay sau đó lại như sấm sét bổ thẳng vào hộ thân cương quyển của người kia. Đao mang bổ lên hộ thân cương quyển, chỉ nháy mắt hộ thân cương quyển liền xuất hiện khe nứt. Thế công của đao mang bị kiềm hãm, chân khí triệt để phóng thích. Phanh phanh, đồng thời hộ thân cương quyển trực tiếp nứt vụn, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển. Phốc. Dưới lực lượng vô cùng bá đạo, vũ tướng thất trọng phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất đều chao đảo, sắc mặt biến thành trắng bệch, hai mắt ngây dại. Ngô Dũng nhìn thấy, cực kỳ kinh ngạc, thực lực trưởng môn không ngờ đã tới tình trạng này, một đao đánh trọng thương vũ xuất thất trọng, lần trước trong vô danh sơn mạch, trưởng môn chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi, lúc này chỉ qua 2-3 tháng đã tăng lên tới tam trọng. Vũ xuất tam trọng. Không ít người cảm giác được tu vi của Lục Lâm Thiên, vô cùng kinh ngạc, mà ánh mắt Hàn trưởng lão híp lại, trong đào hoa yến lần trước hắn đã chú ý qua Lục Lâm Thiên, người kia chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi, lần này bị thương sơn môn đánh lén, không nghĩ tới còn đột phá tam trọng, còn đánh trọng thương thất trọng, uy thế của một đao vừa rồi thật sự vượt ngoài vũ kỹ bình thường. Phốc, vũ xuất thất trọng giãy giụa vài lần vẫn không thể đứng lên, miệng lại phun ra ngụm máu tươi. Suy. Một đạo lực lượng nhanh chóng áp xuống, vũ xuất thất trọng nhất thời cảm thấy một đạo trưởng ấn rơi lên thiên linh cái của mình, một cỗ linh hồn lực bàng bạc va chạm tới, đem linh hồn trong đại não trực tiếp đánh sơ xác, trong não lập tức truyền ra đau đớn. Chết đi! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một cỗ thổ hoàng sắc quang mang chợt lóe, nhất thời tràn vào thiên linh cái người kia. Ngay tiếp theo sau thân hình hắn trực tiếp uể oải,
sinh cơ hoàn toàn biến mất. Oanh oanh! Thanh âm nổ tung thật lớn, mấy vũ xuất thương sơn môn lại bị đánh chết, bị cường giả phi linh môn cùng linh thiên môn vây công, còn có thiên độc yêu long cùng đông vô mệnh, bạch oánh gia nhập, cơ hồ là tàn sát nghiêng về một bên. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Một vũ xuất tứ trọng bị trọng thương đứng trước người đông vô mệnh quát lớn. Suy! Đông vô mệnh thu lại hắc mang, trường ấn chỉ cách người kia chưa đầy một thước, kình phong cùng khí tức cuồng bạo làm hai chân hắn phát run. Chúng tôi cũng đầu hàng. Có người đi đầu sẽ có người tiếp theo, vào lúc này đối diện thực lực tuyệt đối, mà phó trưởng môn cũng đã tử vong, trong thương sơn môn chỉ còn lại 5-6 vũ xuất, lại có một người trọng thương, ai cũng sớm kinh hồn táng đảm, không có ai muốn chết, nhìn thấy người đầu tiên đầu hàng được miễn chết, những người khác đồng loạt làm theo. Chúng tôi đầu hàng. Chúng đệ tử thương sơn môn đều lựa chọn đầu hàng, ném binh khí xuống đất, các trưởng lão đều đã quy phục. Bọn hắn làm sao còn dám động thủ, không có ai muốn chết. Hống hống. Thanh âm hí hô của thạch viên truyền ra, ngàn thú nhất thời dừng công kích, từng tiếng thú minh quanh quẩn trong không trung. Mau ra tay. Nhưng đệ tử phi linh môn vẫn chưa dừng động tác, bắt đầu thu thập chữ vật giới chỉ cùng không gian đại của những thi thể trên mặt đất, thậm chí binh khí cũng không buông tha. Nhìn cái gì, mau thu đồ vật đi. Một ít đệ tử cũ trong phi linh môn trừng mắt mắng đệ tử mới. Đệ tử mới phục hồi lại tinh thần, lập tức gia nhập, toàn bộ đồ vật trên thi thể đệ tử thương sơn môn hay linh thiên môn hoặc trên người đệ tử thương sơn môn đầu hàng đều bị họ thu sạch sẽ. Trên bầu trời, nhóm người hoàng phủ kỳ tùng đều đoạt lấy chữ vật giới chỉ trên người mấy vũ xuất đầu hàng, sau đó cũng thu hoạch toàn bộ chữ vật giới chỉ của những vũ xuất đã chết nằm dưới mặt đất. Đệ tử linh thiên môn ban đầu còn duy trì tác phong của đại môn phái, nhưng cuối cùng không còn cách nào bình tĩnh. Nhìn thấy đệ tử phi linh môn từ vũ xuất, vũ sư tới võ đồ đều giống như thổ phỉ, thậm chí cả vũ xuất cửu trọng cũng làm như thế, vì vậy sau một lúc cắn răng nhẫn nhịn cuối cùng cũng gia nhập vào việc thu hoạch giới chỉ hoặc không gian đại như những người khác. Nhưng lần này đều bị đệ tử phi linh môn ra tay trước, hơn nữa đệ tử phi linh môn đã có thói quen thu hoạch chiến lợi phẩm sau chiến đấu, đệ tử linh thiên môn làm sao là đối thủ, thậm chí còn không giành được chút xương cốt. Sau khi thu thập xong chiến trường, đệ tử phi linh môn không cần được phân phó liền dẫn người trực tiếp xông lên mấy ngọn núi lớn, hoàn toàn chính là thấy gì cướp đó, những vật đáng giá sẽ không bỏ qua, cả đám đều cướp đoạt tới đỏ mắt, đệ tử linh thiên môn cũng muốn lên núi nhưng bị áp chế nhân số nên bị ngăn ngay dưới chân núi. Một màn này làm sắc mặt nhóm trưởng lão linh thiên môn vô cùng khó xem, cũng vô cùng bất đắc dĩ, đệ tử phi linh môn chẳng khác gì thổ phỉ, nếu luận thực lực đệ tử linh thiên môn không e ngại. Nhưng luận cướp đồ vật thật sự không phải là đối thủ của phi linh môn. Một màn này cũng rơi vào trong mắt Lục Lâm Thiên, hắn hài lòng cười thầm, không nói gì thêm, ánh mắt nhìn qua bạch oánh bọn họ. Họ đều là người thông minh, lập tức hiểu ý, lập tức bay lên trên núi. Ánh mắt Hàn trưởng lão trầm xuống, đảo qua nhóm trưởng lão linh thiên môn, ngay tiếp theo liền bay lên đỉnh núi, nhóm trưởng lão cũng đuổi theo sau. Hàn trưởng lão. Đông vô mệnh khẽ quát một tiếng, thân ảnh như quỷ mị đã ngăn cản trước mặt Hàn trưởng lão. Đông cung phụng có chuyện gì? Sắc mặt Hàn trưởng lão thoáng biến đổi, lập tức hỏi, ánh mắt nhìn lên núi với vẻ bối rối, thần sắc như ra hiệu nhóm trưởng lão còn lại, vì vậy họ liền bay thẳng lên trên núi. Trưởng môn nhà ta muốn tỏ lòng biết ơn với Hàn trưởng lão, đa tạ Hàn trưởng lão đã xuất thủ tương trợ. Vẻ mặt Đông vô mệnh tươi cười, nhắc tới thanh hỏa lão quỷ cười như quỷ khóc. Mà Đông vô mệnh cười còn khó xem hơn cả khóc. Đa tạ Hàn trưởng lão đã tương trợ lần này, đa tạ, ngày khác tiểu tử nhất định tới linh thiên môn đa tạ Hàn trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên đầy ý cười, tiến lên nói. Lục trưởng môn, Đông cung phụng, hai vị quá khách khí, quan hệ giữa Lục trưởng môn cùng linh thiên môn trong cổ vực đều đã biết rõ, hành động lần này của Thương Sơn môn rõ ràng không đem linh thiên môn đặt vào trong mắt, vốn nên bị giáo huấn. Hàn trưởng lão nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên ngọn núi, có chút bất an. Được rồi Lâm Thiên, huynh không có việc gì là tốt rồi, ai dám đối phó huynh, muội sẽ để cho cha muội giáo huấn hắn. Lữ Tiểu Linh ngồi trên phi thiên ngô công của Lục Tâm Đồng, còn có tổ tử cùng Tiểu Long bay lên không? Tiểu Linh, lần này phải đa tạ nhạc phụ, còn có Hàn trưởng lão, ít nhiều nhờ có Hàn trưởng lão ra tay. Lục Lâm Thiên nói, Lục trưởng môn khách khí. Ta cần lên núi một chuyến xem còn dư nghiệt của Thương Sơn môn nữa hay không,
nói không chừng còn có người của Linh Vũ giới, không thể phớt lờ. Hàn trưởng lão nói xong, tựa hồ sợ bị Lục Lâm Thiên cùng Đông Vô Mệnh lôi kéo, nháy mắt đã bay lên không. Hàn trưởng lão, Linh Thiên Môn đã ra sức, loại chuyện này hãy để Phi Linh Môn làm đi, Hàn trưởng lão không nên khách khí. Đông Vô Mệnh như hình với bóng bám trụ Hàn trưởng lão. Không ngại, ta đi xem tốt hơn. Giờ phút này Hàn trưởng lão cũng không muốn bị dây dưa, thân ảnh chợt lóe đã đi lên núi. Lần này Đông Vô Mệnh không tiếp tục truy theo, mà quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên mỉm cười hiểu ý, một già một trẻ lộ ra ý cười tà khí âm hiểm. Ngay lập tức một già một trẻ cấp tốc bay thẳng tới ngọn núi ở giữa, gắt gao theo sát phía sau Hàn trưởng lão. Tiểu lừa gạt, sao huynh không đợi muội? Lữ Tiểu Linh tức giận chu miệng kêu lên. Tiểu Linh tỷ, ca ca cùng sư phụ chạy nhanh như vậy để làm chi? Lục Tâm Đồng vuốt tóc hỏi. Ta cũng không biết, đi xem một chút. Lữ Tiểu Linh mơ hồ đoán được gì đó, lập tức cùng Lục Tâm Đồng thúc giục Phi Thiên Ngô Công nhanh chóng đuổi theo lên núi. Vài ngọn núi khổng lồ cao vê upsilon t trong mây, kiến trúc liên miên không ít, mây mù phủ kín khắp núi non. Mà giờ khắc này bên trên một đỉnh núi lớn nhất, ngọn núi dựng thẳng chân trời, khí thế nguy nga kỳ vĩ bất phàm. Trên đỉnh núi có một đại điện kim bích huy hoàng sừng sững, đại điện thật lớn, toàn bộ cột trụ đều làm từ ngọc thạch, tuyệt đối là một danh tác. Vào lúc này bên ngoài đại điện có không ít thi thể, bốn phía đã bị đại bộ phận đệ tử Phi Linh Môn chiếm lĩnh, mà ở trước cửa đại điện là đệ tử Phi Linh Môn đang đứng thật chỉnh tề. Đều tránh ra cho ta, ai dám đi lên ta sẽ không khách khí. Quanh thân thiên độc yêu long tràn ngập yêu nguyên, hắc mang lan tràn, đang đối diện với trưởng lão Linh Thiên Môn, một nhóm người tức giận dựng râu trừng mắt, nhưng thực lực không đủ, căn bản không dám tiến lên. Siêu! Giữa không trung, một đạo thân ảnh trực tiếp nhảy lên cao, lập tức hỏi. Sao lại thế này? Hàn trưởng lão, Phi Linh Môn thật quá đáng, lại không cho chúng tôi đi vào. Nhóm trưởng lão liền lên tiếng, trên mặt còn mang theo vẻ ủy khuất, khiến cho người ta cảm thấy thật ngoài ý muốn lẫn buồn cười. Là ai lớn mật như thế, lại không cho các ngươi đi vào, ta muốn nhìn thử xem. Ánh mắt Hàn trưởng lão trầm xuống, biết rõ vẫn cố hỏi, ánh mắt nhìn qua thiên độc yêu long. Hàn trưởng lão, chính là người này. Một trưởng lão nhìn thiên độc yêu long nói. Độc long huynh, vì sao ngươi làm vậy, trưởng môn Linh Thiên Môn là nhạc phụ của trưởng môn, đều là người một nhà, tại sao ngươi lại ngăn cản chư vị trưởng lão Linh Thiên Môn được chứ? Đúng lúc này hai thân ảnh cấp tốc bay tới, thanh âm Đông Vô Mệnh truyền đến. Ta chỉ muốn tốt cho họ mà thôi. Đệ tử Phi Linh Môn đang thu thập bên trong, cho bụi nhiều, ta đã bảo họ chờ một lát hãy đi vào, họ lại không nghe, lòng tốt lại bị người cho là lòng lang dạ thú. Thiên độc yêu long nói, cũng không quản tới mọi người, trực tiếp đi thẳng tới cửa đại điện. Gặp qua cung phụng, vài chục đệ tử Phi Linh Môn đứng ngoài cửa đại điện cùng hành lễ. Thiên độc yêu long phất phất vạt áo, nghênh ngang tiêu sái đi vào bên trong. Nhìn theo dáng vẻ của thiên độc yêu long, người của Linh Thiên Môn càng thêm tức giận, nguyên nhân bên trong chỉ sợ người trong cuộc mới hiểu rõ ràng. Hàn trưởng lão, đều là hiểu lầm, Độc Long huynh chỉ có ý tốt, nhưng tính khí nóng nảy một ít, phỏng chừng bên trong đã thu thập xong xuôi, mời chư vị vào đi. Lục Lâm Thiên sờ sờ mũi, lập tức mỉm cười nói. Ánh mắt Hàn trưởng lão thật bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm nhóm đệ tử Phi Linh Môn, sắc mặt tối tăm không hề che giấu. Siêu siêu! Hai thân ảnh xinh đẹp hạ xuống, chính là Lục Tâm Đồng cùng Lữ Tiểu Linh. Hàn trưởng lão, ngươi sao vậy? Lữ Tiểu Linh nhìn thấy sắc mặt người của Linh Thiên Môn, không khỏi nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, việc ở đây đã xong, Thương Sơn Môn đã bị diệt, chúng ta nên về trước đi, trưởng môn nhất định đang chờ tin tức. Quay đầu lại nhìn Lữ Tiểu Linh, Hàn trưởng lão nói. Hay là Hàn trưởng lão hãy về trước, ta lưu lại thêm vài ngày, tới lúc đó ta sẽ về. Lữ Tiểu Linh vừa nói vừa nhìn qua Lục Lâm Thiên. Sư muội, sư phụ đã đặc biệt dặn dò, muốn chúng ta phải đưa muội trở về, muội nên đột phá linh xuất. Trong Linh Thiên tứ soái, Hồng Phong nhất thời nói. Sư huynh, ngươi nói với cha ta vài ngày nữa ta sẽ về. Lữ Tiểu Linh trừng Hồng Phong, chu miệng nói. Tiểu thư, không thể được, ngươi nhất định phải cùng chúng ta về trước. Hàn trưởng lão nghiêm mặt, biểu tình không thể thương lượng nói. Tiểu Linh, tu luyện quan trọng hơn, đi về trước đi. Lục Lâm Thiên nói,
Lần trước Lữ Chính Cường có nhắc qua, Lữ Tiểu Linh sắp đột phá linh xuất, nhà đầu muốn lưu bên cạnh hắn vài ngày, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ thời gian. Huynh cũng muốn muội trở về, uổng công muội còn lo lắng cho huynh. Lữ Tiểu Linh hờn dỗi dậm chân chừng Lục Lâm Thiên, thở hổn hển không thèm để ý mọi người, hai tay chống nạnh, dáng vẻ thật hung hãn, nhưng lại lộ ra đường cong thân thể vô cùng hấp dẫn. Tốt lắm, tu luyện trọng yếu, ta làm xong mọi việc sẽ đi Linh Thiên môn tìm muội, sau khi muội đột phá cũng có thể tới tìm ta. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười nói, đây đúng là mẫu hổ, sau này có thêm Vân Hồng Lăng, cuộc sống của hắn càng gian nan, vạn nhất hai mẫu hổ khác nhau, hắn càng thêm vất vả. Được rồi, nếu huynh không đi gặp muội, muội sẽ đi tìm huynh đó. Lúc này thần sắc Lữ Tiểu Linh mới hòa hoãn trở lại, cũng hiểu việc tu luyện trọng yếu. Sau một lát nhóm trưởng lão Linh Thiên Môn đều rời đi, sắc mặt khó xem, cũng không có cách nào, Hàn trưởng lão do dự hồi lâu chợt nhìn thấy Bạch Linh ở đỉnh núi xa xa, sau đó mới cắn răng rời khỏi. Hiện tại đã khống chế được Thương Sơn Môn. Bạch Oánh từ đại điện bay ra, sắc mặt mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên cười hài lòng, hết thảy cũng như phỏng đoán của hắn. Lâm Thiên, sao vậy, nhìn thấy Hàn trưởng lão có vẻ thật tức giận, nhạc phụ của ngươi có thể có ý kiến hay không? Bạch Oánh hỏi. Việc này, Lục Lâm Thiên khẽ cười, nói. Nhạc phụ hẳn không tới mức có ý kiến, nhưng trưởng lão Linh Thiên Môn phỏng chừng ý kiến không nhỏ. Ca ca, người của Linh Thiên Môn làm sao vậy, nhìn mặt họ có chút không cao hứng. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Ha ha, Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Tâm Đồng, sau này con lớn lên sẽ hiểu được thôi. Tâm Đồng, ca ca của muội đang giành địa bàn với người của Linh Thiên Môn đâu, đại điện Thương Sơn Môn do ai chiếm lĩnh trước thì chứng minh sau này sẽ thuộc về ai, người của Linh Thiên Môn không vào được, cho nên tức giận. Một thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống, không mang theo chút thanh âm nào đã xuất hiện bên cạnh mọi người. Khó trách vừa rồi sư phụ phải ngăn cản vị Hàn trưởng lão kia đâu. Ánh mắt Lục Tâm Đồng sáng lên. Lúc này mới chợt hiểu ra. Hắc hắc, dựa theo quy củ, nơi này do ai vào trước thì thuộc về ai, Thương Sơn Môn không nhỏ, tự nhiên không thể lưu lại cho Linh Thiên Môn. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói, bộ dáng hồ ly lộ vẻ đáng khinh. Công tử, trưởng môn, hai thân ảnh nhảy xuống từ trên lưng một đầu yêu thú phi hành, chính là Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ. Hai người sao tới đây? Lục Lâm Thiên nhướng mày, người của Phi Linh Môn đều tới đây. Sẽ không còn ai trấn thủ bổn môn. Lâm Thiên, là ta để họ tới, nguyên bản lo lắng nhân thủ không đủ, lại sợ chậm trễ, cho nên ta chỉ có thể mang theo đệ tử võ đường cùng ngoại đường đi trước, để Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ mang theo những đệ tử còn lại tới sau. Bạch Oánh nói, công tử, ta đã dẫn theo 6.000 đệ tử tới đây, nhưng nhìn tình hình cũng đã tới chậm. Lục Tiểu Bạch nói, dọc theo đường lên núi hắn đã nghe đệ tử báo lại sự tình đại khái. Trưởng môn, đã hoàn toàn khống chế Thương Sơn Môn. Mười mấy thân ảnh từ trong đại điện chạy ra, là nhóm người Thanh Hỏa Lão Quỷ, cả Thương Sơn Môn đã hoàn toàn bị chế trụ. Oánh tỷ, ta nhớ được Thương Sơn Môn tổng cộng có 5 đại thành đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi. Địa bàn của Thương Sơn Môn không nhỏ, tổng cộng có 5 đại thành, là Thương Sơn Thành, Giao Hải Thành, Cao Sơn Thành, Đồng Sơn Thành, còn có Bạch Kỳ Thành, mặt khác còn có không ít đại trấn cùng địa bàn giải rác. Bạch Oánh nói, Hoa Phó Đường Chủ, Diệp Phó Đường Chủ, Lý Phó Đường Chủ, các ngươi cùng Lộc Sơn Cung Phụng mang theo 3.000 đệ tử dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thương Sơn Thành, tiếp thu tòa thành, người không phục giết không tha. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, các ngươi cùng Thanh Hỏa Cung Phụng, Hoàng Phủ Đường Chủ mang theo 3.000 đệ tử, chạy tới Giao Hải Thành, người không phục giết không tha. Nếu có thế lực khác mượn cơ hội nháo sự, bất kể là ai cũng giết chết, không được sơ sẩy. Lục Lâm Thiên nghiêm mặt nói, dạ, trưởng môn, mọi người đồng thanh đáp, cũng không quan tâm thương thế trên người, lập tức nhận lệnh rời đi. Lưu Cung Phụng, Ngô trưởng lão, các ngươi mang theo đệ tử đi Cao Sơn Thành, Đồng Sơn Thành cùng Bạch Kỳ Thành càn quét một phen đi, nhớ kỹ, phải phân tán ra, đừng quá rêu rao, đừng cho người nhận thức ra các ngươi. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn, ta hiểu được. Ngô Dũng thoáng nghi hoặc, lập tức hiểu ra. Trong mắt lộ vẻ tham lam, loại chuyện này chính là sở trường của hắn, Lưu Tinh Hà cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, trong mắt có vẻ ngoài ý muốn liếc nhìn qua trưởng môn, hai người lĩnh mệnh lui xuống.
Hoa Đường chủ, người trấn thủ Thương Sơn Môn, toàn bộ đệ tử đã đầu hàng giao cho Hình Đường Âu Dương Đường chủ cùng Tưởng Đường chủ phụ trách, Khang Đường chủ, Úc Phó Đường chủ nhanh trở về trấn thủ Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên lại hạ lệnh, khí thế đầy uy nghiêm. Dạ. Mọi người cùng đáp, không ai có dị nghị, nhanh chóng lui ra chuẩn bị, trong bất chi bất giác đều đã hoàn toàn thần phục vị trưởng môn tuổi trẻ này. Diệp Đường chủ, người cũng về Phi Linh Môn trước, phỏng chừng việc của Thương Sơn Môn sẽ gây nên một ít phong ba, ám đường cần thu thập toàn bộ tin tức, đặc biệt tin tức về nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Lục Lâm Thiên nói với Diệp Phi, còn có Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông, gần đây phải chú ý hai sơn môn này một chút. Ta hiểu được, ta đi ngay. Diệp Phi lập tức rời đi. Sau một loạt mệnh lệnh, Lục Lâm Thiên chậm rãi thở ra một hơi, thu liếm khí thế, vẻ mặt hiện lên ý cười thản nhiên. Lâm Thiên, địa bàn của Thương Sơn Môn ngươi chỉ tính toán cần giao Hải Thành cùng Thương Sơn Thành thôi sao? Mọi người đều đã rời đi, những người còn lại đều đi vào đại điện. Đại điện cực kỳ khổng lồ, thượng vị có một chiếc ghế lớn, trên tay vịn điêu khắc đồ án hoa văn hình thú, Lục Lâm Thiên ngồi xuống, nói. Địa bàn Thương Sơn Môn quá lớn, nếu Phi Linh Môn muốn nuốt trọn thật sự quá mức khó khăn, nhân công không đủ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà Thương Sơn Thành cùng Giao Hải Thành là hai đại thành phồn hoa nhất, chúng ta chỉ quản lý hai thành là đủ rồi, Hàn trưởng lão vội vàng dẫn người rời đi, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ hắn vô cùng hứng thú đối với địa bàn của Thương Sơn Môn. Nhưng nếu trực tiếp ném ba đại thành cho Linh Thiên Môn, thật không nhỏ a. Đông Vô Mệnh khẽ thở dài, thần sắc cực kỳ luyến tiếc. Đông lão không cần dối rắm, Giao Hải Thành cùng Thương Sơn Thành tuyệt đối không kém hơn ba đại thành kia. Lần này Linh Thiên Môn xem như có ân với Phi Linh Môn, nếu chúng ta nuốt một mình, thật quá khó xem, ngày tháng còn dài, địa bàn sẽ có. Lục Lâm Thiên nói, hắc hắc, dù sao lần này ngươi không có việc gì là tốt rồi, còn tiêu diệt Thương Sơn Môn, xem như chuyến đi này không tệ. Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói, trong lòng hiểu rõ ràng, lần này Phi Linh Môn đã chiếm đại tiện nghi. Đúng rồi Lâm Thiên, ngươi làm sao đào thoát, một tháng nay ngươi đã đi đâu? Sao lại đi tới Thương Sơn Môn? Bạch Oánh hỏi. Cửu tử nhất sinh mới chạy thoát, thừa cơ bế quan một lát. Lục Lâm Thiên thuật lại quá trình mình chạy trốn cho mọi người nghe qua, về chuyện Lâm Trung Kiến cùng địa linh dịch, hắn cũng không giấu giếm, nhưng không nhắc tới việc trên người hắn còn có linh hồn thể. Cái gì, người trực tiếp đánh chết Lâm Trung Kiến? Nghe Lục Lâm Thiên nói xong, Đông Vô Mệnh nhất thời biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Đại khái là như thế. Nhưng chính ta cũng không biết mình làm sao đánh chết hắn. Lục Lâm Thiên nói, hắn không có ý định nhắc tới linh hồn thể, miễn làm mọi người lo lắng. Nghe được lời của Lục Lâm Thiên, mọi người vô cùng nghi hoặc, đánh chết Lâm Trung Kiến, thực lực bình thường vốn không thể làm được. Trên người ngươi có quá nhiều chỗ quỷ dị, có đôi khi thật không biết ngươi có phải là người bình thường hay không. Đông Vô Mệnh than thở, thật sự cảm thấy chết lặng. Lâm Thiên, lần này Thương Sơn Môn ra tay với ngươi, hẳn là có quan hệ với Linh Vũ Giới, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Bạch Oánh hỏi. Việc này có chút phiền phức, ta tạm thời cũng không biết tính toán. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Ha ha, lần này thu hoạch thật không ít. Trong nội đường truyền ra tiếng cười to của Thiên Độc Yêu Long. Lão đại! Một đạo hoàng mang lập tức bay ra, Tiểu Long bò lên vai Lục Lâm Thiên, nói. Lão đại! Chúng tôi tìm được mật thất của Thương Sơn Môn, bên trong còn có không ít đan dược cùng vũ kỹ đâu. Chúng ta đi nhìn xem. Nghe được mật thất, Lục Lâm Thiên nổi lên hứng thú, lập tức đi vào bên trong. Sau đại điện chính là mật thất, diện tích khá lớn, nhóm người Lục Lâm Thiên chỉ chốc lát đã đi tới nơi này, bên trong mật thất có vài gian phòng đều chứa đầy dược liệu, đan dược, vũ kỹ thần cấp tới hoàng cấp cũng không ít, ước chừng có tới mấy vạn bộ, đương nhiên vũ kỹ hoàng cấp cũng không quá nhiều. Mà vũ khí huyền cấp hoàn toàn không có. Ngoài ra còn có binh khí, tài liệu luyện khí cũng không ít, số lượng cực kỳ khổng lồ, tổng quát mà nói so sánh với đồ vật mà Phi Linh Môn lưu lại còn nhiều hơn gấp mấy lần, đan dược lục phẩm cũng không hiếm thấy. Lục Lâm Thiên lập tức an bài Hoa Mãn Lâu đi vào kiểm kê, cuối cùng giao cho Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh, lần này thu hoạch không ít, cộng thêm chữ vật giới chỉ cùng không gian đại thu được trong Thương Sơn Môn. Hoa Mãn Lâu mang theo nhóm đệ tử kiểm kê đồ vật bận rộn tới choáng váng, nhưng khuôn mặt mọi người đều tươi cười rạng rỡ. Vào đêm,
Thương Sơn Môn hoàn toàn bao phủ dưới cảnh chiều hôm, một cuộc đại chiến hoàn toàn kết thúc, nhưng trong Thương Sơn Môn vẫn ồn ào, mà người của Hình Đường đang bận an bài đệ tử đầu hàng, điểm tựa chính là những vũ tướng cùng vũ xuất. Bên ngoài Thương Sơn Môn có không ít người tụ tập vây xem, trong đó có thế lực cổ vực, thậm chí có cả trinh thám của Ma Vân Thành cùng thế lực lớn trong Linh Vũ Đại Lục, tin tức kinh người này đã sớm truyền về Sơn Môn của họ. Linh Thiên Môn liên thủ cùng Phi Linh Môn tiêu diệt Thương Sơn Môn, một thế lực nhất lưu đã bị phá vỡ, điều này chính là đại sự trong cổ vực, tin tức này lập tức làm mọi người khiếp sợ. Đương nhiên không ít thế lực lớn nhỏ gần bên là nhóm đầu tiên nhận được tin tức, toàn bộ thế lực lớn nhỏ nơi này đều dựa vào Thương Sơn Môn tồn tại, lần này Thương Sơn Môn rơi đài, nhất thời bọn họ đều yên tĩnh, làm các gia chủ trằn trọc suốt một đêm. Trong phòng tràn ngập ánh sáng của Dạ Minh Châu, qua ba canh giờ sau Lục Lâm Thiên cầm một chữ vật giới chỉ, tâm thần lập tức truyền vào. Sau một lát khuôn mặt hắn lộ ra ý cười, chữ vật giới chỉ này là của Lâm Kiến Trung, bên trong có gần 100 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, có 8 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, ngoài ra còn có 3 viên đan dược thất phẩm sơ giai cùng hơn 10 viên lục phẩm, hơn nữa cũng có chút đồ vật khác không tầm thường, giá trị còn lớn hơn đồ vật lấy được trong mật thất. Thu hồi chữ vật giới chỉ, Lục Lâm Thiên khẽ cười. Không nghĩ tới Lâm Trung Kiến đều mang theo của cải giá trị của Sơn Môn bên mình, nhưng cũng phải, hắn là người mạnh nhất trong Sơn Môn, tự nhiên mang theo trên người mới an toàn nhất. Sau đó lại kiểm tra chữ vật giới chỉ của Vũ Xuất Thất Trọng, cuối cùng Lục Lâm Thiên duỗi lưng, sắc mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng trong mắt đột nhiên hiện vẻ ngưng trọng. Dưới bóng đêm, trên đỉnh Thương Sơn Môn, gió đêm hây hẩy, một thanh ảnh đang đứng trên đỉnh núi, áo dài bay phất phới. Thanh ảnh nhìn chăm chú vào tinh tú trên trời cao, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Nơi này cũng có nhật nguyệt tinh thần, không biết trong những tinh tú kia, có tinh tú nào tên là địa cầu. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Suy. Sau lưng truyền tới tiếng dao động, Lục Lâm Thiên nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống, ánh mắt dễ thương làm lòng người run rẩy. Người đã đến rồi sao? Nhìn nữ tử tuyệt sắc, Lục Lâm Thiên khó đè nén lòng mình. Ngươi lại ngẩn người làm gì? Nữ tử khẽ nói, ôn nhu như nước, ánh mắt xinh đẹp đảo qua trên người Lục Lâm Thiên. Chỉ nghĩ ngợi một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn lên tinh tú trên bầu trời, nói. Trong truyền thuyết, ngũ đạo đỉnh phong, linh đạo cực chí là có thể đạp phá hư không, không biết có thể đột phá tới trình độ kia hay không? Đương nhiên là có, truyền thuyết cũng không chỉ là tin đồn vô căn cứ. Bạch Linh nói. Ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời. Nếu như có, vậy cường giả từng đột phá tới trình độ kia hiện tại đang ở nơi nào? Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt Bạch Linh nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, nói. Có lẽ sau này khi đi tới bước kia, tới lúc đó ngươi sẽ biết. Ta. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, trong mắt liền lộ ra tia kiên nghị, nói. Nếu như có thể ta thật muốn biết đỉnh phong võ đạo cùng linh đạo cực hạn có thật sự tồn tại hay không? Hai người lẳng lặng nhìn tinh tú đầy trời, trong không gian thoáng mang theo gợn sóng khác thường. Linh vũ giới kia thật thần bí, hiện tại còn đặc biệt tìm ngươi, ngươi định làm như thế nào? Sau một lát, Bạch Linh hỏi. Là phúc không phải là họa thì tránh không khỏi, binh tới tướng ngăn, nước tới lấp đất chặn, đi bước nào xem bước đó đi. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cực kỳ ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có cách nào, hết thảy chỉ xem thực lực. Thực lực của hắn còn chưa thể đối kháng linh vũ giới, nếu thực lực đủ mạnh thì cần gì phải lo lắng. Chỉ chớp mắt đã 5 ngày trôi qua, trong 5 ngày này mỗi ngày Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoa Mãn Lâu đều vô cùng bận rộn, hết thảy chuyện trong Thương Sơn Môn cũng ổn định được 7-8 phần, còn lại chỉ có chút việc vặt. Lúc này bên dưới Thương Sơn Môn đang có mười mấy thân ảnh đi lên núi, đi đầu có hai người là một nam một nữ, nam chừng 20 tuổi, mặc cẩm bào, khí độ có chút bất phàm, nhưng mắt lại nhỏ. Mặc dù thật tinh thần nhưng nhìn vào lại cho người ta cảm giác giảo hoạt như hồ ly. Nhưng lúc này hắn đang nhiệt tình nói gì đó với nữ tử bên cạnh, mà nữ tử cũng thật xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn, thân hình là lướt hấp dẫn. Bán kiến lục đường chủ. Bái kiến lục đường chủ. Từ dưới chân núi đi lên, toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn nhìn thấy cẩm bào thanh niên đều vội vàng hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Điều này làm cho hắn càng tăng thêm vài phần khí thế với nữ tử. Đương nhiên người này không xa lạ, chính là Lục Tiểu Bạch. Không nghĩ tới địa vị của Lục Đường Chủ ở trong Phi Linh Môn cao như thế, thật sự là anh hùng thiếu niên a. À.
đi sau lưng nữ tử là một lão giả khí võ hiên ngang, thân hình cao lớn, tinh thần phấn chấn, nhưng trên mặt vẫn hiện một tia lo âu. Lưu đại thúc quá khen, ta cũng chỉ đi theo công tử nhà ta, muốn nói tuổi trẻ anh hùng, chính là công tử mới phải, ta chỉ là đi theo công tử mới có hôm nay. Lục Tiểu Bạch lễ độ nói, thái độ đúng mực, nhưng người có thể làm cho hắn có được thái độ này chỉ sợ cũng không bao nhiêu, dù lão giả chỉ có tu vi vũ xuất. Công tử, nghe được tiếng xưng hô, sắc mặt nữ tử có chút biến hóa, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức thu liếm, cũng không nghĩ nhiều. Ta nghe lời đồn đãi, Phi Linh Môn có 6 đường cực kỳ bí mật, chính là Kim Đường, Linh Đường, Võ Đường, Ám Đường, Ngoại Đường, Hình Đường, mà Lục Đường chủ là đường chủ Kim Đường, tự nhiên là tuổi trẻ anh hùng, nếu không ta nghĩ quý trưởng môn sẽ không để Lục Đường chủ ngồi lên vị trí này đâu. Nữ tử mỉm cười nói. Nhìn thấy nụ cười của nữ tử, Lục Tiểu Bạch nhất thời có chút thất thần, phảng phất như si dại, chỉ còn thiếu không chảy máu mũi. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Tiểu Bạch, nữ tử có chút cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Mà lão giả đi sau lưng nữ tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt lo âu nhất thời giảm sút không ít. Tin tức của các vị cũng không quá linh thông rồi, hiện tại Phi Linh Môn đã có 7 đường, có thêm yêu đường chuyên trưởng quản toàn bộ yêu thú trong Phi Linh Môn, mà đường chủ của chúng ta là người đứng đầu Kim Đường, sống bên cạnh trưởng môn từ thuở nhỏ, địa vị chỉ kém hơn vài vị cung phụng mà thôi. Một thanh niên bộ dạng có chút đáng khinh đi sau lưng Lục Tiểu Bạch lên tiếng nói, nhắc tới Kim Đường của Phi Linh Môn, ai cũng cảm giác mình thật ưu việt, bởi vì phúc lợi của Kim Đường trong Phi Linh Môn mơ hồ hơn những đường khác một chút, gia nhập Kim Đường chính là lựa chọn ưu tiên của không ít đệ tử mới gia nhập Phi Linh Môn. Không được lắm miệng. Lục Tiểu Bạch quay đầu trừng mắt nhìn đệ tử vừa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại có chút tán thưởng, tạo uy tín cho mình trước mặt mỹ nữ. Đệ tử như vậy thật thông minh, nói không chừng ngày sau có thể trọng dụng. Đệ tử lắm mồm. Đệ tử kia nhìn thấy thần sắc trong mắt đường chủ, cũng không sợ hãi ngược lại mừng thầm, ngoài miệng nhận sai nhưng thật vui vẻ, nếu đường chủ đề bạt hắn, xem như có thể làm dạng dở tổ tông. Nguyên lai Lục đường chủ còn có quan hệ như vậy với quý trưởng môn, ta đúng là lần đầu tiên biết được, nghe nói quý trưởng môn còn trẻ tuổi, không nghĩ tới là sự thật. Nữ tử có chút kinh ngạc nói. Tự nhiên là thật, tuổi của công tử cũng xấp xỉ với ta, nhưng đã có tu vi vũ xuất, là cái đồ gà mờ. Mà ta từng gặp qua. Vẻ mặt Lục Tiểu Bạch tự hào nói. Cái đồ gà mờ, là có ý gì? Nữ tử nghi hoặc hỏi. Công tử nhà ta nói, cái đồ gà mờ. Ý tứ là anh minh uy phong. Lục Tiểu Bạch đắc ý nói. Lục đường chủ cũng cái đồ gà mờ. À, nữ tử mỉm cười nói. Lưu tiểu thư quá khen. Lục Tiểu Bạch cười nói. Lục đường chủ, làm phiền ngươi dẫn tiến tới gặp quý trưởng môn, thật sự là phiền toái, hôm nào lão hủ bày tiệc, mời lục đường chủ nhận lời tham dự, đa tạ lục đường chủ. Lão giả nói. Chuyện của Lưu tiểu thư ta tự nhiên muốn giúp đỡ, hôm nào nhất định tới quý phủ quấy rầy một phen, không biết Lưu tiểu thư có hoan nghênh hay không. Lục Tiểu Bạch nói, ánh mắt nhìn qua nữ tử xinh đẹp. Lục đường chủ sao lại nói vậy, nếu đường chủ nguyện ý tới Lưu gia, đây chính là vinh hạnh của Lưu gia, tự nhiên là thật hoan nghênh. Nữ tử mỉm cười, lập tức nói. Lục đường chủ, Lưu gia phải nhờ ngài nói tốt vài câu trước mặt quý trưởng môn mới được, tới lúc đó Lưu gia nhất định không quên đại ân của lục đường chủ. Lưu tiểu thư yên tâm đi, hẳn là không thành vấn đề, Phi Linh Môn đã tiếp thu Giao Hải Thành, cũng cần có người hợp tác, chỉ cần điều kiện của Lưu gia đã đủ. Sẽ không có vấn đề gì. Nói tới chính sự Lục Tiểu Bạch cũng nghiêm túc, cũng không loạn hứa hẹn. Dù sao hết thảy phải dựa vào lục đường chủ nói giúp, về phần điều kiện của Phi Linh Môn, Lưu gia đều có thể đáp ứng, tuyệt đối đủ thành ý. Nữ tử nói. Bên trong đại điện, giờ phút này Hoa Mãn Lâu, Âu Dương Lãnh Tật cùng vài hộ pháp chấp sự đang ngồi, nghe được báo cáo, Lục Lâm Thiên đã biết rõ kiểm kê, 3 ngày trước người của Thương Sơn Môn tử vong 13,000 người. Đệ tử đầu hàng 12,000 người, còn có vài ngàn đệ tử thừa dịp hỗn loạn đã bỏ chạy. Về phần đệ tử của Phi Linh Môn, trong cuộc đại chiến 3 ngày trước tử vong mấy trăm người, trọng thương hơn 1,000 người, về phần bị thương nhẹ thì khá nhiều, còn có vài chục đầu yêu thú bị đánh chết. Mặc dù Lục Lâm Thiên cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không còn biện pháp, trong chiến đấu diệt dịch 1,000 tự tổn 800 là chuyện không cách nào tránh khỏi, đối với thương vong của Thương Sơn Môn mà nói đã là toàn thắng.
Hiện tại đệ tử Thương Sơn môn đầu hàng đã bị hình đường khống chế, trong đó có 6 tu vi vũ xuất, mà mạnh nhất là thất trọng, hơn 10 vũ tướng, mà đệ tử chỉ tới trình tự vũ sư cùng võ đồ. Đương nhiên, Thương Sơn môn không chỉ có số người này, đây chỉ là 3 vạn người lưu trong Thương Sơn môn mà thôi, trong năm đại thành cùng không ít trấn nhỏ đều có đệ tử Thương Sơn môn, chỉ sợ cộng lại chỉ ít phải hơn 30 vạn, mà 3 vạn người bị tiêu diệt chính là lực lượng trung kiên, từ khi Thương Sơn môn bị vây khốn. Không ít cường giả bổn môn từ khắp các địa phương quay về trấn thủ. Lục Lâm Thiên thoáng cân nhắc, đem Thương Sơn môn đổi thành Thương Sơn phân đà, trước do Hoa Mãn lâu trấn thủ, tạm thời còn chưa chọn được người thích hợp ở lại nơi này. Khởi bẩm trưởng môn, người của Lưu gia giao hải thành tới viếng, muốn gặp trưởng môn. Một đệ tử tiến vào đại điện bẩm báo. Lưu gia, là ai? Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, chẳng lẽ là Lưu gia Lưu Uyển? Người tới tự xưng gia chủ Lưu gia Lưu Đình, nhưng họ đi cùng Lục đường chủ. Đệ tử trả lời. Thật sự là Lưu gia. Lục Lâm Thiên nhíu mày, vì sao Tiểu Bạch lại đi cùng người của Lưu gia? Cho họ vào. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, người nhận thức Lưu gia giao hải thành sao? Bạch Oánh nhìn thấy vẻ mặt của Lục Lâm Thiên, hỏi. Xem như nhận thức, Lưu gia chính là một trong 3 đại gia tộc giao hải thành, thế lực không nhỏ. Gia chủ tên Lưu Đình, còn là một vũ xuất nhất trọng. Lục Lâm Thiên đáp. Vậy phỏng chừng là Lưu gia muốn tới quy phục, thật là có chút ý nghĩ, chỉ sợ vừa nhận được tin tức Thương Sơn môn bị tiêu diệt, là khởi hành tới đây. Bạch Oánh mỉm cười nói. Nàng vừa dứt lời, đã có 3 người từ bên ngoài đi vào. Bái kiến công tử, gặp qua Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng. Lục Tiểu Bạch đi vào đại điện liền hành lễ. Giao hải thành Lưu gia Lưu Đình, Lưu Uyển, gặp qua Lục trưởng môn, chư vị cung phụng cùng trưởng lão. Lão giả cùng nữ tử cùng hành lễ, thậm chí không dám ngẩng đầu. Công tử, Lưu gia chính là một trong 3 đại gia tộc giao hải thành, lần này có tâm hợp tác với Phi Linh môn chúng ta không thể quyết định chủ ý, cho nên dẫn tiến cho công tử định đoạt. Lục Tiểu Bạch nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Bạch, cực kỳ nghi hoặc, hôm nay thấy hắn mặc cẩm bào mới tinh. Thật không giống phong cách của hắn, đối với việc ăn mặc xưa nay Lục Tiểu Bạch vốn không hề chú ý. Lục Tiểu Bạch, việc trong giao hải thành không ít đi, ngươi còn có rảnh tới đây, hẳn là có việc riêng gì à? Ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi lên người nữ tử, cười thầm, lập tức suy đoán Lục Tiểu Bạch chẳng lẽ động tình với Lưu Uyển, chẳng khác gì đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu, nhưng hoa tươi cũng cần dinh dưỡng của phân châu mới được. Công tử, đây là việc chính sự. Trong giao hải thành còn có Lưu Nhất Thủ cùng Lộc Sơn cung phụng, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Tiểu Bạch trả lời, trong ánh mắt lại có chút chột dạ. Giờ phút này nghe được thanh âm trên chủ vị, nữ tử chợt nhíu mày, có chút nghi hoặc, lập tức không dằn nén được lén nhìn lên, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào thanh y nhân ngồi phía trước. Lưu gia chủ, Lưu Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Lục Tiểu Bạch, sau đó nhìn qua 2 người còn lại. Khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt Lưu Uyển kinh ngạc, giờ phút này cũng thoáng há miệng, thật lâu sau mới thất thanh nói. Lục công tử, tại sao ngươi ở chỗ này? Vừa dứt lời, nàng chợt hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc kêu lên. Lục công tử, chẳng lẽ ngươi chính là trưởng môn Phi Linh môn? Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói. Bất tài chính là trưởng môn Phi Linh môn. Lục công tử, không, Lục trưởng môn, nguyên lai là ngươi. Giờ phút này Lưu Đình cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Ách, công tử, người nhận thức Lưu Tiểu Thư. Nhìn thấy phản ứng của Lưu Uyển, Lục Tiểu Bạch sững sờ, không đúng dịp như vậy đi. Tự nhiên nhận thức, vài ngày trước cũng nhờ Lưu Tiểu Thư có lòng tốt cho quá giang một đoạn đường đâu. Lục Lâm Thiên nói. Đôi mắt đẹp của Lưu Uyển nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, một lát sau thản nhiên cười, xinh đẹp như hoa quỳnh nở rộ, khiến Lục Tiểu Bạch có chút thất thần, nàng nói. Là Lục trưởng môn đã cứu ta một mạng mới phải, thật không ngờ Lục công tử chính là trưởng môn Phi Linh môn đại danh đỉnh đỉnh, tiểu nữ tử thật có mắt không tròng. Lời này của Lục tiểu thư đang tổn hại ta đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu nữ tử không dám. Thần sắc Lưu Uyển mang theo vẻ kính sợ, tựa hồ từng nghe qua không ít sự tích về trưởng môn Phi Linh môn, nhất thời làm không khí trong đại điện căng thẳng lên. Không cần hạn chế, mời 2 vị ngồi đi. Lục Lâm Thiên nói, làm không khí trong đại điện hòa hoãn trở lại. Lưu Uyển thở ra một hơi nhẹ nhõm,
ánh mắt chuyển trên người Lục Lâm Thiên, có chút không yên ngồi bên dưới, mà Lưu Đỉnh cũng vì được sủng ái mà lo sợ ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy vị trưởng môn Phi Linh Môn chính là Vũ Xuất trẻ tuổi gặp được ở Lưu gia, trong lòng lại mang theo tia chờ mong, có lẽ hôm nay tới đây rất đúng, không nghĩ tới người này Lưu gia nhận thức, có lẽ sẽ không bị liên lụy vì chuyện của Thương Sơn Môn. Lục trưởng môn, lần này tới đây là vì muốn đại biểu Lưu gia, hy vọng hợp tác với Phi Linh Môn, sau này Lưu gia sẽ nghe theo lệnh của Phi Linh Môn. Lưu Đỉnh nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Lưu gia chủ, phỏng chừng ở trong Giao Hải Thành những thế lực muốn hợp tác với Phi Linh Môn hẳn là không ít đi, dựa theo phong cách làm việc của bổn môn mà nói, cũng không cần hợp tác với bất kỳ thế lực nào trong Giao Hải Thành. Lục Lâm Thiên mỉm cười đáp. Nghe được lời của Lục Lâm Thiên, vẻ tươi cười của Lưu Đỉnh nhất thời cứng ngắc lại. Nguyên tưởng rằng gặp người quen, hy vọng càng lớn, không nghĩ tới Phi Linh Môn cũng không có ý định hợp tác với thế lực trong Giao Hải Thành. Lục trưởng môn, Phi Linh Môn vừa tiếp thu Thương Sơn Môn, ta nghĩ nhất định cũng có rất nhiều việc vặt cần làm, tiếp nhận Giao Hải Thành càng thêm bận rộn, ta nghĩ muốn tận lực của Lưu gia nhất định giúp giảm một ít phiền toái, vì vậy mời Lục trưởng môn suy nghĩ một chút, điều kiện của Phi Linh Môn chỉ cần Lưu gia có thể đáp ứng, Lưu gia đều thực hiện. Sắc mặt Lưu Uyển đại biến, trong mắt hiện tia lo lắng, nhìn qua hướng Lục Tiểu Bạch. Công tử, diện tích Giao Hải Thành không nhỏ, cực kỳ phồn hoa, nếu Phi Linh Môn mạnh mẽ tiếp thu tuy dễ dàng nhưng sẽ khiến kinh loạn, ảnh hưởng không nhỏ, liên thủ với đại gia tộc trong thành có lẽ đôi bên cùng có lợi. Nhìn thấy ánh mắt của Lưu Uyển, Lục Tiểu Bạch liền nói. Như vậy sao? Lục Lâm Thiên ra vẻ trầm tư, nhìn Lục Tiểu Bạch mỉm cười, cho hắn ánh mắt như hiểu ý, nói. Lục Tiểu Bạch, vậy việc này tùy ngươi toàn quyền làm chủ là được, sau này không cần hỏi ta, chính ngươi quyết định. Lục Tiểu Bạch sửng sốt, lập tức phục hồi lại tinh thần, có vẻ ngượng ngùng, lập tức cảm kích nói. Đa tạ công tử, ta biết nên làm sao. Bẩm trưởng môn, dưới chân núi có người tự xưng là Giao Hải Thành gia chủ Quân gia cùng gia chủ Bạch gia cầu kiến trưởng môn. Lại có một đệ tử đi vào bẩm báo. Quân gia, Bạch gia. Ánh mắt Lưu Đỉnh cùng Lưu Uyển nhất thời thay đổi, không nghĩ tới Quân gia cùng Bạch gia đều tới sớm như vậy, mình vừa mới nhìn thấy chút hy vọng, mà Quân gia cùng Bạch gia cùng tới, đây chưa chắc là một chuyện tốt. Quân gia, Bạch gia. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nói. Lưu gia chủ, Quân gia cùng Bạch gia là hai đại gia tộc tề danh với Lưu gia trong Giao Hải Thành đi. Hồi Lục trưởng môn, đúng vậy. Lưu Đỉnh đáp, sắc mặt lo lắng. Gia chủ Quân gia cùng Bạch gia thực lực như thế nào? Lục Lâm Thiên lại hỏi. Đều là thực lực Vũ Xuất nhất trọng, mà gia chủ Quân gia là song hệ võ giả. Lưu Đỉnh trả lời. Lục Lâm Thiên không lên tiếng, người trong đại điện cũng không dám nói chuyện, chỉ chờ đợi trưởng môn trả lời, mà sắc mặt Lưu Đỉnh cùng Lưu Uyển đều ngưng trọng, không biết vị trưởng môn Phi Linh Môn sẽ có quyết định như thế nào. Hoa đường chủ, ta có chút không thích Quân gia, đem bọn hắn đều tiêu diệt đi. Một lát sau Lục Lâm Thiên chậm rãi nói. Dạ. Hoa Mãn Lâu lĩnh mệnh, nhanh chóng mang theo nhóm chấp sự hộ pháp rời khỏi đại điện. Lưu Uyển cùng Lưu Đỉnh sửng sốt, lập tức sắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Lưu gia chủ, Lưu tiểu thư, việc của Giao Hải Thành các ngươi tìm Lục đường chủ nói đi, hắn có thể toàn quyền làm chủ. Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ Lục trưởng môn. Hai người kích động hành lễ, vị trưởng môn Phi Linh Môn này đã nói như thế. Xem như đáp ứng hợp tác với Lưu gia. Lục Tiểu Bạch, người nhanh chóng quay về Giao Hải Thành, đừng làm chậm trễ sự tình là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cười cười nói. Công tử, ta hiểu được, vậy ta về trước Giao Hải Thành giải quyết việc của Quân gia cùng Bạch gia. Lục Tiểu Bạch hiểu ý, liền trả lời, lập tức cùng hai người Lưu Uyển cáo từ rời đi. Sau một lát dưới chân núi truyền ra tiếng nổ vang, lực lượng bàng bạc chấn động, nhưng sau một lát đã yên tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, trên đỉnh núi mây mù tràn ngập, sương trắng như khăn lụa lượn lờ chung quanh dãy núi trùng điệp xa xa, nhìn lại phong cảnh như vẽ. Sáng sớm lại có mưa xuân lả tả rơi xuống, nhìn qua như một bức rèm che bao phủ mặt đất, giọt mưa rơi xuống bãi cỏ xanh biếc, lóe lên sáng rọi như những viên trân châu. Trên đỉnh núi, một đạo thú ảnh đỏ như máu nháy mắt lướt qua phía chân trời, mang theo một mảnh cuồng phong càn quét, đó chính là cửu đầu yêu dao. Hiện tại có thêm 6 cái đầu cực lớn dữ tợn, vảy đỏ như máu bao trùm, một cỗ sát khí tràn ra ngoài, chính là tòa kỵ của Đông Vô Mệnh.
Lúc này trên lưng cửu đầu yêu giao chỉ có Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh đang cấp tốc quay về Phi Linh Môn, bổn môn không ai chấn thủ, Lục Lâm Thiên vẫn không an lòng. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đang ở trên một ngọn núi khổng lồ, mưa xuân rơi xuống cũng không cách nào làm ướt áo hắn. Giờ phút này Tiểu Long đang xoay quanh dưới chân hắn, quanh thân tràn ngập hoàng mang, hình thành quầng sáng khu vực chung quanh, khí tức lan tràn làm lòng người phát run. Tiểu bất điểm này cần đột phá lục giai. Thiên Độc Yêu Long nói. Thuận lợi đột phá thì tốt rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ khẩn trương, giống như chính bản thân hắn cần đột phá. Vốn dự định sáng nay sẽ quay về Phi Linh Môn, ai biết Tiểu Long lại rơi vào trạng thái đột phá, mà từ ngũ giai đi tới lục giai. Lục Lâm Thiên biết Tiểu Long là linh thú, ngũ giai lên lục giai chính là cửa ải cực kỳ trọng yếu, mà yêu thú trình tự thất giai mới có thể biến ảo hình người, đối với linh thú mà nói trình tự lục giai là có thể biến ảo. Đương nhiên vẫn có chút khác với yêu thú, nhưng có chút tương tự với Bạch Linh lúc trước. Yên tâm đi, với thiên phú cùng huyết mạch của Tiểu Long, đột phá lục giai sẽ không vấn đề gì. Bạch Linh nói. Lục Lâm Thiên thoáng thở ra một hơi, gật gật đầu. Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hổ, Song Đầu Thủy Hỏa yêu giao đang hộ pháp cho Tiểu Long, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ yên tâm, Tiểu Long đột phá phỏng chừng thời gian sẽ không ngắn, như vậy hắn có thể có cơ hội củng cố tu vi cùng tiếp tục lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ, sau đó dùng địa linh dịch, về phần Phi Linh Môn chỉ có thể giao cho Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh về xử lý. Rời khỏi đỉnh núi, một mình Lục Lâm Thiên đi tới núi non gần bên, mưa xuân đã tạnh, một vầng cầu vồng dắt qua trời cao. Không khí thanh tân làm người không nhịn được muốn hô hấp thêm vài lần. Trong không khí tràn ngập hương hoa, còn có khí thức của bùn đất, chỉ hô hấp vài lần Lục Lâm Thiên lại giống như ngộ ra, lập tức đứng nguyên tại chỗ bất động, sau một lát quanh thân hiện lên một cỗ thổ hoàng sắc quang mang. Giờ khắc này Lục Lâm Thiên đắm chìm bên trong việc lĩnh ngộ thổ hệ năng lượng, vừa rồi hắn cảm thụ được khí thức hùng hậu của bùn đất, trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mây lên mây tàn. Một ngày chậm rãi trôi đi, sau đó màn đêm buông xuống, tận sâu trong núi tiếng dã thú hí hô, từng ánh mắt đỏ hồng đảo qua trong đêm, nhưng cảm giác được chân khí khiến chúng run rẩy liền phát run rời khỏi không dám tới gần. Thời khắc này thân thể to lớn của Tiểu Long xoay quanh trên mặt đá, uy áp kinh người lan tràn, toàn bộ dã thú cùng yêu thú trong núi đều cảm nhận được khí thế. Giờ phút này con mắt thứ ba của Tiểu Long đột nhiên mở ra, một cỗ linh hồn ba động cường hãn bắt đầu lan tràn. Mơ hồ còn có năng lượng thiên địa bị hấp thu, đây là một quá trình thong thả, không khó cảm giác được chân khí quanh thân Tiểu Long đã chậm rãi kéo lên. Mãi tới ngày thứ tư Lục Tâm Đồng cũng bắt đầu bế quan, tiến nhập đột phá, mà ở ngày thứ năm Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu đột phá lên ngũ giai hậu kỳ. Bên trong núi sâu, Lục Lâm Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, bên ngoài thổ hoàng sắc quang quyển bao phủ không ít lá rụng cùng phấn hoa. Suy! Đột nhiên quang quyển nháy mắt khuếch trương. Thổ hoàng sắc quang quyển trực tiếp bao phủ khắp phạm vi năm thước xung quanh. Ca ca. Cơ hồ cùng một thời gian mặt đất trong phạm vi năm thước đều nứt nẻ như mạng nhện, một cỗ chân khí quỷ dị vô hình lan tràn, không gian trực tiếp run rẩy. Suy. Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, tinh mang lan tràn, thủ ấn biến đổi, thân ảnh chợt biến mất ngay tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện đã ở ngoài 10 thước, thủ ấn kết xuất, quanh thân xuất hiện quang quyển đường kính chừng 5 thước. Một cỗ chân khí thổ hệ nồng đậm mênh mông tràn ra. Phanh phanh. Một gốc đại thụ đường kính hơn một thước nháy mắt phá vỡ, nổ tung thành gỗ vụn, thanh âm nổ bạo liên tục vang vọng giữa không trung. Hô. Lục Lâm Thiên thu tay lại, chân khí thu liễm vào trong cơ thể, thở ra một hơi chọc khí. Công kích năng lượng thuộc tính còn khủng bố hơn cả vũ khí bình thường. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, lộ nụ cười, lần này lĩnh ngộ tiến bộ không ít. Lại kết xuất thủ ấn, quanh thân bao phủ quang quyển, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được mình thông qua việc lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ ảnh hưởng cả phạm vi không gian của quang quyển, giống như có thể hoàn toàn khống chế trong tay. Phạm vi không gian này đều có thể luyện chế, nhưng đây chưa phải uy lực cực mạnh, tiếp tục lĩnh ngộ uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Thu thập một phen, Lục Lâm Thiên nhìn sắc trời, lập tức quay về ngọn núi cao nhất, trở lại trên núi hắn mới biết mình lĩnh ngộ suốt 6 ngày thời gian. Cũng nghe được tin tức Lục Tâm Đồng đã bế quan cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu đột phá. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, Lục Lâm Thiên lại quan sát tình huống của Tiểu Long, nhìn thấy chung quanh thân thể hắn tản ra hoàng mang, đang hấp thu thiên địa năng lượng. Bởi vì có huyết khế,
Lục Lâm Thiên cảm nhận được Tiểu Long đang chịu đựng đau đớn đến từ thật sâu trong linh hồn. Loại tình huống này Lục Lâm Thiên biết mình cũng không giúp được gì, chỉ cầu nguyện Tiểu Long thuận lợi đột phá lục giai, như vậy thực lực sẽ càng tăng lớn. Quan sát một lát, Lục Lâm Thiên đi tìm Hoa Mãn Lâu, hắn muốn tìm hiểu tin tức của các thế lực lớn. Sau khi dặn dò một ít công việc, Lục Lâm Thiên thoáng chút do dự, cuối cùng quyết định dùng phần địa linh dịch còn lại, hiện tại là thời điểm bức thiết tăng cường thực lực, càng sớm thăng cấp đối với hắn càng có lợi. Bên trong một mật thất, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng, lập tức mở ra bình ngọc, một cỗ chân khí nồng đậm khuếch tán, làm linh hồn hắn thoải mái nói không nên lời. Linh dịch tràn vào miệng, một cỗ nhiệt lưu hung mãnh khuếch tán, lực lượng tàn sát bừa bãi trong thân thể, nhất thời truyền ra trận trận đau đớn, lực lượng cường hãn mạnh mẽ lan tràn. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Thủ ấn ngưng tụ, Lục Lâm Thiên vận khởi bí quyết luyện hóa cỗ năng lượng khủng bố kia, hắn cũng đã thói quen, lần thứ hai luyện hóa địa linh dịch cũng thuận tay hơn. Linh dịch nhất thời hóa thành tế lưu khuếch tán, một tia năng lượng vận chuyển luyện hóa hóa thành chân khí cùng linh lực tiến vào đan điền khí hải cùng đại não của Lục Lâm Thiên, mà linh lực còn nhiều hơn cả chân khí. Giờ phút này hồn đan bắt đầu xoay tròn chậm rãi hấp thu linh lực, năng lượng biến thành linh lực còn kèm theo cỗ năng lượng thần dị, trực tiếp bị hồn đan cắn nuốt, nhất thời làm Lục Lâm Thiên cảm thấy thoải mái nói không nên lời, loại năng lượng kia trực tiếp giúp linh hồn của Lục Lâm Thiên càng thêm tăng cường. Nhưng ngay khi linh hồn lực của Lục Lâm Thiên tăng cường, kim sắc tiểu đao lại chen chân, bắt đầu giành giật hấp thu năng lượng thần dị, kết quả vẫn như trước, hồn đan không cướp qua được tiểu đao, đại bộ phận năng lượng thần dị bị nó hấp thu, mà hồn đan chỉ hấp thu được một bộ phận cực nhỏ, cũng may Lục Lâm Thiên đã thói quen với chuyện này. Đúng vào lúc này bên trong đan điền khí hải cũng có chân khí tiến vào, nhất thời bắt đầu dao động, viên ngũ sắc võ đan chậm rãi xoay tròn, huyết lục cùng huyễn ảnh thanh vũ dực đều nhanh chóng hấp thu chân khí tiến hành tầm bổ. Không bao lâu, chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên chậm rãi kéo lên, bất kể là chân khí hay linh lực đều từ từ tăng cường, đương nhiên tốc độ không thể rõ ràng chứng kiến, nhưng trên thực tế lại rất nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tin tức làm cả cổ vực khiếp sợ cũng truyền ra, Phi Linh Môn liên thủ cùng Linh Thiên Môn trực tiếp tiêu diệt Thương Sơn Môn, tin tức này gây nên sóng to gió lớn trong cổ vực, làm không ít thế lực bắt đầu lo lắng. Đương nhiên những thế lực lớn đều biết Thương Sơn Môn cấu kết cùng Linh Vũ giới đánh lén trưởng môn Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên, vì vậy chọc giận Linh Thiên Môn, làm Thương Sơn Môn bị tiêu diệt. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Linh Thiên Môn, đều cho rằng là do Linh Thiên Môn ra tay, bởi vì Lục Lâm Thiên là con rể trưởng môn Linh Thiên Môn cho nên họ mới giúp đỡ báo thù. Nhưng vẫn có một ít người chú ý tới, lúc diệt Thương Sơn Môn thực lực của Phi Linh Môn cũng đã tới mức khủng bố. Điều này mới là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến mọi người có cảm giác nguy cơ. Ngay trong lúc cổ vực còn đang thảo luận việc này, trong Vân Dương Tông, tại một đình viện trên ngọn núi cao, tâm thần Vân Tiếu Thiên đang quan sát một khối ngọc giản, một cỗ khí phách kiệt ngạo trương dương làm sắc mặt hắn ngày càng khó xem. Lữ Chính Cường, người đang cố ý. Hào quang thu liếm, trên mặt Vân Tiếu Thiên hiện lên tức giận, trường bào run lên, khoanh tay đứng thẳng. Tông chủ. Linh Thiên Môn hẳn cũng biết mối quan hệ giữa tiểu thư cùng Lục Lâm Thiên, nhưng vẫn chặn ngang một cước, chỉ sợ là cố ý làm vậy. Một hắc bào lão giả nói. Tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia, phỏng chừng là cố ý, đã vài chục năm vẫn chưa quên chuyện năm xưa. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên trầm xuống, lộ vẻ bất đắc dĩ. Tông chủ, ý của ngươi là Lữ Chính Cường thật sự là cố tình. Hắc bào lão giả cũng chính là đại hộ pháp Vân Dương Tông, nói. Tạm thời ta cũng không biết, nhưng Lữ Chính Cường không phải người bình thường, trong chuyện này chỉ sợ là do tiểu tử Lục Lâm Thiên hái hoa ngắt cỏ, bằng không cho dù Lữ Chính Cường cố ý nhằm vào ta cũng sẽ không làm như thế. Vân Tiếu Thiên nói, nhưng chúng ta nghe được tin tức, là do Lục Lâm Thiên bị Thương Sơn Môn cùng Linh Vũ giới đánh lén, hiện tại hành tung không rõ, tuy Linh Thiên Môn đã nhúng tay, nhưng vẫn chưa có kết quả, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Đại Hộ Pháp nói. Không nghĩ tới Thương Sơn Môn có quan hệ với Linh Vũ Giới, như vậy có chút phiền phức, hy vọng tiểu tử đó sẽ không xảy ra chuyện gì, với giảo hoạt cơ trí của hắn, có lẽ đã biến nguy thành an, Linh Thiên Môn đã nhúng tay, mà cổ vực lại ngoài tầm tay với của chúng ta, ta có dự cảm tiểu tử đó tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Tiếu Thiên nói, hy vọng là như thế, nếu việc này bị tiểu thư hay biết thì nguy. Đại Hộ Pháp nói, việc này thì không có gì.
chỉ sợ tiểu tử Lục Lâm Thiên hái hoa ngắt cỏ lại bị Hồng Lăng hay biết, với tính tình của Hồng Lăng, nhất định sẽ không bỏ qua, Hồng Lăng thật vất vả mới tĩnh tâm tu luyện, không nên ảnh hưởng mới tốt. Vân Thiếu Thiên nói. Nói tới tu luyện, gần đây Lục Vô Song thật khiến người ngoài ý muốn, tốc độ tu luyện thẳng truy tiểu thư. Đại Hộ Pháp nói. Đúng vậy, ba ngày trước không nghĩ tới Lục Vô Song đã đột phá vũ xuất nhị trọng, thật sự làm người kinh ngạc, mới bao lâu thời gian, 10 ngày trước Hồng Lăng mới đột phá vũ xuất nhị trọng mà thôi, đây là nhờ có Thái Thượng Trưởng Lão trợ giúp mới có được tốc độ như thế. Vân Tiếu Thiên cũng nói. Đúng rồi, gần đây Phi Linh Môn phát triển thế nào? Vân Tiếu Thiên lại hỏi. Theo tin tức Lôi Trưởng Lão truyền tới, Đông Vô Mệnh đã đột phá Linh Vương, Bạch Oánh đã sớm đột phá Vũ Vương. Còn có yêu thú thất giai tồn tại, mặt khác có Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Nguyên Cốc Chủ Bách Thú Cốc Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc, gần đây đã thu phục Tinh Hà Môn Lưu Tinh Hà, mặt khác có Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Phòng Đạo Âu Dương Lãnh Tật, Khí Vương Úc Khánh. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Đại Hộ Pháp cũng kinh ngạc. Tiểu tử kia mới rời khỏi Vân Dương Tông được 2 năm đi, trở lại cổ vực mới hơn 1 năm thôi, thực lực Phi Linh Môn đã đạt tới loại tình trạng này. Còn nhanh hơn ta dự tính không ít. Vân Tiếu Thiên ngạc nhiên nói. Nhưng hắn đắc tội không ít người, Hắc Sát Giáo, Hóa Vô Tông, Lan Lăng Sơn Trang, phỏng chừng ngày sau Phi Linh Môn cũng không được yên ổn. Đại Hộ Pháp nói. Cho nên tiểu tử kia mới lôi kéo Linh Thiên Môn, mà mục đích thực sự của Linh Thiên Môn ta nghĩ là vì vừa ý tiềm lực của Phi Linh Môn, phỏng chừng tới lúc đó họ cũng cần Phi Linh Môn tương trợ. Thần sắc Vân Tiếu Thiên nghiêm túc, nói. Mà chỉ sợ tới lúc đó cả Vân Dương Tông cũng cần Phi Linh Môn giúp đỡ, hiện tại phải xem tới khi đó Phi Linh Môn có thể phát triển tới mức độ nào. Tông chủ, kỳ vọng của ngươi đối với Phi Linh Môn có phải có chút quá cao hay không? Trong cổ vực có 4 đại sơn môn, nếu muốn Phi Linh Môn phát triển mạnh, nói dễ hơn làm, đầu tiên Phi Linh Môn không có người chấn thủ, muốn lay động 4 tông môn kia thật sự là người ngốc nói mê, bọn hắn có nội tình cực kỳ nồng hậu, đã hình thành mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm rồi. Đại Hộ Pháp thoáng dừng lại, mới nói tiếp. Lui một bước mà nói, vạn nhất Phi Linh Môn có được thực lực kia, ta nghĩ 4 tông môn nọ sẽ liều lĩnh đả kích Phi Linh Môn tới chí mạng, tới lúc đó chỉ sợ Phi Linh Môn không khả năng thừa nhận. Nghe lời của Đại Hộ Pháp, sắc mặt Vân Tiếu Thiên có chút ngưng trọng, sau một lát mới nói. Có một số việc Lục Lâm Thiên còn chưa biết, thực lực của Phi Linh Môn dù có mạnh thế nào cũng không thể lay động 4 đại sơn môn, chẳng những là tam tông tứ môn chúng ta. Mà Ma Vân Thành cũng nhìn chằm chằm cổ vực thật quá trọng yếu, hết thảy đều chỉ dựa vào vận khí. Phi Linh Môn không người chấn thủ, chỉ sợ còn chưa chắc, thực lực của tiểu tử Lục Lâm Thiên bây giờ, Lục gia tuyệt đối không thể bồi dưỡng được như vậy, sau lưng nhất định có cường giả. Vân Tiếu Thiên dừng lại một chút, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói. Hơn nữa hiện tại Phi Linh Môn có Linh Thiên Môn tương trợ, mặc dù cơ hội xa vời nhưng ít nhiều vẫn có chút cơ hội. Huống chi bên người tiểu tử đó còn có một ít yêu thú thần bí, mà Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã thông báo, yêu thú kia không tầm thường, thậm chí cả Vân Dương Tông cũng không trêu chọc nổi. Vạn nhất sau này có thực lực lay động 4 sơn môn kia, ta phỏng chừng Linh Thiên Môn cũng sẽ không mặc kệ, tới lúc đó có thêm Vân Dương Tông, không cần tiếp tục sợ bọn hắn. Tông chủ có không ít tin tưởng đối với Lục Lâm Thiên đâu. Đại Hộ Pháp nói, tiểu tử đó không phải người bình thường. Đồng thời cũng không còn nhiều thời gian. Vân Tiếu Thiên thở dài nói. Thái Thượng Trưởng Lão có chỉ thị gì hay không? Đại Hộ Pháp hỏi. Các vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có chỉ thị rõ ràng, đều đang bế quan tu luyện ứng phó dung chuyển kế tiếp, nhưng ý tứ chính là để Vân Dương Tông toàn lực ủng hộ Phi Linh Môn, nếu thành công, Vân Dương Tông sẽ thu lợi không ít. Vân Tiếu Thiên nói. Bên trong mật thất phân đà Thương Sơn Môn, không biết từ khi nào quanh thân Lục Lâm Thiên chân khí tràn ngập, cả mật thất bao phủ trong một mảnh hào quang nồng đậm vô hình, quang quyển thật chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy ở tầng bên trong còn có một tầng thổ hoàng sắc quang quyển. Giờ này khắc này trong đầu Lục Lâm Thiên tràn ngập linh lực, nhưng vẫn còn linh lực cấp tốc tràn tới, xoay quanh bên ngoài đại não. Hồn đan cấp tốc chuyển động, kim sắc tiểu đao cũng quỷ dị xoay tròn, ngẫu nhiên còn tràn ngập ra tia kim quang. Áp xúc cho ta. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, đáy lòng hét một tiếng, linh lực bàng bạc nhất thời xúc tích, trực tiếp tiến vào trong não. Phanh! Từ trong đầu truyền ra thanh âm trầm đục, một cỗ lực lượng thật lớn dựng lên, không gian trong đầu khuếch tán lớn hơn mấy lần.
Hô! Chân khí nháy mắt thăng cao, năng lượng thiên địa dũng mãnh tràn vào mật thất, sau đó xâm nhập vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Lúc này trên Linh Ngọc Sàng còn có một cỗ quang mang nhàn nhạt đang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Thật lâu sau khí tức trên thân Lục Lâm Thiên mới bình phục lại, mà lúc này đã tăng lên tới linh suất tứ trọng. Nhưng chỉ vừa đột phá, Lục Lâm Thiên còn chưa dừng việc luyện hóa, tiếp tục xâm nhập vào trạng thái luyện hóa năng lượng. Trên đỉnh núi, hắc quang tràn ngập không gian, mà trong hắc quang còn xen lẫn độc khí, chân khí cường hãn bắt đầu gia tốc thăng lên. Ở bên ngoài phòng, thiên địa năng lượng bắt đầu hội tụ, chân khí càng lúc càng mạnh, khí tức mạnh mẽ làm sản sinh không gian dao động kịch liệt. Ngay tiếp theo khí tức tiêu thăng như trẻ tre, một cỗ chân khí làm linh hồn người cảm thấy thật áp lực lập tức khuếch tán. Hô! Thiên địa năng lượng từ ngoài tràn vào, chân khí trực tiếp phóng lên cao. Phanh! Một thanh âm trầm đục truyền tới, khí thể màu đen tán loạn, cuồn cuộn bốc lên trong phòng, chân khí đã tăng lên tới mức khủng bố, không ít người nhận thấy được cỗ ba động cường hãn đều vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Suy suy! Sau một lát chân khí bắt đầu ổn định trở lại, chỉ nháy mắt hắc mang đã co rút, một thân hình nhỏ xinh xuất hiện trong tầm mắt. Hô! Thân hình nhỏ xinh thở ra một hơi chọc khí, mở đôi mắt to thủy linh, tinh mang bắn ra, chỉ một lát mới thu liễm trở lại, xích kim sắc quang ấn trên mi tâm của nàng tràn ngập hào quang làm lòng người cảm thấy quỷ dị, sau đó nhàn nhạt biến mất. Bạch Linh tỷ, Độc Long ca ca. Tiểu nữ tử nhìn một nữ tử tuyệt sắc trong phòng kêu lên. Nhà đầu, đột phá thật nhanh. Thiên Độc Yêu Long nháy mắt kinh ngạc nói. Chúc mừng đột phá, với độc thể bẩm sinh của muội, trước 20 tuổi tuyệt đối đột phá tới Linh Vương, nói không chừng còn sớm hơn. Bạch Linh mỉm cười nói. Thực lực của muội còn chưa đủ, không giúp được việc cho ca ca, muội nhất định phải nhanh chóng vượt qua Bạch Linh tỷ, như vậy mới có thể giúp ca ca. Lục Tâm Đồng đứng dậy nói. Muội còn nhỏ, sau này sẽ làm được. Chờ khi nào muội có thể hoàn toàn thúc giục thú hồn của Xích Kim Độc Chu, là có thể giúp Lâm Thiên. Bạch Linh nói, muội nhất định phải cố gắng đột phá. Lục Tâm Đồng kiên nghị nói, lập tức nháy mắt hỏi. Tiểu Long đã đột phá hay chưa? Tiểu Bất Điểm kia còn chưa xong đâu, phỏng chừng phải chờ thêm vài ngày thời gian, nó là thân thể linh thú đột phá lục giai, thú hồn phải được tôi luyện, không phải là chuyện đơn giản. Thiên Độc Yêu Long nói. Tiểu Long không sao chứ? Trong mắt Lục Tâm Đồng hiện vẻ lo lắng. Yên tâm đi, với huyết mạch của Tiểu Long muốn đột phá lục giai cũng là chuyện dễ dàng, không có vấn đề lớn. Bạch Linh đáp. Trên đỉnh núi, một đạo hoàng mang khuếch tán, phảng phất như phóng lên trời cao, toàn bộ đệ tử đều kinh ngạc phát hiện, trên đỉnh núi bao phủ một quầng hoàng mang, dã thú trong phạm vi mấy ngàn dặm đều biến mất thật quỷ dị, mà tòa kỵ trong phân đà đều không dám lộn xộn, mỗi đầu yêu thú phủ phục dưới đất. Thân hình không ngừng run rẩy lên. Trên đỉnh núi, Thiên Độc Yêu Long nhìn hoàng mang bao phủ thân thể Tiểu Long, ánh mắt kinh ngạc, vuốt ve long tu, đôi mắt không ngừng chuyển động. Độc Long, làm sao vậy? Bạch Linh hỏi. Khí tức này rất mạnh, huyết mạch còn cao hơn ta tưởng tượng. Thiên Độc Yêu Long có chút e ngại Bạch Linh, liền trả lời. Đã sắp qua 20 ngày, Tiểu Long hẳn sẽ nhanh đột phá đi. Bạch Linh nhìn chăm chú vào Tiểu Long nói. Hẳn là nhanh thôi. Thiên Độc Yêu Long đáp. Thêm 7 ngày thời gian trôi qua, trong mật thất, một cỗ chân khí bàng bạc đang thăng lên, khí tức cuồng mãnh không ngừng kéo lên. Chân khí lan tràn, thật lâu không tiêu tan, vài giờ sau mới khôi phục lại bình tĩnh, một thanh ảnh liền xuất hiện. Hô! Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí, chợt mở mắt. Suy! Đây là thực lực vũ xuất tứ trọng sao? Quả nhiên khác hẳn. Lục Lâm Thiên mỉm cười tự nhủ. Phanh! Quyền ấn run lên, không gian ba văn nổ tung thành khe nứt, bắt đầu lan tràn, cảm thụ chân khí trong đan điền, trên mặt hắn hiện rõ ý cười. Như vậy dạo thời gian này phải kiên cố tu vi mới được. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, gần đây hắn đột phá không chậm, phải chú ý tới căn cơ mới tốt. Cảm giác được chân khí bàng bạc trong đan điền, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Theo Lục Lâm Thiên phỏng chừng, nếu mình đối chiến với một vũ xuất thất trọng, thì triển liệt không cửu kích muốn dùng một đao đánh chết hẳn không có vấn đề gì. Không biết Tiểu Long đã đột phá hay chưa? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, lập tức rời khỏi mật thất. Trên đỉnh núi, giờ phút này thiên địa năng lượng hội tụ, khi Lục Lâm Thiên đuổi tới đỉnh núi, ánh mắt dừng lại trên thân thể khổng lồ của Tiểu Long,
cả không gian đang chuyển tới thanh âm năng lượng bạo động. Gặp qua trưởng môn. Giờ phút này trên núi tụ tập mười mấy thân ảnh, đã có Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng nghe tin chạy trở về, còn có Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân. Ca ca. Chủ nhân. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng lao tới, Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành thân thể chừng nửa thước cũng lập tức đi tới bên người hắn. Linh xuất nhị trọng, ngũ giai hậu kỳ. Lục Tâm Đồng đột phá cũng không đáng kinh ngạc, mà Thiên Sĩ Tuyết Sư dùng yêu linh đan, lúc này đã đột phá, rõ ràng hiệu quả yêu linh đan thật không sai. Chân khí thật mạnh. Nhìn năng lượng áp không mà tới, chân khí khủng bố làm mọi người kinh sợ. Trên lớp vảy của Tiểu Long hội tụ hào quang, cuối cùng biến thành một cột sáng tràn ngập, chiếu thẳng thiên không, mang theo chân khí làm người sợ hãi, tản ra uy áp khủng bố đáng sợ. Phanh phanh. Trong phút chốc thân thể Tiểu Long dựng thẳng giữa không trung như cột trụ trời, cái đuôi khổng lồ dựng đứng trên mặt đất, trực tiếp đem nham thạch lớn vài trăm thước trên đỉnh núi trực tiếp chấn vỡ, đá vụn vẩy ra chút xuống như mưa. Hô hô. Lớp vảy trên thân Tiểu Long nổi lên lưu quang, mỗi mảnh vảy đều hấp thu thiên địa năng lượng khổng lồ, sau đó ngày càng trở nên bóng loáng, chân khí ngày càng khủng bố. Mà con mắt thứ ba mở ra, năng lượng thiên địa liên tục tràn vào trong con mắt đó. Một cỗ chân khí khổng lồ phóng lên cao, khí tức tràn ngập, hơi thở vỡ áp xuống, uy áp tuyệt đối khiến cả không trung đều run rẩy lên. Đồng thời thân thể Tiểu Long bắt đầu chướng lớn. Toàn bộ lớp vảy của Tiểu Long dựng đứng lên, từng mảnh vảy xuyên qua không gian làm không gian không ngừng run lên, mang theo cỗ chân khí nóng cháy thiêu hủy không gian ba văn, chân khí cường hãn chấn khai ba văn tản ra, uy thế chấn động lòng người lập tức lan tràn. Uy áp thật mạnh. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng đều kinh hãi, nhìn chằm chằm vào bản thể khổng lồ của Tiểu Long, toàn bộ bọn họ đều cảm giác mình bị áp chế. Sau một lát, Tiểu Long đột nhiên mở mắt, ba mắt cùng trừng lên, một tiếng rít gào vang ra. Ngao! Tiếng rít gào giống như long ngâm, thanh âm hóa thành sóng âm nhất thời lan tràn, lập tức làm cho Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Phi Thiên Ngô công chúng nó đều phủ phục dưới đất, thậm chí cả Thiên Sĩ Tuyết Sư đều run lên. Bắt đầu nằm sụp xuống. Thanh âm long ngâm mang theo chân khí cường hãn dần dần khuếch tán, thanh âm trầm thấp hùng hồn, như xuyên kim phá ngọc, phảng phất như muốn phá vỡ không gian. Đúng ngay lúc này một màn làm mọi người kinh ngạc xuất hiện, ngay lúc thân thể Tiểu Long khuếch trương, ở vùng bụng lại đồng thời tràn ra ngũ sắc quang mang. Ngũ sắc quang mang lan tràn, một cỗ chân khí nồng đậm thật lớn khuếch tán, bên trong ẩn chứa uy áp không thể kháng cự, uy áp này tới từ linh hồn. Là đến từ huyết mạch. Ngay tiếp theo ngũ sắc quang mang thu liếm, bộ vuốt năm móng xuất hiện, nằm ngay dưới bụng Tiểu Long, dài tới mấy thước, móng vuốt thật lớn như cột đá, bên ngoài còn bao trùm một lớp vảy tràn ngập kim sắc hỏa diễm. Cự trảo có năm móng, bên dưới như đám mây, không gian ba văn như trực tiếp cô đọng lại. Ngao! Lại một tiếng long ngâm vang vọng bên tai mọi người, long ngâm cực kỳ trầm thấp, nhưng linh hồn các cường giả đều run rẩy lên. Đặc biệt là yêu thú chung quanh ngoại trừ Bạch Linh còn có thể đối kháng, thậm chí trong mắt Thiên Độc Yêu Long cũng lộ vẻ kinh hãi. Giờ phút này trên người Tiểu Long lộ ra uy áp mà ngay cả hắn cũng không thể kháng cự, uy áp tới từ linh hồn cùng huyết mạch. Huyết mạch của Thanh Long Linh Hoàng nhất mạch. Thân thể Thiên Độc Yêu Long nhất thời run lên, sắc mặt thoáng tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên thân thể to lớn của Tiểu Long, trong thân thể bản thân hắn như có cảm giác sôi trào. Cảm giác này khiến cho hắn cơ hồ muốn phủ phục xuống. Huyết mạch Thanh Long Linh Hoàng chân chính, còn có huyết mạch Yêu Hoàng, đều tập trung vào một thân. Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long nhìn chằm chằm phía trước, lẩm bẩm nói. Thật mạnh! Giờ phút này nhóm người Lộc Sơn lão nhân đều cảm giác tim đập nhanh, uy áp như vậy thậm chí cả nhân loại cũng bị áp chế. Thân Huyền Vũ chào Thanh Long! Nhìn bộ dáng của Tiểu Long lúc này, thần sắc Thiên Độc Yêu Long càng thêm kích động. Đột nhiên quỳ xuống, lập tức hóa thành bản thể hắc long khổng lồ, quanh thân tràn ngập hắc vụ nồng đậm, thậm chí không gian ba văn chung quanh đều biến thành màu đen, bộ dáng uy mãnh dữ tợn, cả thân thể có lớp vảy đen bao trùm, lưu quang nhẹ nhẹ quanh quẩn. Bản thể Thiên Độc Yêu Long xoay quanh trên không trung, thân hình khổng lồ cuồn cuộn, nhìn thấy cành càng bay trên bầu trời, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy bản thể của hắn, tuy rằng bọn họ đã sớm biết vị cung phụng khách khanh này là một đầu yêu thú thất giai. Nhưng lại không biết hắn là yêu thú cường hãn tới như vậy. Là Thiên Độc Yêu Long, yêu thú long tộc. Cao thủ Phi Linh Môn kinh ngạc kêu lên. Gặp qua Linh Hoàng.
Thiên độc yêu long gầm lên một tiếng, vang vọng như sấm sét, truyền ra thật xa, cả phiến không gian lại có vài đầu thú ảnh khổng lồ phóng lên cao. Thiên sĩ tuyết sư, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, phi thiên ngô công đều không áp chế được hóa thành bản thể, nhất thời truyền ra vô số tiếng gầm. Gặp qua yêu hoàng! Gặp qua yêu hoàng! Gặp qua yêu hoàng! Trên đỉnh núi tiếng gầm vang vọng, thanh âm cung kính phát ra từ nội tâm thần phục. Bên trong thương sơn phân đà, toàn bộ phi hành yêu thú đều phủ phục dưới đất, uy áp huyết mạch lan tràn làm bọn hắn không ngừng run rẩy. Các cường giả phi linh môn nhìn thấy một màn này, sắc mặt thay đổi, dù họ là nhân loại vẫn có cảm giác như muốn quỳ xuống bái lạy. Rốt cục là linh hoàng hay là yêu hoàng? Nhóm cường giả vô cùng kinh hãi, lúc này bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được khí tức trên người tiểu long, nhưng họ lại không biết đó là khí tức của yêu hoàng hay linh hoàng. Ngao! Thân hình tiểu long cuồn cuộn giữa không trung, một cỗ uy áp tràn ngập, cả không gian như run rẩy lên, thân hình tiểu long vặn vẹo, bầu trời gió dục mây vần, giống như muốn trộn vỡ hư không. Mau nhìn trên đỉnh núi, đó là cái gì? Phong vân biến sắc, hình như có rất nhiều yêu thú. Là yêu thú bên cạnh trưởng môn, chân khí thật mạnh. Toàn bộ đệ tử ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, cả đám người trợn mắt há hốc mồm. Uy áp thật mạnh. Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, chân khí trên người tiểu long hoàn toàn khác hẳn với ngày trước. Xuy xuy. Khi thanh âm hoàn toàn yên tĩnh trở lại, thân hình tiểu long bắt đầu thu nhỏ, lập tức hóa thành hoàng mang nồng hậu, còn tràn ngập kim sắc hỏa diễm. Cuối cùng hỏa diễm tắt lịm, một thân ảnh nho nhỏ chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy thân ảnh này, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đó là một tiểu đồng chỉ khoảng 6-7 tuổi, mặc trường bào màu vàng thật tôn quý, mái tóc màu vàng có chút uốn cong hơi dài một chút. Bộ dáng tiểu đồng cực kỳ đáng yêu, đôi mắt sáng ngời, phảng phất như chỉ cần liếc mắt nhìn đủ khiến người ta thần phục, ở mi tâm còn có một ấn ký màu vàng nhạt, ấn ký giống như con mắt dựng đứng, có vẻ thần bí mà yêu mị. Lão đại, ta đột phá. Thân ảnh tiểu đồng chợt lóe, thân ảnh như thuấn di. Thanh âm vừa rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên thì tiểu đồng đã xuất hiện bên người hắn. Lục Lâm Thiên ngơ ngác nhìn tiểu đồng, còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, chẳng lẽ đây là bộ dáng nhân loại của tiểu long sao? Lão đại, ngươi làm sao vậy, ngươi không biết ta? Tiểu long trừng mắt với vẻ tức giận kêu lên. Không có, ngươi thật làm lão đại cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên lập tức phục hồi lại tinh thần, nhìn tiểu đồng trước mắt mỉm cười nói. Tiểu Long, người thật nhỏ nha. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Ta mới 6 tuổi đâu. Tiểu Long nhếch miệng, trừng mắt nói. Sáng hôm sau, mặt đất còn khoác một tầng sa y hơi mỏng, trong phân đà thương sơn sương mù mông lung bao phủ cả dãy núi non, nhìn qua giống như chốn tiên cảnh. Hô! Trên đỉnh núi, một bạch sắc thú ảnh phóng lên cao, chấn động một mảnh cuồng phong, lập tức biến mất cuối chân trời. Năm thân ảnh ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, hiện tại thiên sĩ tuyết sư đã tới ngũ giai hậu kỳ, cảm thụ được tốc độ của nó, Lục Lâm Thiên phỏng chừng dù là yêu thú lục giai hậu kỳ cũng không sánh kịp. Ở trong yêu thú phong hệ, thiên sĩ tuyết sư chính là vương giả, mặc dù nghịch lân yêu bằng là yêu thú lục giai hậu kỳ, luận thực lực mạnh hơn thiên sĩ tuyết sư, nhưng về tốc độ thật không biết ai cao ai thấp. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên độc yêu long khoanh chân ngồi, gấp rút quay về phi linh môn, đã chậm trễ 20 mấy ngày, lúc này Lục Lâm Thiên cũng sốt ruột, lưu lại trong thương sơn phân đà cũng khó thể chỉ huy toàn cục. Trong đoạn thời gian này Hoa Mãn Lâu đã chỉnh đốn lại hệ thống tin tức của phân đà thương sơn, nhưng chưa đủ nhân thủ, thương sơn môn ngã xuống, toàn bộ hệ thống tin tức đều tê liệt, muốn xây dựng lại thật không dễ dàng. Nhóm người thanh hỏa lão quỷ đã quay về phi linh môn từ đêm qua. Mà nhóm người Lưu Tinh Hà cùng Ngô Dũng đã thu hoạch không nhỏ trong 3 tòa thành, khi quay về ai cũng tươi cười híp mắt, Lục Lâm Thiên kiểm tra một phen, thu hoạch từ 3 đại thành cực kỳ khủng bố, mà nhóm người Ngô Dũng xuống tay cũng thật độc ác. Xế chiều hôm qua sau khi Tiểu Long đột phá xong, Lục Lâm Thiên cũng không hề keo kiệt, thưởng cho Lưu Tinh Hà, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân cùng Ngô Dũng mỗi người một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, 3 viên đan dược lục phẩm cao giai. Những vũ xuất khác đều có 2 viên đan dược lục phẩm cao giai, 1 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, những người còn lại do Hoa Mãn Lâu làm chủ dựa theo thứ tự khen thưởng, điều này làm mọi người đều vô cùng vui sướng, cả phân đà thương sơn môn ai cũng kích động cả đêm.
bởi vì lần khen thưởng này thật sự không thấp. Hôm qua Lục Lâm Thiên đã quyết định chủ lực lưu lại phân đà, đệ tử Lộc Sơn lão nhân mới đột phá vũ xuất nhất trọng, người này tên Tần Thiên Nhai, nguyên lai là chấp sự của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên chú ý qua, người này tâm cơ sâu đậm, lại cực kỳ trung tâm với Lộc Sơn lão nhân cùng Phi Linh Môn, thái độ làm người cũng như Lộc Sơn lão nhân, nhìn bề ngoài trung hậu thành thật, nhưng một khi ra tay lại là người lòng dạ độc ác, còn cực kỳ thị huyết. Trải qua cân nhắc, Lục Lâm Thiên phân phó Tần Thiên Nhai đảm nhiệm chức đà chủ phân đà Thương Sơn, nếu có thể làm tốt, 3 tháng sau danh hiệu chấp sự sẽ thăng lên trưởng lão. Vừa nghe được mệnh lệnh này, Tần Thiên Nhai kích động, chấp sự cùng trưởng lão là hai địa vị bất đồng, quan trọng nhất là được trưởng môn tín nhiệm, mặc dù phân đà Thương Sơn là phân đà thứ hai của Phi Linh Môn, nhưng phân đà thứ nhất tới nay còn chưa có đà chủ, cũng thành đại bản doanh của ám đường. Cho nên tính toán phân đà Thương Sơn lại trở thành phân đà đầu tiên, có thể trở thành đà chủ cũng không phải tầm thường. Tần Thiên Nhai kích động lĩnh mệnh, cam đoan tận tâm tận lực, khuôn mặt Lộc Sơn lão nhân tràn đầy ý cười, còn dặn dò đệ tử một phen, chứng kiến đệ tử rốt cục có tiền đồ, hắn cũng vô cùng an ủi, càng thêm trung tâm với Phi Linh Môn, trong lòng biết rõ đây là trưởng môn tín nhiệm hắn, phần tín nhiệm này hắn luôn đặt trong lòng. Tần Thiên Nhai đảm nhiệm chức đà chủ, Hoa Mãn Lâu Lưu lại trợ giúp, một tháng sau sẽ quay về Phi Linh Môn. Lão đại, ta đã đột phá lục giai, sau này nếu gặp lại Hắc Quỷ Thiên Vương, dù đánh không lại cũng không cần sợ hắn. Tiểu Long chớp mắt nói. Chẳng lẽ ngươi đột phá lục giai rồi tăng thêm bổn sự gì hay sao? Lục Lâm Thiên có chút chờ mong hỏi. Vậy thì không phải, sau khi ta đột phá lục giai, có thể thúc giục đồ vật lấy được ở Vũ Tinh Hải lần trước. Tiểu Long đáp. Ngươi còn chưa nói là vật gì đâu, hiện tại có thể nói không? Lục Tâm Đồng vội hỏi. Ta không nói, các ngươi sẽ cười ta, không tới thời điểm cuối cùng, ta không thi triển đâu. Tiểu Long kiên quyết từ chối. Tiểu Bất Điểm, ngươi vẫn nên cố gắng tu luyện đi, chờ khi nào ngươi tới bát giai, phỏng chừng có thể xông vào Linh Hoàng Nhai một lần. Thiên Độc Yêu Long vuốt râu nói. Ta nhất định sẽ sớm đi tìm mẫu thân. Tiểu Long siết chặt nắm tay, ánh mắt dị thường kiên định. Tiểu Long, cố gắng tu luyện, sau này ta đi cùng ngươi. Bạch Linh nói, trong mắt tràn đầy quan tâm. Ân. Tiểu Long gật đầu, lập tức nói. Hiện giờ ta chỉ có thể hóa thành hình người được một ngày, nếu quá lâu sẽ thương tổn linh hồn, ta đi tu luyện trước. Dứt lời quang mang chợt lóe, Tiểu Long lại hóa thành bản thể nho nhỏ, bắt đầu cuốn quanh lưng Thiên Sí Tuyết Sư tu luyện. Ca ca, muội cũng tu luyện. Lục Tâm Đồng nói xong xuất ra thủ ấn bắt đầu nhập định. Thiên Độc Yêu Long cùng Bạch Linh cũng tự nhập định. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên Thiên Sí Tuyết Sư, nhìn không trung mờ mịt, thủ ấn kết xuất, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Cảm thụ gió lốc gào thét giữa không trung, Lục Lâm Thiên không cách nào tiến vào trạng thái, càng không cách nào lĩnh ngộ, điều này làm cho hắn vô cùng buồn bực, lần trước linh quang vừa hiện lập tức lĩnh ngộ, mà lúc này không cách nào làm được. Còn đang buồn bực, bên tai chợt nghe tiếng gió rít, hắn chợt ngẩn ra, tự nhủ. Không nhất định phải lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ đi. Vừa nghĩ tới đây, chân mày Lục Lâm Thiên chợt giãn ra, hắn là võ giả toàn hệ, vừa hiểu thông lập tức biết mình nên làm gì. Tiếng gió. Nghe tiếng gió rít bên tai, cảm thụ gió đang lưu động, Lục Lâm Thiên tựa hồ có điều ngộ ra, dựa theo lý giải kiếp trước của hắn, gió cũng là một loại năng lượng, không khí lưu động hình thành động năng xưng là phong năng, là một loại hình thức chuyển hóa của năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên trong bất chi bất giác đã bao phủ một mảnh quang quyển. Tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư cực nhanh, chỉ lưu lại tàn ảnh cuối chân trời, nháy mắt đã biến mất không còn nhìn thấy. Thiên Tinh Tông, sơn môn này ở trong cổ vực mặc dù không bằng 4 thế lực lớn, nhưng xem như là đại môn đại phái, cường giả vô số, địa bàn vô cùng mở mang, ở một mức độ nào đó mà nói, 4 đại sơn môn cũng cấp cho họ một chút mặt mũi. Địa bàn của Thiên Tinh Tông còn lớn hơn Thương Sơn Môn rất nhiều, mà cường giả cũng mạnh mẽ hơn, không ít người trong cổ vực đều biết, tông chủ Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải chính là Vũ Vương Tứ Trọng, ngoại trừ hắn còn có một Linh Vương Nhất Trọng, mà Vũ Xuất càng thêm đông đảo, loại thế lực như vậy ở trong cổ vực xem như có thể hô mưa gọi gió. Thiên Tinh Thành là đại thành thanh danh đỉnh đỉnh trong cổ vực, dân cư mấy ngàn vạn, tòa thành chiếm diện tích thật lớn, xa xa nhìn lại căn bản nhìn không thấy cuối. Thiên Tinh Thành có thể phồn hoa như vậy vẫn còn nguyên nhân khác, chính là vì tòa thành này là đại bản doanh của Thiên Tinh Tông,
cho nên thịnh vượng như vậy cũng không kỳ quái. Bên ngoài Thiên Tinh Thành, tường thành thật dày nặng liên miên, lộ ra vẻ nguy nga cổ xưa, những con đường trong thành tương liên từ Nam chí Bắc, người qua lại nhốn nháo, có vẻ náo nhiệt bất phàm. Vào lúc này bên trong một tử quán, có năm thân ảnh làm người chú ý, là một hắc y tráng hán, có vẻ cực kỳ uy vũ, bộ dáng lại vô cùng quái dị, râu dài càng làm người nhìn chăm chú. Một thanh niên áo xanh, dáng người cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, khóe môi luôn mang theo ý cười, hai mắt thâm thúy, làm người ta cũng phải ghé mắt. Ngoài ra còn một tiểu đồng tóc vàng, ánh mắt cực kỳ thông minh đáng yêu, còn có một thiếu nữ xinh đẹp 14-15 tuổi, trên vai xoay quanh một con rết màu đen, nếu không nhìn kỹ cũng không thấy được. Mà trong năm người hấp dẫn ánh mắt nhất lại là thiếu nữ áo trắng, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người này nở là lướt làm người ta mơ tưởng không thôi, vẻ uy nghiêm lạnh lùng cùng khí chất cao quý làm người ta chỉ có thể nhìn lên ngưỡng mộ. Mà năm người này chính là Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng Thiên Độc Yêu Long, rời khỏi phân đà Thương Sơn được nửa tháng, Lục Lâm Thiên chợt đổi ý, dù sao Thiên Tinh Tông cách Phi Linh Môn không xa lắm, mục tiêu kế tiếp của Phi Linh Môn chính là Thiên Tinh Tông. Cho nên Lục Lâm Thiên lâm thời quyết định đi trước Thiên Tinh Thành quan sát, cũng muốn thám thính một ít tình huống. Từ hôm qua đi vào Thiên Tinh Thành tới hiện tại, Lục Lâm Thiên dò xét được không ít tình huống, hiện tại trong các trà lâu tử quán có không ít người đang đàm luận về Phi Linh Môn, thanh danh xem như lan xa. Lúc này năm người đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đây là lầu 2, nghe được thanh âm trò chuyện trong tử quán, nhìn đám người rậm rạp dưới ngã tư đường, Lục Lâm Thiên khẽ cau mày. Từ tin tức hắn nghe được, gần đây Thiên Tinh Tông đã xảy ra một chuyện vô cùng náo nhiệt, nữ nhi của tông chủ Thiên Tinh Tông mấy ngày trước đã đính hôn cùng thiếu tông chủ Thiên Quỷ Tông. Lục Lâm Thiên cười nhẹ, khó trách trong Thiên Tinh Thành có vẻ vui mừng, thiếu tông chủ Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông đính hôn cùng Thiên Kim Tông chủ Thiên Tinh Tông, trong chuyện này đại biểu cho thái độ kết minh giữa hai phái, như vậy sẽ càng thêm vững chắc. Lục Lâm Thiên suy nghĩ nguyên nhân. Chỉ sợ là vì Phi Linh Môn nên hai môn phái kia mới hợp lại cùng nhau. Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông đám hỏi, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi trầm xuống, thực lực hai phái này đều rất mạnh, hai phái liên minh thực lực càng chướng lớn, như vậy Phi Linh Môn muốn đối phó Thiên Tinh Tông sẽ càng thêm phiền toái. Thực lực Phi Linh Môn bây giờ không cần sợ Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông, nhưng nếu hai phái liên minh thì khác, diệt địch 1.000 tổn thương 800, đây không phải kế sách tốt nhất. Vị tiểu thư này, thiếu gia ta có mời, hy vọng tiểu thư rời bước gặp mặt. Sau lưng truyền tới một thanh âm, một lão giả chừng 50 tuổi xuất hiện cạnh bàn nhìn Bạch Linh nói. Lão giả vừa tới gần, người trong tử quán đều tò mò nhìn chăm chú. Là người của Viên gia. Đó là Viên gia đại thiếu gia Viên Đại Đồng đi, người này là tên hoang dâm háo sắc, nói không chừng là trùng ý Bạch Y nữ tử kia. Trong Thiên Tinh Thành này là thiên hạ của Viên gia. Ai bảo Viên Linh của Viên gia gả cho phó tông chủ Thiên Tinh Tông, ngoại trừ Thiên Tinh Tông, Viên gia chính là một tay che trời. Phỏng chừng nữ tử kia là người ngoài tới, chỉ sợ không tránh khỏi độc thủ của Viên Đại Đồng, đúng là đóa hoa tươi cắm lên bãi phân châu. Nói nhỏ thôi, đừng để người của Viên gia nghe được. Khách nhân trong tử quán thấp giọng nghị luận, nhưng không tránh khỏi tai của Lục Lâm Thiên, khuôn mặt hắn tối sầm, lãnh ý tràn ngập. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, ở một bên tử quán có một bàn lớn, có 7 người đang ngồi, một thanh niên mặc hoa phục, chừng 26-27 tuổi, bộ dáng đáng khinh, ánh mắt xâm tà nhìn Bạch Linh như muốn rơi cả tròng mắt, thực lực miễn cưỡng xem qua, đã tới vũ phách nhất trọng, nhưng chân khí cực kỳ không ổn, thậm chí có chút rối loạn. Vừa nhìn Lục Lâm Thiên liền hiểu rõ, phỏng chừng thực lực của người này chỉ dựa vào gia tộc mà tăng lên, tu vi vũ phách nhất trọng, tiền đồ ngày sau chỉ có hạn. Chủ yếu sẽ không còn cơ hội đột phá vũ tướng. Bên cạnh hắn còn có một người hầu, 5 người còn lại có 2 vũ tướng, 3 vũ phách, tổng thể thực lực không kém. Cút ngay. Bạch Linh cũng không quay đầu lại, lạnh lùng quát một câu. Tiểu thư, thiếu gia nhà ta chính là đại thiếu gia Viên gia, ở trong Thiên Tinh Thành chỉ cần một câu của thiếu gia là phong vân biến sắc. A, à, lão giả còn chưa nói xong, đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ một nắm tay nho nhỏ đập vào trên đầu hắn, nhất thời đầu lâu vỡ tung, dịch óc văng đầy đất. Rõ ràng lão giả bị một quyền ấn đập trúng, nhưng với thực lực vũ phách tam trọng vẫn không thể tránh né, lập tức đi đời nhà ma, mà trước khi chết hắn cũng không nghĩ tới người đánh chết mình chỉ là một tiểu đồng nho nhỏ tóc vàng. Một màn này bị toàn bộ người trong tử quán nhìn thấy,
lập tức trợn mắt cứng lưỡi, một tiểu đồng chỉ 6-7 tuổi thoạt nhìn vô hại, không nghĩ tới chỉ một quyền là có thể đánh chết người, mà người kia còn có thực lực vũ phách. Cô! Nhất thời cả tử quán yên tĩnh không tiếng động, không ít người nuốt nước bọt, ánh mắt chấp chấp, chứng nhận chuyện vừa rồi là thật sự mà bản thân không phải bị hoa mắt. Lớn mật, dám giết người của Viên gia, các ngươi muốn chết. Một thân ảnh thoáng kinh ngạc lập tức giận dữ vỗ bàn đứng lên, nháy mắt đã đi tới bên cạnh 5 người Lục Lâm Thiên. Con mẹ nó, chỉ một đám con kiến, ta xem là ai muốn chết. Tính tình Thiên Độc Yêu Long vốn không tốt lắm, lúc này ánh mắt trầm xuống, trừng mắt nhìn 7 người đang vây tới. Khí thế của Thiên Độc Yêu Long làm 7 người bị hù sửng sốt, nhưng vì đã thói quen hoành hành ngang ngược trong Thiên Tinh Thành, làm sao đem lời người khác để vào trong mắt, Hoa Phục thanh niên lớn tiếng nói. Người của Viên gia mà các ngươi dám động, giết bọn hắn cho ta, nhớ kỹ, đừng lộng thương đại mỹ nhân này, bổn thiếu gia còn chưa đã ghiền đâu. Nhìn vẻ mặt dâm tà của Hoa Phục thanh niên, trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý, người của Viên gia thật chán ghét, mà nữ nhân bên cạnh mình dù không có quan hệ ràng buộc sâu sắc, nhưng sao có thể cho người khác nhúng chàm. Hoa Phục thanh niên vừa nói xong, một người tu vi vũ phách tứ trọng đứng bên cạnh siết chặt tay, một thanh đại đao sắc bén xuất hiện, lưỡi đao bị ánh nắng chiếu xuống lóe lên hàn mang khiến người sợ hãi. Đại hán này ỷ vào nhiều người, thần sắc hung hăng càn quấy bá đạo, tựa hồ đã quên trên mặt đất còn thi thể đồng bạn, đại đao chém thẳng xuống, cố ý hiển lộ thực lực, đao mang đánh ra, chỉ thấy không gian như lõm vào, nháy mắt bổ thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, mục tiêu của hắn chính là thanh niên áo xanh kia. Một cỗ năng lượng thổ hệ nồng đậm lan tràn, ngay lúc không ít khách nhân trong tử quán tuôn mồ hôi lạnh, quanh thân Lục Lâm Thiên hiện lên thổ hoàng sắc quang quyển, không lớn lắm, đường kính chừng một thước, vừa lúc bao trùm đại đao của người kia. Chỉ nháy mắt một màn kỳ dị xuất hiện, thổ hoàng sắc quang quyển vừa phủ lên, đại hán nháy mắt hóa thành huyết vụ, đổ tràn xuống mặt đất, chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Một màn này làm 6 người còn lại của Viên gia trợn mắt há hốc mồm. Mặc kệ ngươi là Viên gia phương gia gì, ta nhìn thấy các ngươi thì tâm tình không tốt. Một thanh âm thanh thúy như chuông bạc truyền tới, mọi người chỉ thấy một tiểu nha đầu xinh đẹp vung tay, một cỗ hắc mang lan tràn, hắc mang xuất hiện, không gian trở nên vặn vẹo, không ngừng lõm vào. Cỗ hắc mang bao phủ, chân khí khiến linh hồn đau đớn khuếch tán, một hương vị gay mũi khó ngửi tràn ngập khắp bên trong tử quán. Chạy mau! Trong 6 người, vũ tướng lập tức phục hồi lại tinh thần. Nhất thời quát lớn, hai người là vũ tướng xem như là cường giả, chân khí cuồng bạo tràn ra, lập tức vặn vẹo không gian thối lui. Một bước, hai bước, ba bước. Hai vũ tướng vừa lui ra ba bước, không biết vì sao sắc mặt bỗng nhiên hoảng hốt, trong mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. A! À, hai người phát ra tiếng hét thê thảm, chỉ nháy mắt toàn thân hai vũ tướng bắt đầu từ khuôn mặt trực tiếp thối giữa, toát ra máu đen, thậm chí cả xương cốt cũng bị hòa tan. Suy, hai người nháy mắt biến thành một bãi máu loáng, mà 4 người còn lại kể cả thanh niên Hoa Phục thậm chí còn chưa kịp hô lên nháy mắt cũng biến thành bãi máu. Tâm Đồng, nhà đầu kia, cũng không lưu lại chút ít cho ta đỡ hiền. Thiên Độc Yêu Long trừng mắt, đang định ra tay thì đã không còn người cho hắn xuất thủ, buồn bực đến mức râu dài run lên. Độc Long ca ca, ở trước mặt ngươi bọn hắn chỉ là con kiến, ngươi cần gì phải ra tay. Lục Tâm Đồng nháy mắt nói. Được rồi, ta không thèm tính toán với bọn hắn. Thiên Độc Yêu Long mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Bạch Linh lên tiếng, nàng đã sớm chán ghét nơi này. Được, chúng ta đi thôi, cần phải trở về rồi. Lục Lâm Thiên nói, đã tìm hiểu xong tin tức, cũng nên rời khỏi. Thu hồi vài chữ vật giới chỉ, 5 người lập tức ra khỏi tử quán, mà hơn 100 người trong tử quán lúc này còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Hô! Nhìn thấy 5 người đã rời đi, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhìn vết máu trên mặt đất, không khỏi rùng mình. Đó là vài vũ phách còn có 2 vũ tướng, đều là cao thủ nổi danh Thiên Tinh Thành, nháy mắt lại bị người miểu sát, chết vô duyên vô cớ, căn bản không hề có chút phản kháng, mà đối phương còn có tiểu A đầu cùng tiểu đồng, A đầu kia khủng bố nhất, vừa ra tay lập tức đánh chết mấy người, kể cả 2 vũ tướng. Trời ạ, những người đó là ai, người nào cũng lợi hại như vậy. Viên gia gặp báo ứng, rốt cục đá trúng tảng đá, không phải không báo, mà là chưa tới lúc đó thôi. Những người kia hẳn là vũ xuất đi, thật lợi hại, đây mới là cường giả. Trong tiếng nghị luận của mọi người,
năm người Lục Lâm Thiên đã lặng lẽ đi ra đường lớn. Những người vừa rồi thật đáng ghét. Lục Tâm Đồng thở phì phì chu miệng, tựa hồ vẫn còn chưa hết giận. Người đã bị muội giết, còn chưa hết giận sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, tiểu a đầu này ngày sau cũng không phải kẻ hiền lành, lúc này cũng đã xuống tay không chút lưu tình, như vậy cũng tốt, người nhân từ nương tay luôn dễ dàng có hại. Lục Tâm Đồng nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục tức giận, nói. Ca ca, chúng ta đi về sao? Phải, chúng ta về Phi Linh Môn trước. Trong lòng thoáng suy tư, Lục Lâm Thiên gật nhẹ đầu, hôm nay nghe được tin tức hữu dụng, nên trở về an bài một phen. Lục Lâm Thiên không khó phát hiện bên trong Thiên Tinh Thành có không ít đệ tử Thiên Tinh Tông ở lại, tựa hồ đã thầm chuẩn bị, theo hắn phỏng chừng đây là đề phòng Phi Linh Môn. Hồ Hưng Hải đã biết Đông Vô Mệnh đang ở trong Phi Linh Môn, sau khi Phi Linh Môn có đủ thực lực nhất định sẽ đi tìm Thiên Tinh Tông, huống chi trong Đào Hoa Yến cũng đã rõ ràng trở mặt. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, trên con đường nhốn nháo phía trước xuất hiện một nhóm người, trong mười mấy người kia có một thanh niên đi giữa. Mà người này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ, tính cách hắn âm lệ, luôn ba lần bốn lượt gây khó xử cho mình, luôn muốn giết mình mới thống khoái. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, ánh mắt híp lại, khóe môi nhếch lên, ý cười biến thành lạnh lẽo. Thanh niên kia không phải ai khác mà chính là Tùng Bách Đào, Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ tới gặp được người này trong Thiên Tinh Thành, nghe nói mấy ngày trước người kia vừa đính hôn, xem ra vẫn còn chưa rời khỏi đây. Người đi sau lưng Tùng Bách Đào cũng không xa lạ, chính là hai vũ xuất ngũ trọng từng gặp mặt, tựa hồ tên là Đoạn Hồn Đoạn Mệnh, còn có một linh xuất tứ trọng, hình như gọi là Mã Trưởng Lão, ngoài ra là vũ tướng. Đi cùng hắn có vài người Lục Lâm Thiên không xa lạ, là Trưởng Lão Thiên Tinh Tông, một người mập mạp tên Phương Thành Hiếu, người còn lại từng đi qua Đào Hoa Yến, là một lão giả tu vi vũ xuất bát trọng, còn có một vũ xuất nhất trọng cùng vài vũ tướng. Thực lực như vậy cũng không tệ lắm. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lãnh ý, hắn đang tính toán khai chiến với Thiên Tinh Tông, lúc này nếu làm ra chút động tĩnh, phỏng chừng tình huống càng thêm náo nhiệt. Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang suy tư, nhóm người Tùng Bách Đào cũng phát hiện được bọn họ, ánh mắt lập tức tập trung trên người Lục Lâm Thiên. Ngay sau đó cả đám người đều ngẩn ra, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Đường đường là con rể Linh Thiên Môn, không nghĩ tới còn dám đến Thiên Tinh Thành, ra vẻ vận khí của ngươi cũng không tốt ha. Tùng Bách Đào chậm rãi đi về hướng Lục Lâm Thiên. Vì sao ta không thể đến Thiên Tinh Thành, thật sự là buồn cười. Lục Lâm Thiên bình thản nói. Đừng tưởng rằng ngươi có Linh Thiên Môn làm chỗ dựa thì trong cổ vực không ai dám làm gì ngươi, nên nhớ cổ vực không chỉ có một Linh Thiên Môn. Tùng Bách Đào lạnh nhạt nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, tựa hồ Tùng Bách Đào có chỗ dựa, ánh mắt híp lại nhìn thoáng qua đoàn người đi cùng Tùng Bách Đào, cười nhạt. Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi? Ngươi cho rằng không đủ sao? Tùng Bách Đào khẽ cười, mang theo vẻ lạnh lùng. Lục Lâm Thiên, nơi này chính là Thiên Tinh Thành, không phải Linh Thiên Môn hay Phi Linh Môn, nếu ngươi chết ở đây, dù là Linh Thiên Môn cũng không dám làm gì. Thần sắc Phương Thành Hữu lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đoàn người Lục Lâm Thiên, khuôn mặt nhanh cười, bước lên một bước, một cỗ khí thế bàng bạc thổi quét. Một màn này lập tức khiến người chung quanh chú ý. Người thức thời vội vàng tránh thật xa, chỉ sợ bị liên lụy. Lục Lâm Thiên, đây rõ ràng là có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đi vào, tất cả chuyện này là chính ngươi tìm, ta muốn nhìn xem con rể Linh Thiên Môn có thực lực gì, không phải chỉ dựa vào đùa giỡn chút quỷ kế, vận khí tốt một chút mà thôi. Tùng Bách Đào dứt lời liền bước tới, một cỗ linh lực mãnh liệt thổi quét bao phủ không gian, tu vi linh xuất tam trọng tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện hàn ý, thực lực hai người này đích xác không kém, đặc biệt Phương Thành Hữu, thực lực vũ xuất cửu trọng đỉnh, chỉ kém hơn Vũ Vương một bước mà thôi, nếu một mình gặp hắn có lẽ còn băn khoăn, nhưng có Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long bên người, dù cường giả Thiên Tinh Tông xuất động cũng tuyệt đối không lưu được chính mình.